Đan Đại Chí Tôn, Khương Phàm. Tập 101. Chương 3206 Nhân quả thẩm phán. Nếu như dùng khái niệm thế giới của Khương Phàm để giải thích, Tiểu Kim Hầu được đất trời tạo hóa sinh ra, đã trải qua hồng mông thế giới mới khải phán, càng tiếp nhận pháp tắc tắm rửa, nó tương đương với sứ giả của thế giới mới, tương đương với nô bộc của thế giới mới. Không phải là nô lệ pháp tắc, càng là nô lệ thế giới. Linh hầu có thể mượn tới uy lực thế giới, càng có thể mượn tới uy lực pháp tắc. Tiểu Kim Hầu bộc phát sóng chiều hồng mông, diễn biến vạn đạo pháp tắc, đánh thẳng vào tất cả thiên binh cùng bằng vũ, nó luân động ngũ hành côn, chỉ lên trời một kích. Ngũ hành côn tăng vọt quy mô, giống như thiên nhạc sinh ra, uy lực thế giới, uy lực pháp tắc vần quanh, tuyệt thế rung động, khủng bố không gì sánh được, cuồng liệt bạo kích bao phủ màn trời. Ầm ầm, màn trời rơi xuống, chân áp thiên nhạc. Thiên nhạc trùng kích, chặn đánh màn trời. Đây là quyết đấu cực hạn mạnh hơn hiểu biết của người bình thường, đây là thế giới va chạm áp đảo phía trên đế chiến. Hỗn độn cự bằng vỗ cánh cuồng kích, không ngừng phóng thích huyết khí, sôi trào hỗn độn, rót vào lực lượng kinh khủng cho màn trời. Tiểu Kim Hầu tiếp tục hét lên đầy giận dữ, không ngừng liên tục mượn tới uy lực thế giới cùng uy lực pháp tắc, giơ cao nâng đỡ màn trời. Trong lúc nhất thời, hai bên lại lâm vào giằng co. Hỗn độn cự bằng vô cùng chấn kinh. Chinh chiến qua vô số tinh vực, chấn áp hơn vạn ngàn cường địch, nó có phán đoán chuẩn xác đối với thực lực của mình, mặc dù đúng là nhận lấy trọng thương, nhưng 2/3 thực lực vẫn có thể nghiền ép vô số cường địch. Nếu như không phải như vậy, Thương Thiên Chúa Tể cũng không an bài nó cho nữ tử mình yêu nhất. Nhưng, con khỉ màu vàng này vậy mà lại có thể đối kháng với nó. Nguyên nhân là cây gậy kia sao? Giống như không hoàn toàn là như vậy. Rõ ràng là lực lượng hỗn độn, vậy mà lại có thể kích phát uy lực hồng mông. Hỗn độn cùng hồng mông cùng tồn tại trong cơ thể một sinh linh. Càng không thể tin hơn chính là, vậy mà lại có thể bắn ra năng lượng pháp tắc. Hỗn độn, hồng mông, pháp tắc. Như vậy toàn diện lại cân đối khống chế, quả thực là thiên đế cấp bậc tiềm lực. Hỗn độn cự bằng điên cuồng trấn áp, cũng là đang cẩn thận quan sát. Dần dần, nó phát hiện căn nguyên của vấn đề. Chẳng lẽ con khỉ này là sinh linh sinh ra khi thế giới nào đó thai nghén, không chỉ có đã trải qua hỗn độn diễn biến, cũng đã trải qua hồng mông khải phán, càng đã trải qua thiên địa pháp tắc định hình. Thế gian sao có thể có loại tồn tại này? Trừ phi là được tận lực tạo nên. Giống. Tiểu Kim Hầu tiếp tục gầm thét, kéo dài kích phát, uy lực thế giới thiên nhạc tăng vọt đến cực hạn, xung quanh như là trải rộng ra thế giới, mà ánh sáng pháp tắc càng là như hàng tỷ tia lôi đình, quay quanh lên trời. Nộ kích lấy màn trời. Thế giới này đã định hình, người từ đâu mà đến? Hỗn độn cự bằng đột nhiên có một dự cảm bất tường, đôi cánh lớn ngàn dặm bạo kích mãnh liệt, đè ép màn trời chìm xuống mấy trăm dặm. Răng rắc, thiên nhạc run rẩy, sụp ra vết nứt dữ tợn, số lượng lớn ánh sáng pháp tắc đều trở nên ảm đạm, như là lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cự bằng mặc dù không phải thế giới hoàn chỉnh diễn biến, nhưng trưởng thành trong thời gian vô tận. Để năng lượng hỗn độn của nó vô cùng mênh mông, mà năng lực diễn biến lại còn là cực mạnh. Thời khắc này màn trời như là thiên la địa võng, có thể luyện hóa một cái thế giới hình thức ban đầu. Đang tại thời khắc mấu chốt cháy bỏng này, thâm không đột nhiên trở nên huyền diệu mông lung. Mê quang như mưa, vẩy xuống đầy trời, ánh sao điểm điểm, lấp lóe, lộng lẫy tại thâm không. Một loại uy lực phiêu miểu tràn ngập, thấm vào mỗi một góc vũ trụ, một đại thế thê lương phun trào. Như là từ vạn cổ lao nhanh đến, tuôn hướng cuối thâm không xa xôi. Nhân quả. Hỗn độn cự bằng kịch biến, quả quyết muốn rời khỏi chiến trường, nhưng Tiểu Kim Hầu phía dưới lại bất chợt khàn giọng gầm thét, đôi mắt sung huyết, pháp tắc bạo động, ngũ hành côn biến thành thiên nhạc tăng vọt quy mô, có thể xuyên phá màn trời bất cứ lúc nào. Lấy trạng thái cháy bỏng bây giờ của hai bên, ai muốn cưỡng ép rút lui, không chỉ đơn giản là tan tác, còn có thể lọt vào năng lượng phản phệ, thương tới mệnh mạch. Ngay tại thời khắc vi diệu này, mê ảnh tràn ngập thâm không xuất hiện liên quan thần bí, diễn biến ra tinh hà lao nhanh. Một mảnh ánh sáng màu hồng vạn cổ bộc phát, như là bắt đầu từ thế giới mới sinh ra lao nhanh đến, xông về phía tận cùng thế giới. Ta không phải sinh linh của thế giới này, nhân quả của ta không ở nơi này, người không giết chết được ta. Hỗn độn cự bằng hùng vĩ gầm thét, giống như thiên âm nhấp nhô, vang vọng vũ trụ. Ngươi lại đang sợ cái gì? Thiên hậu xuất hiện tại thâm không, dưới chân là thái hư cổ long chỉ còn hài cốt, nàng khống chế nhân quả thiên đồ, khiên động nhân quả pháp tắc, cầm giữ hỗn độn cự bằng.
Mặc dù hỗn độn cự bằng và thế giới này không có liên hệ, nhưng nhân quả thiên đồ là vũ khí, là nhân quả nguyên thủy, có thể khóa chặt thánh linh nào đó, trực tiếp tiến hành thẩm phán nhân quả đối với nó. Hỗn độn cự bằng đại bạo phát, không quan tâm phóng thích huyết khí, thôi động màn trời hỗn độn, muốn triệt để trấn áp cùng luyện hóa tiểu kim hầu phía dưới trước một bước. Tiểu kim hầu tiếp nhận trùng kích đến khó có thể tưởng tượng, thiên nhạc liên tiếp vỡ nát, ngũ hành tán loạn mảng lớn, âm thanh khủng bố giống như thiên băng địa liệt, ngay cả ánh sáng pháp tắc đều muốn tán loạn. Nhưng, nó đại tác cuồng tính, tiếp tục mượn tới thế giới xa xôi cùng lực lượng pháp tắc, huyết mạch tùy theo sôi trào, thực lực tiếp tục tăng vọt, cuồng loạn kiên trì, chống cự lại. Nếu như đều đã là trạng thái toàn thịnh, rất có thể hỗn độn cự bằng thời khắc này bộc phát sẽ trọng thương tiểu kim hầu, nhưng bây giờ thực lực lại miễn cưỡng 2/3, 1/3 thiếu thốn kia, để nó thời khắc này khó mà bộc phát đạt tới hiệu quả dự trù. Cũng chính là vào lúc này, thiên hậu thẩm phán đến rồi. Chương 3207 Thương Thiên Thần Bí 1. Thiên đồ nhấc lên, nhân quả lao nhanh, vô số mê quang tràn ngập đất trời thẩm thấu đến trong thân thể hỗn độn cự bằng. Mặc dù hỗn độn cự bằng đủ mạnh mẽ, đầy đủ đặc thù, nhưng hấp thu nhân quả thiên đồ trong trăm vạn năm thời gian tại đại thế giới này, hiển nhiên càng kinh khủng. Nhân quả của thế giới này, ta đến bảo vệ, kẻ xâm lấn, ta lấy tên nhân quả pháp tắc, đoạn nhân quả của ngươi. Ngươi sẽ không có đã từng, không có tương lai, ngươi tướng, không còn tồn tại. Thẩm phán tàn khốc, tuyệt vọng đứt gãy, đủ để cho bất cứ sinh linh nào cũng phải sinh ra hồi hộp. Đây không chỉ đơn giản là giết chết, mà là triệt triệt để xóa đi vết tích tồn tại ở trong vũ trụ của nó. Hoang đường, ta sinh ra đến nay đã 300.000 năm, ngươi dùng cái gì cắt đứt tất cả nhân quả của ta? Hỗn độn cự bằng sợ hãi, tức giận lấy, tiếng gáy to lấy. Mặc dù không tin nữ tử này có thể hắn triệt để gạt bỏ, nhưng chỉ cần gạt bỏ cái 3 năm vạn năm, 10 mấy vạn năm, thực lực của hắn đều sẽ nhận chí mạng tổn thất. Nhân quả, đối với cấp sinh linh khủng bố như nó tại thế giới thế này mà nói không thể nghi ngờ là tồn tại tuyệt vọng nhất. Hoặc là trực tiếp xóa đi vết tích, hoàn toàn biến mất, hoặc là trực tiếp tổn thất vô số thời gian khổ tu, nhận tổn thất khó mà chữa trị. Vận mệnh không ra, nhân quả vi tôn. Đây là lực lượng cấm kỵ mà bất luận là thế giới nào cũng đều kiêng kỵ. Phán. Thiên hậu trấn áp thô bạo, thiên đồ phát huy. Mê quang thẩm thấu hỗn độn côn bằng lấy phương thức huyền diệu khó lường bắt đầu tàn phá. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, một thanh âm lạnh lẽo như thiên âm minh mông, truyền đến chiến trường. Nữ tử thần bí lưng đeo thiên luân, chân đạp thế giới mê ảnh, cầm cứu thục quyền trượng trong tay, lao thẳng đến nơi này. Một tiếng lệ quát, thiên luân bạo phát. Xoay tròn, đánh ra một mảnh mê quang tuyệt thế, ẩn chứa một loại khí tức tuyệt vọng để thế giới sụp đổ, khuấy động năng lượng khủng bố đánh xuyên tinh thần, thẳng đến thiên hậu. Lui! Thái hư cổ long hồi hộp hô to, cường quang chưa đến, nhưng ý thức đã loạn, như là đặt mình vào giữa thế gian đang sụp đổ, như là trầm luân trong phế tích tuyệt vọng, sự sợ hãi ấy thẩm thấu linh hồn, để nó ngạt thở sợ hãi, năng lượng toàn thân hư vô đều như là không cách nào thi triển. Ổn định! Thiên hậu không sợ hãi, mặc cho cường quang đánh tới. Thiên đồ không ngừng tấn công, tiếp tục tàn phá nhân quả của hỗn độn cự bằng. Hỗn độn cự bằng triệt để rối loạn, mảng lớn ký ức đang biến mất, mênh mông thực lực đang yếu bớt, nó như quên đi mình đang ở đâu, càng quên đi mình đang ở hoàn cảnh nào, kết quả trực tiếp là. Năng lượng hỗn độn liên tục phóng bỗng nhiên giảm mạnh, hệ thống màn trời lập tức sụp đổ, mà thiên nhạc đang cuồng loạn thả ra ù tiếng vang. Bay thẳng lên trời, thẳng lên 3.000 dặm vũ trụ. Bành! Răng rắc! Đầu hỗn độn cự bằng sụp đổ ngay tại chỗ, máu thịt văng tung tóe. Lui! Tiếng thiên hậu lệ quát lập tức vang lên, thái hư cổ long vận sức chờ phát động quả quyết di chuyển. Phốc phốc! Vào lúc này thế giới ánh sáng đánh tới, làm vỡ nát đường hầm hư không, vặn vẹo lên năng lượng hư không, để thái hư cổ long vừa mới muốn biến mất đã lập tức mất khống chế. Tuy nhiên! Cuối cùng vẫn dịch ra được một khoảng cách, thế giới ánh sáng tráng kiện đảo qua thân thể thiên hậu, làm vỡ vụn cánh tay phải của nàng, liên lụy đến bản thể, nhưng không có diệt sát được nàng. Ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào. Thái hư cổ long kinh hồn thét lên, mẫu thân nó. Quá dọa người. Vừa mới trong chớp mắt, cơ hồ chính là muốn biến mất, cái nguồn khí tức băng diệt thế giới kia, cái sự tuyệt vọng hủy trời diệt đất kia, để nó như là đã chết. Thiên hậu hồi hộp trước sự khủng bố của ánh sáng này, nếu quả như chúng vào một chút, thật chỉ sợ sẽ muốn phá thành mảnh nhỏ. Nữ tử thần bí dừng ở nơi xa,
ánh mắt có chút run lên, tiểu nữ tử này đủ hung ác, đủ ổn, dưới sự uy hiếp của thiên luân phía vậy mà lại có thể giữ vững được bình tĩnh. Đây là thông qua nhân quả dự đoán trước mình sẽ không chết, hay là đánh cược. Chỉ sợ khả năng thứ hai là chủ yếu. Dù sao thời khắc đột phát như vậy, hỗn độn cự bằng lại đang xâm nhập, nàng không có thời gian dự phán cho chính mình. Giống. Tiểu kim hầu bay thẳng lên trời, trong tay cầm ngũ hành côn, cộng minh cùng vũ trụ, đuổi giết hỗn độn cự bằng bị trọng thương. Thực lực của hỗn độn cự bằng chợt giảm, ý thức hỗn loạn, chiến khu không đầu mãnh liệt nhấc lên tại thâm không. Tiểu kim hầu thừa cơ giết tới, ngũ hành côn đánh đến cuồng bạo đánh đến sôi trào, lít nha lít nhít đánh vào trên thân hỗn độn cự bằng, đánh cho nó văng tung tóe huyết nhục, liên tục tháo chạy, vậy mà khó mà chống đỡ. Nữ tử thần bí giơ cao cứu thục quyền trượng, chỉ hỗn độn cự bằng phía xa. Hỗn độn cự bằng ý thức lập tức bị nữ tử thần bí thay thế, hai cánh bạo kích, hiện ra tốc độ cực hạn kiêu ngạo nhất, sau khi ngạnh kháng 10 vòng trọng kích của tiểu kim hầu, thành công chạy ra đuổi bắt. Đồng thời hắn vận chuyển thiên luân, nhấc lên vũ trụ bạo động, chiều dâng kinh khủng như biển động vô biên, cuồn cuộn không dứt, lao nhanh trùng kích, đánh về phía thiên hậu. Giống. Tiểu kim hầu cuồng dã bạo phát, nhảy lên chính là 800 dặm, gào thét nhấc lên, rơi ầm ầm trước mặt thiên hậu đến. Thái hư cổ long bị chấn động đến toàn thân xương cốt đều đang run rẩy, thân rồng nhìn như khổng lồ nhưng ở trước mặt sinh linh khủng bố như thế khiến nó chỉ giống như con kiến ruồi trùng. Hỗn độn phun trào, hồng mông diễn biến, tiểu kim hầu luân động ngũ hành côn, diễn biến thế giới bảo vệ, ngạnh kháng thiên luân hủy diệt bạo kích. Ầm ầm, thiên luân tiếp tục mãnh liệt, giống như là con sóng chồng chất vạn dặm, đụng chạm lấy tiểu kim hầu lùi lại. Nữ tử thần bí rơi xuống trên thân hỗn độn cự bằng, vẻ mặt lập tức nghiêm trọng. Hỗn độn cự bằng thiếu thốn ý thức, vô cùng hỗn loạn, thực lực càng là chợt giảm hơn phân nửa, giống như là bị cưỡng bức tách ra 200.000 năm thực lực. Nhân quả thiên đồ quả nhiên khủng bố. Làm bạn với thế giới diễn biến trăm vạn năm, kỳ càng thâm ảo hơn càng cường đại hơn xa so với thời hồng hoang mới sinh. Chương 3208 Thương Thiên Thần Bí 2. Cánh tay trái thiên hậu chảy thật nhiều máu, nhuộm đỏ vạt áo, nhưng vẻ mặt nàng lại như không có việc gì, lạnh nhạt như thường. Tỏa kỵ của ngươi, phế đi. Xem ra các ngươi đã chuẩn bị rất đầy đủ. Ánh mắt của nữ tử thần bí không ngừng nhanh chóng du lịch trên người tiểu kim hầu, cự linh như vậy cũng không phải sinh ra bình thường, năng lượng hỗn độn mênh mông, trong hỗn độn bắn ra ánh sáng hồng mông, bên trong hồng mông phun trào mê ảnh pháp tắc. Đây quả thực là hỗn độn cự bằng cùng thiên nô kết hợp thể. Còn muốn dò xét đến thế giới thần bí. Nữ tử thần bí có một phỏng đoán siêu to gan. Nơi này ra đời một cái thế giới hoàn toàn mới, không phải thế giới với khái niệm tinh thần. Là thế giới diễn biến ra pháp tắc cùng sinh mệnh có trí tuệ, hỗn độn linh hầu này là siêu cấp chiến linh có ý thức mà thế giới kia lợi dụng pháp tắc diễn biến tẩm bổ đi ra. Đế quân của thế giới này không có mạnh như chiến đội sát thiên các ngươi, nhưng cũng không có yếu như các ngươi tưởng tượng. Lần này không giống với dĩ vãng, các ngươi muốn nuốt lấy nơi này, đều phải làm tốt chuẩn bị chiến tử. Thiên hậu thể hiện lạnh nhạt, nhưng nhìn linh hầu khủng bố giống thiên nhạc như trước mặt. Trong lòng nàng vẫn khiếp sợ đồng thời cũng sinh ra mấy phần hy vọng. Các ngươi biểu hiện rất đặc sắc, chỉ tiếc các ngươi không thay đổi được kết cục. Mỗi cuộc chiến tranh liên quan tới thế giới này, đều là do chúng ta tới viết. Nữ tử cũng không phải nói chuyện giật gân, bởi vì bọn hắn nắm trong tay thời gian, dù là bây giờ gặp phải bất cứ ngoài ý muốn gì, dù là thế giới này lại chuẩn bị đầy đủ, thương thiên đều có thể nghịch chuyển thời gian, để hết thảy trở về đến thời khắc bắt đầu sơ nhất khai, sau đó. Nhắc nhở bọn hắn nơi nên chú ý, bọn hắn một lần nữa sửa hướng đi chiến tranh. Đến lúc đó, liên quan tới những gì phát sinh bây giờ, bọn đáng thương này sẽ không biết, bởi vì trên tuyến thời gian kia, chuyện bây giờ căn bản là không có phát sinh qua. Các ngươi tùy ý thao túng thời gian như vậy, liền không sợ hủy thế giới này. Thiên hậu đã hiểu ý tứ của nàng nói. Từ khi thương thiên bắt đầu thoát ra khỏi thế giới này thì đã mất đi khống chế, kéo dài mênh mông trăm vạn năm. Tuy nhiên cũng chỉ là chúng ta cố ý để nó kéo dài mà thôi. Thời điểm trước đó, chúng ta cần thế giới này tồn tại. Nhưng cho tới bây giờ, chúng ta đã không cần thế giới này. Có lẽ thế giới này đã nhận ra điểm ấy, lần phản kích này kịch liệt vượt mức bình thường. Chỉ tiếc, vẫn không thay đổi được kết cục. Nữ tử nói ra rất sự thật tàn khốc. Bọn hắn giữ lại thế giới này, cũng không phải có lưu luyến đối với nơi này, mà là cần những thứ kia, nhưng, lần này là một lần cuối cùng cần. Cho nên bọn hắn không tiếc cái giá hoàn thành cuộc đi săn,
về phần cuối cùng thế giới này đi đến nơi nào, bọn hắn không quan tâm. Ngươi rất đặc biệt, nhưng thật đáng tiếc, ngươi cũng hiểu không được ý tứ trong lời nói của ta. Nữ tử giơ cứu thục quyền trượng, bảo vệ ý thức của mình, đối kháng nhân quả thiên đồ thôi diễn cùng dò xét nàng. Ta mặc kệ các ngươi muốn làm gì, ta cũng mặc kệ cuối cùng ngươi có thể nghịch chuyển hiện thực hay không, nhưng ở đường dây bên này, các ngươi nhất định sẽ không nhẹ nhõm. Thiên hậu điều khiển thiên đồ, diễn lại uy lực nhân quả trăm vạn năm, sinh ra cộng minh mãnh liệt cùng hệ thống thế giới rộng lớn. Đánh! Xương cốt toàn thân thái hư cổ long đều đang run rẩy, không phải nó e ngại, mà là loại chiến đấu cấp độ này với nó mà nói quá kinh khủng, thật sự là cửu tử nhất sinh. Ngươi rời khỏi, mau chóng mang hồng hoang thiên long cùng đại vương tới, lại đi trợ giúp những chiến trường khác. Thiên hậu bay lên không, rơi xuống trên vai tiểu kim hầu. Bả vai giống như rừng rậm thần sơn, mang đến cảm giác an toàn nồng đậm. Lập tức quay lại. Thái hư cổ long không khách khí, nhanh chóng biến mất. Giống. Tiểu kim hầu vùng ngũ hành côn lên, cuồng dã bạo động, bá liệt không sợ, đuổi giết hỗn độn cự bằng. Nó tức là chỗ thiên địa tạo, càng hấp thụ uy lực thế giới, nó có thể cộng minh cùng thế giới, lại có thể mượn dẫn lực lượng pháp tắc, hắn có được tiềm lực vô hạn, cũng không sợ tín niệm cường đại của vạn vật. Nữ tử thần bí ngắm nhìn chiến trường sâu trong vũ trụ, tạm thời toàn bộ lực chú ý đều rơi xuống nơi này, thao túng đau đớn hỗn độn cự bằng nghênh đón khiêu chiến. Sâu trong vũ trụ, khoảng cách ngoài chiến trường thiên khải 1 tỷ dặm. Sinh tử lĩnh vực của Khương Phàm ổn định ở nơi này, cắt đứt liên hệ cùng thế giới, chỉ có thể bằng vào táng thiên đỉnh, phiêu miểu thiên cung, phối hợp với sinh mệnh cùng tử vong, đến đối kháng thương thiên cường hãn. Mặc dù nhìn hắn càng có ưu thế, nhưng thương thiên kinh nghiệm chiến đấu cao hơn hắn rất nhiều, yên diệt chiến đao cùng hỗn loạn thiên trùy phối hợp tuyệt diệu, vững vàng áp chế tất cả thế công cùng phản kích của hắn. Cũng may sinh tử lĩnh vực có thể nghịch chuyển sinh tử, giao phó Khương Phàm sinh cơ vô hạn cùng chiến khu bất tử bất diệt, gian nan chiến đấu kéo tới trạng thái giằng co. Nhưng theo chiến đấu kéo dài, Khương Phàm mơ hồ phát hiện một vấn đề. Thương thiên rất mạnh, mạnh vô cùng, nhưng, giống như không hề mạnh như tưởng tượng. Nhất là tại nơi cách xa thế giới cả tỷ dặm, cắt đứt liên hệ giữa nơi này cùng hệ thống thế giới, trình độ cường hãn của thương thiên vậy mà rõ ràng đã hạ xuống. Nhưng, không phải thương thiên trước sau sau đến săn giết thế giới này 20-30 lần sao? Trong 20-30 lần này, thế giới sinh ra trời lại không có 10 lần, cũng có 8 lần đi. Những thiên mới kia đều là có giới nguyên, số lượng lớn giới nguyên tính gộp lại, liên hệ giữa thương thiên cùng thế giới vô cùng kinh khủng, cho dù là cắt đứt, cũng có thể bộc phát ra lực lượng pháp tắc khác từ trong cơ thể mình, nhưng... không có. Khương Phàm không ngừng bạo kích, cũng đang không ngừng nghiên cứu thương thiên. Là thương thiên cố ý áp chế thực lực? Hay là có nguyên nhân khác? Mà, ngũ hành tổ sơn ở đâu? Thời gian thiên toa lại ở đâu? Là đòn sát thủ quyết thắng? Hay là không có mang tới? Nếu như là dùng để quyết thắng, ngược lại cũng dễ nói, nếu như không mang tới. Đồ sẽ ở chỗ nào? Chương 3209 liều chết phản kích. Ở trước mặt ta, người còn không có tư cách phân thần. Hỗn loạn thiên trùy trong tay thương thiên đột nhiên tuột tay, sóng chiều hỗn loạn dung chuyển sinh tử lĩnh vực, năng lượng bạo động như thủy triều, tất cả đều mất khống chế ở tại trước mặt hỗn loạn thiên trùy hoành hành không trở ngại. Giống như là có sinh mệnh chiến đế, cuồng dã đánh vào bên trên táng thiên đỉnh. Khương Phàm vừa mới phân thần, muốn di chuyển nhưng đã không kịp, chỉ có thể cưỡng ép nghênh chiến. Tai nạn cuồn cuộn xung quanh táng thiên đỉnh, có thiên băng địa liệt, có tinh thần tiêu tan, càng có chúng sinh tuyệt vọng, luân hồi đứt đoạn các loại, nó mãnh liệt xoay tròn, sôi trào như là muốn táng diệt vũ trụ. Nhưng, cùng thuộc thiên khí, chinh chiến vạn giới, rối loạn tinh vực hỗn loạn thiên trùy. So với táng thiên đỉnh yên lặng trăm vạn năm rõ ràng muốn mạnh hơn mấy lần. Ầm ầm, táng thiên đỉnh rung động mãnh liệt, rời khỏi Khương Phàm, gào thét lên đụng ra ngoài. Thương thiên theo sát giết tới, yên diệt chiến đao mở ra chiến trường bạo động, phá vỡ sinh cùng tử ngăn trở, vô tình chém về phía Khương Phàm. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Khương Phàm dẫn động hư không pháp tắc, tại trước mặt sen lẫn thành hư không thâm uyên trồng chất, triệt tiêu lấy đao mang chôn vùi tiến lên. Đồng thời xoay chuyển người bay lên, không gian vặn vẹo, trong chốc lát xuất hiện ở sau lưng thương thiên, tay trái sinh mệnh, tay phải tử vong, phân biệt bành trướng lấy sát khí khi chúng sinh, vạn dân gào thét cùng u minh địa ngục, một trái một phải, chụp về phía đầu thương thiên. Sinh mệnh không chỉ để cho người ta hưng thịnh, càng có thể diễn biến khế ước, một khi ký kết, mục tiêu sinh mệnh sẽ nhận thao túng.
Tử vong không chỉ là tử vong, càng có thể hình thành nguyền rủa, ăn mòn linh hồn, mục nát hài cốt, suy giảm thọ nguyên. Thương Thiên thầm nghĩ không sai, nhận bôn tập nguy hiểm trong nháy mắt vậy mà không phải rút lui, mà là ngạnh kháng chủ động xuất kích, cái tâm tính cùng kinh nghiệm này quả thật không tệ. Sinh tử trong nháy mắt, chiến y Thương Thiên bạo phát ra vạn đạo trưởng cầu vồng, bạo động lấy tinh vực tiêu tan năng lượng thần bí, lít nha lít nhít bạo kích Khương Phàm. Vạn đạo cầu vồng không nhìn thời gian không gian, bộc phát trong nháy mắt toàn bộ đánh vào trên thân Khương Phàm, đánh hắn vỡ vụn hài cốt, huyết nhục văng tung tóe, pháp tắc ấn ký đều muốn đứt gãy toàn bộ. Trong chốc lát Khương Phàm lùi nhanh lại hơn nghìn dặm, cơ hồ muốn bị đánh thành thịt nát, nhưng cường quang phun trào, sinh cơ vô hạn, chiến khu rách dưới một lần nữa khép lại. Thương Thiên chủ động xuất kích, hai tay nắm chặt, giống như hai viên sáng chói mặt trời, cùng vũ trụ đại thế sinh ra cộng minh, phát ra khủng bố tuyệt luân năng lượng. Bên trái hỗn loạn thiên trùy bạo động, như hỗn loạn chiến đế hét lên đầy giận dữ, bên phải yên diệt chiến đao đứng thẳng, như lỗ đen cuồn cuộn. Bọn chúng đều hoành hành ở hai bên, theo sát Thương Thiên đuổi giết Khương Phàm. Tiếp tục giữ vững áp chế, không thể để cho hắn cùng thế giới pháp tắc mượn tới nửa điểm uy lực thời gian. Khương Phàm không hoảng không loạn, trầm ổn có độ, đáy mắt hắn chợt hiện tinh mang, hư không pháp tắc chảy xuôi khắp toàn thân, cộng minh cùng phiêu miểu thiên cung ở phía ngoài, mượn tới uy lực hư không trong vũ trụ vô tận. Khương Phàm sôi trào lên sóng chiều hư không, ngưng tụ ra lít nha lít nhít hư không trọng quyền, phát khởi oanh kích đối với Thương Thiên. Hư không trọng quyền bạo động dày đặc, giống như là từng viên tinh cầu đổ sụp, tinh chuẩn đả kích, lại bộc phát ra lực lượng hắc ám tĩnh mịch kinh khủng. Thương Thiên ương ngạnh ngăn trở, nhưng hoành hành không trở ngại, trọng quyền bạo kích, kim quang sáng chói, chiếu thấu hắc ám, chiếu phá hư không, hỗn loạn trọng trùy cùng yên diệt chiến đao càng là đánh đâu thắng đó, tự hành diễn biến, bản thân phản kích. Khương Phàm điên cuồng gào thét, mượn tới lực lượng hư không cuồn cuộn đang kéo dài vô tận. Xung quanh hư không yên lặng hàng tỷ năm, như là muốn bị rút khô tất cả uy lực phiêu miểu, không ngừng liên tục tràn vào phiêu miểu thiên cung, rót vào sinh tử lĩnh vực, theo Khương Phàm thao túng biến thành mấy trăm đến hơn mấy ngàn, thậm chí mấy vạn hư không trọng quyền, mang cho Thương Thiên mưa to gió lớn chặn đánh. Thương Thiên ương ngạnh bước lên, cũng rất nhanh đã cảnh giác. Cái này không đúng. Thế công như thế này nhìn thì cường hãn, nhưng so với đấu pháp trước đó hơi có chút sai lầm. Vấn đề ở chỗ nào? Chẳng lẽ là sinh mệnh cùng tử vong? Trong lúc Khương Phàm nhấc lên hư không trọng quyền lúc nào cũng có thể rót vào năng lượng sinh mệnh cùng tử vong, mượn nhờ bạo kích xâm nhập chiến khu của hắn. Thương Thiên nghĩ đến vấn đề mấu chốt, quả quyết dẫn dắt hỗn loạn trọng trùy cùng yên diệt chiến đao, va chạm mãnh liệt ở trước mặt, nổ lên pháp tắc phong bạo kinh khủng, tràn ngập rối loạn mất khống chế cùng chôn vùi hư vô. Đột nhiên mà mãnh liệt toàn diện phóng thích, cưỡng bức cắt đứt hư vô trọng quyền mà Khương Phàm tiếp tục bộc phát. Khương Phàm lập tức chật vật, thoạt nhìn như bị đánh loạn trận cước, nhưng khi Thương Thiên đang tháo chạy, trong chốc lát ánh mắt rạng rỡ tinh mang của Khương Phàm bỗng nhiên ngưng tụ, giờ khắc này, từ đầu đến cuối trốn ở bên ngoài không dám tùy tiện tiến đến phiêu miểu thiên cung đột nhiên phá vỡ sinh tử lĩnh vực, cửa cung mở rộng, tuôn ra dòng lũ hư không, vặn vẹo lên, lao nhanh lấy, xông về phía Thương Thiên đang tháo chạy. Đột nhiên từ bên trong phiêu miểu thiên cung tuôn ra chiều dâng, không chỉ là năng lượng hư không, càng khuấy động khế ước sinh mệnh cùng tử vong nguyền rủa. Từ khi phiêu miểu thiên cung xuất hiện đến bây giờ đã trọn vẹn một ngày, một mực không có tiến đến sinh tử lĩnh vực. Thoạt nhìn như là Khương Phàm không dám để cho hắn tiến đến, để tránh bị Thương Thiên cưỡng ép khống chế, cũng là vì vững chắc sinh tử lĩnh vực, giúp nó một mực đính trong hư không, cắt đứt liên hệ giữa Thương Thiên cùng thế giới. Kỳ thật những chuyện này đều không có sai, nhưng mục đích thực sự của Khương Phàm là để hư không cùng sinh mệnh cùng tử vong tiến hành giao hòa thần bí. Để hư không lặng lẽ hấp thu lực lượng sinh mệnh cùng lực lượng tử vong, chờ đợi thời cơ thích hợp khởi xướng đả kích chí mạng. Chương 3210 Đại lễ thế giới. Mặc dù kinh nghiệm chiến đấu của Thương Thiên cực kỳ phong phú, nhưng không đến mức hoàn toàn dự phán xuất xứ. Muốn lừa qua Thương Thiên, nhất định phải làm đủ chuẩn bị. Cho nên, Khương Phàm dùng một ngày đến bố trí, chuẩn bị sát chiêu này, chờ đợi một cơ hội. Thương Thiên vừa mới tháo chạy, năng lượng hư không liền không nhìn không gian, cuồng liệt đánh vào trên người hắn. Hỗn loạn cùng chôn vùi còn đang ở phía trước, hắn lại đang cưỡng ép rút lui, hư không lại có thể thao túng không gian, cho nên. Ngay một khắc bạo kích này xảy ra. Phiêu miểu thiên cung yên lặng trăm vạn năm tự mình phát huy, cưỡng ép trấn trụ Thương Thiên, mà xúc thế đãi định sinh mệnh khế ước cùng tử vong nguyền rủa,
cũng tại lúc này thành công trùng kích đến chiến khu Thương Thiên, tiến hành điên cuồng sâu chuỗi. Sinh mệnh cùng tử vong đang duy trì lĩnh vực, đồng thời mật thiết chú ý, toàn lực thôi động. Nếu như một kích này thành công, nhất định có thể nghịch chuyển chiến trường. Làm không tệ, đáng để khẳng định, đây coi là nơi sáng chói duy nhất của ngươi một ngày nay. Thương Thiên bị giam cầm, lại không có một gợn sóng, ngược lại còn tán thưởng Khương Phàm. Bởi vì, hắn dự phán đối với chiến tranh, bắt nguy hiểm đối với chiến tranh, cùng cảnh giác cùng phòng ngự đối với chiến tranh còn cường đại hơn xa hơn so với những gì Khương Phàm tưởng tượng. Đối với Phiêu Miểu Thiên Cung, sinh mệnh cùng tử vong, hắn từ đầu tới cuối vẫn luôn duy trì đủ đề phòng, cũng chuẩn bị đủ năng lượng ứng biến. Oanh! Trong chiến y hoàng kim của Thương Thiên khảm nạm lấy tinh hạch thần bí, số lượng đạt 18 viên, mỗi viên đều muốn cường hãn gấp 10 lần so với những cái bên trong hải cốt thôn tinh thú kia, nháy mắt bạo động, giống như là 18 hành tinh ù ù chuyển động, nhấc lên sóng chiều không gian mạnh mẽ, ngoan cường bóp méo Phiêu Miểu Thiên Cung trấn áp, thoát khốn tại thời khắc sống còn. Nhưng, Khương Phàm làm chuẩn bị hai tay, nơi đó nếu như không đả thương được, hắn nơi này liền muốn khởi xướng chặn đánh. Ầm ầm, pháp tắc toàn thân Khương Phàm bạo động, ngừng tụ lại sinh tử chiến đao, sóng chiều hủy diệt bao quanh, càng sôi trào không gian phong bạo. Trong chớp mắt bạo động, ngừng tụ bốn thiên khí bốn loại năng lượng cực hạn. Khương Phàm sôi trào chiến huyết, thiên uy hạo đáng, tại thời điểm Thương Thiên thoát khốn, sinh tử chiến đao luân động bổ về phía Yên Diệt chiến đao. Keng! Yên Diệt chiến đao vừa mới phá hủy quyền chiều hư không, năng lượng hơi yếu, bay lên phản kích cũng hơi có vẻ chậm chạp. Bạo kích kinh khủng như là thực hiện lực lượng toàn bộ thế giới cùng u minh địa ngục, càng tràn ngập ba động khủng bố hủy diệt nó, nhưng quan trọng nhất vẫn là hư không. Yên Diệt chiến đao hoàn hảo không chút tổn hại, lại mãnh liệt rời khỏi sinh tử lĩnh vực trong run rẩy, đánh vào hư không mênh mông. Chuẩn bị lâu như vậy, cũng chỉ là đánh bay đao của ta. Mặc dù ý nghĩa không lớn, nhưng cũng coi là một trận thắng nhỏ của ngươi. Thương Thiên đưa tay, gọi về Yên Diệt chiến đao bị đánh bay. Nhưng, Thương Thiên hơi đổi thần tình, nhíu mày cảm giác thâm không. Ta chuẩn bị cho ngươi một phần đại lễ. Khương Phàm đuổi giết Thương Thiên, đồng thời thét lên ra lệnh Phiêu Miểu Thiên Cung rời khỏi sinh tử lĩnh vực, trấn áp Yên Diệt chiến đao rời xa, để sinh tử lĩnh vực tiếp tục quấy nhiễu thời gian pháp tắc. Thương Thiên bị chặn ngang cảm giác, không chút hoang mang khởi xướng phản kích. Tay trái bộc phát vạn trượng cường quang, phát ra mạnh mẽ ba động cộng minh cùng vũ trụ đại thế. Nhấc lên năng lượng cường đại phá diệt vạn cổ, đồng thời tay phải triệu hồi hỗn loạn thiên trùy, cùng Khương Phàm triển khai chém giết mãnh liệt. Tuy nhiên, lần này hắn bày ra tư thái phòng ngự. Một cỗ ba động thần bí làm cho hắn cảnh giác. Cỗ cảnh giác này vậy mà dẫn tới hắn bất an. Bất an. Từ khi hắn sinh ra đến nay, chưa bao giờ qua cảm giác như vậy. Phiêu Miểu Thiên Cung dung hợp năng lượng hư không vũ trụ thâm không vô tận, trấn áp Yên Diệt chiến đao đang bạo động thô bạo. Bên trong vũ trụ chiến trường này rõ ràng là chiến trường chuyên môn của Phiêu Miểu Thiên Cung. Mặc dù Yên Diệt chiến đao chinh chiến vô số tinh vực, nhưng Phiêu Miểu Thiên Cung cũng là hấp thu năng lượng thế giới trăm vạn năm, giờ phút này mượn nhờ ưu thế sân nhà, vẫn ngoan cường tạo thành tư thái giằng co. Ngay ở phía trước, Dạ An Nhiên giống như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, bao quanh hư không thủy triều mênh mông, bằng tốc độ kinh người đuổi giết chiến trường sinh tử. Nơi đó có hai chiến trường. Thương Lan đứng dậy ở bên trong thế giới, vặn vẹo chiến khu, ngưng tụ vạn đạo pháp tắc, xuyên thấu qua thân thể Dạ An Nhiên, ngóng nhìn thâm không vô tận, trừ sinh tử ba động càng xa xôi ra, ở gần nơi càng có hai cỗ pháp tắc vũ khí khác đang va chạm kịch liệt. Toàn thân Dạ An Nhiên bắn ra hỗn độn chiều dâng, hỗn độn hồng mông ánh sáng xen lẫn bên trong, hiện ra hình dáng Thương Lan. Dạ An Nhiên bình thường trở lại hình thể, Thương Lan tới song hành. Bọn hắn di chuyển nhanh chóng. Mang kích thích cực lớn cho Thương Thiên bên trong sinh tử lĩnh vực nơi xa. Thương Thiên ý thức được nguy hiểm, chống cự Khương Phàm tiếp tục bạo kích đồng thời bắt đầu phân thần dò xét lực lượng thần bí kia. Ở trước mặt ta, người cũng không có tư cách phân thần. Khương Phàm sôi trào chiến huyết, thiên âm cuồn cuộn. Hắn mượn tới sinh mệnh triều dâng, diễn biến chúng sinh vạn tướng, như là sinh linh toàn bộ thế giới toàn bộ đều tụ tập ở nơi này. Hắn mượn tới tử vong triều dâng, diễn biến u minh địa ngục. Như là cửu u thâm không, vô tận địa ngục, tất cả vong hồn cùng quỷ tộc đều vượt qua đến nơi này. Sinh mệnh cùng tử vong, bộ phận hệ thống thế giới diễn biến trực tiếp nhất. Theo Khương Phàm gầm thét, sinh tử rối loạn, chúng sinh khó khăn, vạn quỷ gào thét, diễn biến ra tai nạn tuyệt thế đại diệt tuyệt chủng tộc.
Tai nạn như vậy, triệt để kích hoạt Táng Thiên Đỉnh. Táng Thiên Đỉnh ầm ầm vang ra tiếng, tai nạn nhấc lên, tuyệt thế đại khủng bố. Trong đỉnh là giống loài diệt tuyệt, luân hồi đứt đoạn, mặt ngoài đỉnh thì là hỗn độn sụp đổ, thiên địa rối loạn, tinh thần tiêu tan. Ba đạo thiên khí va chạm cực hãn nhấc lên bạo động khủng bố hủy trời diệt đất, lĩnh vực cuồn cuộn mênh mông triệt để che mất thương thiên. Chương 3211 Đại lễ thế giới 2. Thương thiên vòng ra hỗn loạn thiên trùy, chặn đánh Táng Thiên Đỉnh, 18 viên tinh hạch bên trong áo giáp hoàng kim bộc phát cường quang tuyệt thế, diễn biến ra hình dáng thập bát tinh thần, giống như pháp trận như ở xung quanh, hình thành ý nghĩa bảo vệ tuyệt đối. Rầm rầm rầm. Khương Phàm toàn lực ứng phó tiến công, rốt cuộc cũng dung chuyển hỗn loạn thiên trùy, trấn trụ thương thiên. Thập bát tinh hạch ngưng tụ phòng ngự tuyệt đối, mãnh liệt nhấc lên trước mặt thế giới sụp đổ giống như chiều dâng, như là lúc nào cũng có thể lật úp. Còn suýt chút nữa. Thương thiên cường thế thao túng tinh hạch vận chuyển, bộc phát ra bạo động tuyệt thế kinh khủng, mãnh liệt lật ngược toàn lực ứng phó tiến công của Khương Phàm. Lập tức, thương thiên cường thế bạo khởi, theo chiều dâng về phía trước, bắt lại hỗn loạn thiên trùy, đuổi giết Khương Phàm. Khương Phàm bị vén liên tiếp lui về phía sau, hư không đạo ngấn toàn thân lưu chuyển cộng minh cùng phiêu miểu thiên cung, bỗng nhiên biến mất, xuất hiện ở sau lưng thương thiên, nhấc lên dân chúng chân áp, huy động tử vong chiều dâng, ngạnh kháng thương thiên. Lễ vật ta chuẩn bị cho ngươi sắp tới. Đến thăm thế giới này 20-30 lần, không có nhận qua loại đãi ngộ này chứ gì. Trước đó thế giới này không có chủ nhân, không hiểu lễ tiết tiếp đãi, để cho ngươi chê cười. Nhưng từ giờ trở đi, thế giới này có chủ nhân, có quy củ. Tay trái Khương Phàm mang theo sinh mệnh, tay phải phá ra tử vong, chân đạp hư không, thân quấn tai nạn, tiếp tục không ngừng khởi xướng bạo kích. Thương thiên hoảng mà không loạn, tinh chuẩn lại cường thế ngăn trở Khương Phàm trùng kích, cũng đang đợi cỗ lực lượng thần bí để hắn cảnh giác. Rốt cuộc cũng, tại thời điểm bọn hắn đánh hừng hực khí thế, Dạ An Nhiên cùng Thương Lan đánh tới chiến trường phiêu miểu thiên cung. Ở giữa 12 đại pháp tắc hệ thống thế giới tồn tại liên hệ mật thiết, cũng sinh ra lấy kiểm chế tương ứng. Ví dụ như chôn vùi đại pháp tắc tượng trưng cho biến mất cùng ngũ hành đại pháp tắc tượng trưng cho sáng thế, chính là tồn tại kiểm chế lẫn nhau cùng đối kháng lẫn nhau. Đối với chôn vùi mà nói, chống lại chính là ngũ hành. Người gấp rút tiếp viện Khương Phàm, nơi này giao cho ta. Sau khi Dạ An Nhiên giết tới, trực tiếp đối mặt yên diệt chiến đao. Thương Lan bước vào phiêu miểu thiên cung, hư không đại pháp tắc bản thân bạo động, cộng minh cùng phiêu miểu thiên cung, trong chốc lát nổ lên sóng chiều không gian giống như vũ trụ bạo động, thẳng đến sinh tử lĩnh vực ngoài vạn dặm. Ầm ầm, yên diệt chiến đao bá liệt phách trảm, hư không đổ sụp, đánh ra yên diệt thâm uyên nghìn dặm kéo dài. Dạ An Nhiên tản ra ánh sáng thần bí, phất tay chống đỡ đao cương chôn vùi, lập tức dẫn dắt đánh về phía hư không. Yên diệt chiến đao như có được linh trí, bạo động hắc ám vô tận, ngang nhiên đuổi giết Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên mở ra hai tay, toàn thân cuồn cuộn hỗn độn chiều dâng, trực tiếp dung nạp yên diệt chiến đao, sau đó ngồi xếp bằng thâm không, luyện hóa yên diệt chiến đao. Yên diệt chiến đao chinh chiến tinh vực trăm vạn năm, thực lực cường đại không thể nghi ngờ, nhưng Dạ An Nhiên dung hợp ngũ hành nguyên châu, cũng là ngũ hành đại pháp tắc hấp thu thế giới trăm vạn năm diễn biến hình thành tự nhiên chiều dâng, hoàn toàn có thể địch nổi yên diệt chiến đao. Huống chi bây giờ, Dạ An Nhiên không chỉ là ngũ hành thụ, mà là siêu cấp thế giới diễn biến hoàn chỉnh, lại xuất hiện sinh mệnh có trí tuệ. Đang diễn biến ngũ hành pháp tắc trấn áp yên diệt chiến đao, đồng thời, Dạ An Nhiên vận chuyển pháp tắc hệ thống của mình, hấp thu năng lượng chôn vùi của yên diệt chiến đao, làm phong phú yên diệt pháp tắc của mình. Yên diệt chiến đao giống như siêu cấp chiến thú, mạnh mẽ đâm tới bên trong thế giới tự nhiên, cuồng dã bạo kích. Nhưng, nó xé mở hắc ám, có tự nhiên bổ khuyết, nó phá diệt sơn lâm, có ngũ hành diễn biến, nó sụp đổ bầu trời, có hỗn độn chữa trị, nó điên cuồng phát tiết, rất nhanh nhận lấy pháp tắc khác quấy nhiễu, ví dụ như thời gian, không gian. Cùng lúc đó, Thương Lan khống chế lấy phiêu miểu thiên cung, giống như siêu cấp chiến hạm hoành hành vũ trụ, sôi trào không gian chiều cường, mở ra hắc ám vô tận, dữ dội va vào sinh tử lĩnh vực. Sinh tử lĩnh vực áp chế khoảng cách đầy đủ xa xôi, cắt đứt liên hệ giữa Thương Thiên và Khương Phàm cùng với thế giới mới, cho nên khác pháp tắc khó mà thi triển, nhưng thế giới mới của Dạ An Nhiên đang gần đó, cho nên sau khi Thương Lan xông tới, chỉ yếu ớt thời gian pháp tắc nhận lấy áp chế ra, các pháp tắc khác đều hiệu quả, nhất là phối hợp cùng phiêu miểu thiên cung, để hư không có thể gia tăng số lượng lớn. Ong ong ong, thiên cung rơi xuống, hư không trấn áp.
Thương Thiên bị cưỡng bức ngăn chặn. Thương Lan đứng ngạo nghễ trên thiên cung, dẫn dắt trật tự ánh sáng như hàng vạn tia lôi đình đánh thẳng vào hỗn loạn thiên trụy đang phát cuồng. Trật tự ánh sáng Thương Lan phát ra đương nhiên rất non nớt, hoàn toàn không đủ để chống lại hỗn loạn thiên trụy, nhưng cái kia chung quy vẫn là uy lực trật tự, ảnh hưởng vẫn có thể làm được, quấy nhiễu càng có thể làm được, tự nhiên mà vậy có thể phát huy ra tác dụng kiềm chế. Trong nháy mắt Khương Phàm bạo tạc, sinh mệnh cùng tử vong lần nữa va chạm mãnh liệt. Thương Lan quả quyết duy trì, phóng thích sinh mệnh đại pháp tắc cùng tử vong đại pháp tắc của mình rót vào sinh mệnh triều dâng cùng tử vong luyện ngục mà Khương Phàm phát ra. Ầm ầm, sinh tử va chạm, động địa chấn thiên, tuyệt thế khủng bố, kích phát vô tận tai nạn thế giới đổ sụp, đánh thẳng vào hủy diệt triều dâng của Táng Thiên Đỉnh. Thương Lan phóng thích huy lực vạn kiếp, cũng theo đó đánh vào bên trong Táng Thiên Đỉnh. Bên trong Táng Thiên Đỉnh cuồn cuộn tai nạn, là hệ thống thế giới sụp đổ, bên ngoài tinh thần tiêu tan, là vũ trụ hủy diệt, sôi trào chiều cường mạnh hơn Khương Phàm trước đó thả ra rất rất nhiều. Thương Thiên cuồng dã bạo kích, thôi động tinh hạch vặn vẹo trùng kích, dung chuyển hư không chấn áp, nghênh đón Táng Thiên Đỉnh. Nhưng lần này chấn áp mạnh hơn, lần này hỗn loạn thiên trụy bị kiềm chế, lần này tai nạn vượt xa dĩ vãng. Va chạm mạnh khủng bố tuyệt luân che mất ngàn dặm chiến trường sinh tử lĩnh vực, kéo dài bạo động, kéo dài áp chế. Chương 3212 tính cố hồng hoang. Khương Phàm, sinh mệnh, tử vong, Táng Thiên Đỉnh, phiêu miểu thiên cung, cùng Thương Lan điên cuồng bạo động, toàn diện xâm nhập, áp chế Thương Thiên liên tục tháo chạy, ngay cả pháp trận do tinh hạch hình thành đều rối loạn nhấc lên. Cuối cùng, hai viên tinh hạch bắn ra, sụp đổ thâm không, chiều dâng giữ dằn lấp đầy sinh tử lĩnh vực. Sinh mệnh cùng tử vong quả quyết lôi kéo khoảng cách, sinh tử lĩnh vực mở rộng đến 5.000 dặm phạm vi, triệt tiêu bạo tạc hủy diệt, tiếp tục vững chắc sinh tử lĩnh vực tính ổn định. Khoảng cách không đủ để hoàn toàn triệt để ảnh hưởng Thương Thiên liên hệ cùng thế giới pháp tắc, nhất là thời gian pháp tắc, dù sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng có thể làm cho bọn hắn thất bại trong gang tấc, cho nên nhất định phải không tiếc cái giá giữ vững sinh tử lĩnh vực ổn định. Thương Lan, Thương Thiên đứng trong cuồng chiều bạo tạc, hơi có vẻ chật vật, nhưng không có nhận tổn thương chí mạng, đôi mắt hắn thâm thúy nhìn thấu bạo tạc, tập trung vào thân ảnh bên trên phiêu miểu thiên cung. Khương Phàm vần quanh ánh sáng sinh tử, chân đạp Táng Thiên Đỉnh, chống cự lại bạo tạc xâm nhập, cũng tới đến bên cạnh phiêu miểu thiên cung, cùng Thương Lan phối hợp rằng co Thương Thiên. Không sai, ngươi chính là Cuồng Lan. Hắn năm đó không giết ngươi, là bởi vì ngươi thương đến hắn, thắng được tôn trọng. Cũng là bởi vì ngươi rất đặc thù, nếu như chém giết sẽ rất dễ tổn thương hệ thống thế giới, cho nên lưu ngươi lại, để cho ngươi ngược dòng quay lại, tiêu vong tại thời không. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà sống lại, mà. Thương Thiên đánh giá Thương Lan, rất bất ngờ tồn tại đặc thù này lại còn sống, kỳ quái hơn chính là, tiểu gia hỏa này. Giống như càng hoàn chỉnh. Khương Phàm đang muốn nói chuyện, lại mẫn cảm bắt được một từ ngữ trong lời Thương Thiên nói. Hắn! Không phải ta! Chẳng lẽ năm đó không phải Thương Thiên tới? Chờ chút, hắn là Thương Thiên à? Trong đầu Khương Phàm đột nhiên tung ra một vấn đề cực kỳ bén nhọn, đây không phải Thương Thiên. Thời điểm người này giáng lâm thiên khải chiến trường, loại mãnh liệt cộng minh cùng hệ thống thế giới kia cơ hồ muốn để Khương Phàm mất đi khống chế đối với thế giới pháp tắc, nhưng theo phiêu miểu thiên cung giáng lâm, chiến trường Khương Phàm cưỡng ép đẩy lên vũ trụ thâm không này, liên hệ giữa người này cùng hệ thống thế giới yếu đi. Trước đó đang hoài nghi, không phải Thương Thiên chinh chiến qua vô số tinh vực sao? Không phải đến thôn vệ qua vài lần giới nguyên sao? Theo lý thuyết cũng đã có được hệ thống pháp tắc hoàn thiện. Nguyên nhân trực tiếp tạo thành loại tình huống kia hoặc là đang ẩn giấu thực lực, chờ đợi khởi xướng một kích chí mạng, hoặc là chính có vấn đề khác. Giờ khắc này, người này đột nhiên tự hỏi tự trả lời, đưa tới Khương Phàm ngờ vực vô căn cứ mãnh liệt. Khương Phàm chủ động đặt câu hỏi. Ngươi là ai? Thương Thiên không có trả lời, mà đánh giá Thương Lan vài lần, lại nhìn phương hướng Dạ An Nhiên bên trong thâm không. Hắn đã nhận ra hệ thống thế giới hoàn chỉnh rất rõ ràng là một thế giới tân sinh. Thương Lan, đánh. Khương Phàm đột nhiên kích phát ra chiến ý bành trướng, mặc kệ gia hỏa này là cái gì, chỉ cần không phải Thương Thiên liền không có cường đại như hắn mong muốn, trận chiến này chỉ ít còn có hy vọng. Sinh mệnh cùng tử vong đều rất kỳ quái, rõ ràng đã nhận ra cảm giác quen thuộc, đây chính là Thương Thiên, vì sao biểu hiện không giống như là Thương Thiên. Mà bọn hắn đã nhận ra mấy điểm khác nhau, Thương Thiên này xác thực rất mạnh, nhưng giống như không có cái gọi là giới nguyên ba động. Khương Phàm liên thủ với Thương Lan, kích phát ra thế công chiều cường càng mạnh.
Thương Lan khống chế pháp tắc mặc dù tương đối yếu nhược, nhưng nàng là toàn hệ pháp tắc, trừ thời gian pháp tắc nhận áp chế bên trong sinh tử lĩnh vực ra, vận mệnh, nhân quả, không gian, các loại pháp tắc khác, đều có thể tùy ý phóng thích, mang đến lực sát thương cường đại. Mà thời điểm vạn kiếp, hư không, sinh mệnh cùng tử vong bốn cái đại pháp tắc hệ thống phối hợp cùng Khương Phàm còn có thể bạo tăng uy lực. Sau mấy tiếng, Dạ An Nhiên hoàn thành trấn áp Yên Diệt Chiến Đao. Muốn hoàn toàn luyện hóa là không thể, nhưng giam cầm bên trong thế giới của mình, không để cho làm loạn thì vẫn có thể. Nàng lập tức đuổi giết sinh tử lĩnh vực, gấp rút tiếp viện Khương Phàm, càng hình thành phối hợp cùng Thương Lan. Quả nhiên là thế. Thương Thiên nhìn thấy Dạ An Nhiên, rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân. Đây không phải một thế giới bình thường diễn biến, mà là dùng thủ đoạn nào đó cưỡng ép tạo nên thế giới có sinh mệnh. Tựa như chín cái khác bên trong, Thương Thiên tinh vực, bọn hắn. Thương Lan hiển nhiên trở thành trưởng khống giả pháp tắc trong thế giới này, tương đương với Thiên. Nhưng lại mạnh hơn Thiên. Dù sao Thiên là 12 cánh cửa pháp tắc bồi dưỡng, mà Thương Lan thì tương đương với tổng hợp của 12 cánh cửa pháp tắc. Thế giới này hiển nhiên vừa mới sinh ra không bao lâu, nếu không thì nguy hiểm. An Nhiên, Thương Lan, hắn không phải Thương Thiên thật sự, giết hắn. Chiến ý Khương Phàm như thủy triều, khống chế Phiêu Miểu Thiên Cung, phát khởi tiến công đối với Thương Thiên. Không phải Thương Thiên. Dạ An Nhiên có thể phát giác được người này cường đại, là cỗ khí tức cực kỳ mênh mông, cái này lại còn không phải. Nhưng nếu không phải liền khẳng định không có khủng bố như mong muốn. Trận chiến này, có thể. Dạ An Nhiên không có chủ động xuất kích, mà vận sức chờ phát động, quan sát Thương Thiên, chờ đợi thời cơ. Thân thể của nàng chính là thế giới hoàn toàn mới, bên trong dãy núi chập trùng, sông lớn lao nhanh, bên trong rừng rậm mênh mông, đại dương mênh mông chập trùng, càng có phong vũ lôi điện, ánh sáng cùng hắc ám, không gian mênh mông, địa tầng nặng nề, sinh cơ bàng bạc, tử khí chảy xuôi. Toàn thân mặt ngoài nàng sôi trào hỗn độn triều dâng, đó là hộ thể áo giáp của nàng, bên trong hồng mông phun trào, đại thế vô biên. Một khi xuất kích, không thể nghi ngờ là bạo động cấp thế giới. Mà Thương Lan khống chế Phiêu Miểu Thiên Cung, cùng Khương Phàm hình thành phối hợp chiến tranh cực hạn. Thương Thiên xác thực nhận lấy áp chế, lại không hoảng không loạn, nắm chặt hỗn loạn thiên trùy, thao túng tinh hạch pháp trận, chống cự lại Khương Phàm cùng Thương Lan bạo kích, cảnh giác Dạ An Nhiên, nhìn thèm thuồng. Hắn biết mình có khả năng giết không được Khương Phàm, nhưng Khương Phàm chuẩn bị cái ngạc nhiên này, hủy không được hắn, cho nên hắn lựa chọn chờ đợi. Chương 3213 toàn diện thức tỉnh 1. Chờ đợi này chính là phân đội đang đi trăm vạn năm trước kia. Nơi đó truy tìm lấy kích thích, phong thần đại điển, thời đại này, đến trăm vạn năm trước tìm kiếm thượng thương đế thành phủ bụi. Chỉ cần có thể tìm tới nơi đó, phá vỡ nơi đó liền có thể bắt lấy sinh mệnh. Chỉ cần bắt sống sinh mệnh, cũng từ nơi đó tước đoạt. Tất cả liên quan tới sinh mệnh vết tích thời đại này đều sắp biến mất. Toàn bộ chuỗi nhân quả đều sẽ nhận quấy nhiễu chí mạng, trực tiếp ảnh hưởng có hai cái. Một cái là thời đại này đều sẽ chịu ảnh hưởng sinh mệnh đến tất cả chuyện đã phát sinh, đều sẽ sụp đổ, gây nên một loạt rối loạn. Cái thứ hai chính là sinh tử lĩnh vực này sẽ trực tiếp phá giải, chỉ còn tử vong. Hắn có thể ở chỗ này một lần nữa khống chế thời gian pháp tắc, từng bước nghịch chuyển, để thời gian trở lại trước khi chiến tranh bắt đầu. Đến lúc đó, hắn có thể tìm kiếm giới nguyên trong thế giới rối loạn, tìm kiếm bí mật nữ tử thần bí này. Đương nhiên, đám thuộc cấp vừa mới chiến tử, cũng toàn bộ trở về. Giờ khắc này, hồng hoang hậu kỳ xa xôi, chiến đội sát thiên phân ra một đội ngũ đã mang theo thời gian thiên toa đến nơi này. Chỉ là bọn hắn không biết thời đại cụ thể. Bởi vì thời điểm thượng thương cổ thành phủ bụi liên lụy đến 12 lực lượng pháp tắc, mặc dù không phải tất cả đều là đại pháp tắc ra tay. Nhưng diễn sinh pháp tắc cơ hồ toàn bộ gom góp, cho nên năng lượng phong ấn này cực kỳ cường đại cùng thần bí, hoàn toàn xóa đi khỏi thời không cùng bên trong hệ thống thế giới. Lấy uy lực của một thiên khí như thời gian thiên toa, hoàn toàn tìm không thấy. Nhưng, thượng thương cổ thành trăm vạn năm sau tái thế bây giờ, phong thần đại điển lần nữa mở ra, thế tất xúc động đến nơi đây. Bọn hắn tìm kiếm chính là phần xúc động này, sau đó khóa chặt thượng thương cổ thành, cưỡng ép nó bừng tỉnh. Chân chân chính chính hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Dẫn đội của chi chiến đội này là Thương Thiên hậu đại của Thiên Nô Hắc Ma, lúc trước cùng tinh linh đế quân, còn có một hắc ám sinh linh. Bởi vì lúc trước Thương Thiên rời khỏi, mang theo Hắc Ma cùng tinh linh, cho nên tại thế giới của bọn hắn, Hắc Ma cùng tinh linh là tộc đàn cao quý nhất và cường hãn nhất. Chính là chỗ này.
định trụ mảnh thời gian này. Hắc ma chiến đế thao túng thiên toa, chấn áp thời gian trường hà lao nhanh, giáng lâm đến thời kỳ hồng hoang vạn vật ngưng kết. Tinh linh chiến đế cùng hắc ám sinh linh nhìn xung quanh Cẩm Tú Sơn Hà trước mặt, nhưng không có nhìn thấy bất cứ dấu vết gì của thượng thương cổ thành. Hắc ma chiến đế quỳ một chân trên đất, tế lên một tòa bệ đá dâng lên tia sáng mông lung, tung hoành xen lẫn, diễn biến ra bóng người mơ hồ. Thượng thương cổ thành, ta chờ ngươi trăm vạn năm. Bóng người mông lung, thanh âm phiêu miểu, hắn nhìn rừng rậm núi lớn nguyên thủy trước mặt, đáy mắt mơ hồ hiện lên tia phức tạp. Nếu như cưỡng ép dung chuyển nơi này, nhất định dung chuyển hệ thống thế giới pháp tắc, đánh vỡ cân bằng nhân quả, dẫn phát trật tự âm dương nghịch loạn sụp đổ. Nhưng, hắn đã dùng thời gian trăm vạn năm, hấp thu đầy đủ giới nguyên từ thế giới này, sắp hoàn thành toàn bộ bố cục của hắn, đây là một lần sau cùng. Cho nên, thế giới này phải chăng có rối loạn, phải chăng có sụp đổ, phải chăng vạn cổ giai không, đều không có liên quan gì với hắn. Nếu quả như thật có thể dẫn phát vạn cổ giai không, để thế giới quy về hỗn độn mới bắt đầu, ngược lại càng hợp ý nguyện của hắn. Ở nơi đó, bóng người đưa tay, chỉ xa xa phía trước, một cỗ ba động vô cùng yếu ớt đang từ trong rừng rậm nhìn như bình thường truyền đến. Hắc ma, chuẩn bị. Tinh linh chiến đế phất tay lật ngược minh mông sơn hà. Địa tầng cứng cỏi giống như làn da trên thân người bị tàn bạo xé mở, phạm vi minh mông 5.000 dặm, dung nham dưới địa tầng bạo động, cuồn cuộn ngập trời, hà chiều cuồn cuộn. Mất khống chế lao nhanh, liền như huyết dịch dưới làn da, nhìn thấy mà giật mình. Theo địa tầng sốc lên, núi cao sụp đổ, rừng rậm vỡ nát, bụi mù ngập trời giữa thiên địa, đá vụn như mưa, như thiên băng địa liệt nhìn thấy mà giật mình. Nhưng bởi vì thời gian tĩnh cố, cho nên nhấc lên bạo động rất nhanh đều đứng tại nơi đó, bày biện ra hình ảnh kỳ diệu. Giống, hắc ma chiến đế nuốt tế đàn vào, dung hợp bóng người, toàn thân bắn ra ba động quỷ dị. Sinh ra liên hệ cùng thế giới này, như là mượn tới vạn đạo pháp tắc. Chiến khu hắn ẩm vang tăng vọt mấy chục lần, cao tới ngàn trượng, đạp tan phế tích, cất bước phóng tới, toàn thân vần quanh pháp tắc, như vô tận lôi đình bạo động, mọi cử động như dẫn động thế giới dung chuyển. Ầm ầm, hắc ma chiến đế đụng vào trống rỗng thiên địa, bộc phát ra tiếng vang chấn thiên động địa, tự nhiên phế tích nhấc lên xung quanh lập tức nổ tung gợn sóng, đá vụn cây rừng toàn bộ hóa thành bụi, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Toàn thân hắc ma chiến đế run rẩy, bị năng lượng thần bí vô hình tung bay, sau hơn 10 dặm mới miễn cưỡng dừng lại. Nhưng hắn mãnh liệt đong đưa thân thể, bao quanh vạn đạo ánh sáng, lần nữa đánh tới không gian hư vô. Oanh, oanh, oanh. Một lần, hai lần, ba lần. Hắc ma chiến đế một lần lại một lần khởi xướng va chạm, chấn động đến hắn sôi trào khí huyết, chấn tia sáng toàn thân nhiều lần ảm đạm, nhưng hắn càng ngày càng nóng nảy, tiếp tục không ngừng khởi xướng bạo kích. Rốt cuộc cũng, sau khi kéo dài hơn 300 lần va chạm, giữa thiên địa trống trải xuất hiện hình dáng đế thành mơ hồ. Đó chính là thượng thương đế thành yên lặng. Sâu trong đế thành, bên trong phong ấn chấn áp hắc ám thâm uyên. Sinh mệnh, mở ra đôi mắt sáng tỏ. Trật tự thiên bia cùng táng thiên đỉnh xây dựng phong thần đài, cũng nhận xúc động. Hống hống hống. Hắc ma chiến đế kích động hét lớn, tiếp tục khởi xướng va chạm mãnh liệt. Mưu toan để thượng thương cổ thành triệt để hiện ra. Hắc ám sinh linh chậm rãi vặn vẹo cổ, làm xong chuẩn bị săn giết. Mục tiêu của hắn là sinh mệnh. Sinh mệnh, mặc dù là vũ khí sinh mệnh đại pháp tắc thế giới này ngưng tụ, tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ cùng sinh mệnh toàn bộ thế giới, nhưng thân phận của hắn càng đặc biệt. Chương 3214 toàn diện thức tỉnh 2. Hắn là tồn tại thần bí thời điểm một thế giới trí tuệ ngàn vạn năm tuổi thọ đang sụp đổ lưu lại. Sinh ra bên trong phế tích, diễn biến trong hủy diệt, tượng trưng cho mục nát cùng suy bại, có lực lượng ăn mòn cùng trấn áp tự nhiên đối với vật thể sinh mệnh. Oanh, oanh, oanh. Pháp trận phía trên thượng thương cổ thành lúc sáng lúc tối lấp lóe, từ phiêu miểu đến mơ hồ, lại đến rõ ràng, lúc nào cũng có thể hoàn chỉnh lại chân thực xuất hiện từ ẩn nấp giữa thiên địa. Trong vực sâu, sinh mệnh, cảnh giác lên. Phong ấn rõ ràng, ai có thể tìm tới nơi này. Đây rõ ràng là đang tiến công. Là muốn móc ra thượng thương đế thành. Chẳng lẽ thượng thương thất bại rồi? Không thể nào, thượng thương bị bọn hắn ký thác kỳ vọng cao, mang đi số lượng lớn đế quân cùng thần ma, làm sao có thể thất bại? Mà, thượng thương đế thành đã làm tốt ẩn nấp, tất cả trên tường thành đều là ấn ký pháp tắc, trừ phi trải qua năm tháng dài đằng đẵng tiêu hao, đến mấy trăm ngàn năm, thậm chí trăm vạn năm sau, ấn ký toàn bộ biến mất, thượng thương cổ thành mới có thể tái hiện thế giới,
đến lúc đó, nàng cũng kém không nhiều phải chết. Nhưng, là ai tại va chạm thượng thương đế thành? Là ai muốn đào móc bí mật cổ thành? Giống, giống. Hắc ma chiến đế đang không ngừng đụng chạm thượng thương đế thành, bằng vào đạo ngấn trên người, điên cuồng quấy nhiễu ấn ký trên tường thành thượng thương đế thành. Tinh linh chiến đế cùng hắc ám sinh linh sẵn sàng trận địa đón quân địch, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích. Nhưng, bọn hắn còn không có bừng tỉnh đi ra thượng thương đế thành, lại đánh thức một tòa thiên môn yên lặng, thời gian thiên môn. Thời kỳ lịch sử bây giờ, chính là thời điểm nhạy cảm tất cả thiên môn ý thức được mình đã sai lầm, lựa chọn quy ẩn. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn không thể nào đi ra ngoài nữa, nhưng thời gian giam cầm kinh khủng dừng lại toàn bộ thế giới, tiếp tục quấy nhiễu hệ thống pháp tắc toàn bộ thế giới. Thời gian thiên môn thức tỉnh, dò xét chân tướng mọi chuyện. Thời gian thiên toa. Nơi này lại có thời gian thiên toa. Nhưng thời gian thiên toa rõ ràng bị hắn phong cấm. Thời gian thiên môn, người đã tỉnh, ha ha. Tinh linh chiến đế cười lạnh, cũng không thèm để ý. Bởi vì bọn hắn khống chế thời gian thiên toa, cũng không phải vũ khí thuộc về thế giới này. Bọn hắn xác thực từng chiếm được một cái thời gian thiên toa từ thế giới này, nhưng đó là tại Thái Cổ Hậu Kỳ. Cho nên dưới tình huống bình thường, nếu như bọn hắn mang theo thời gian thiên toa thế giới này ngược dòng thời không, chỉ có thể ngược dòng đến Thái Cổ Hậu Kỳ, muốn tiếp tục hướng phía trước, chẳng khác nào thời gian thiên toa biến thành hai cái tại cùng một thời kỳ, cái này hoàn toàn không thực tế. Nếu như mưu toàn cưỡng ép tiến lên, hai thiên toa tất nhiên xuất hiện tiêu vong, sẽ còn liên lụy đến nhân quả, vận mệnh các loại pháp tắc hệ thống liên hợp đối kháng. Cho nên, bọn hắn không có mang thiên toa kia, mà mang theo vũ khí thời gian càng mạnh càng kinh khủng ở thế giới kia của bọn hắn. Trung thực ở lại, hắc ma chiến đế hét lớn, tiếp tục khởi xướng trùng kích mãnh liệt đối với thượng thương đế thành, thông qua pháp tắc mình cộng minh, quấy nhiễu đạo ngấn đế thành, từ từ lôi nó ra hệ thống thế giới. Thời gian thiên môn không có ra tay. Thế giới này rõ ràng vừa mới tạo nên thượng thương, phong ấn đế thành, hết thảy đều hẳn là khôi phục bình thường. Hắc ma cùng tinh linh này, còn có thứ toàn thân tử khí từ chỗ nào tới? Như thế nào đào móc ra đế thành? Bọn hắn vậy mà khống chế thời gian thiên toa càng mạnh. Đây hết thảy chỉ có một khả năng tính, thượng thương thất bại. Sau đó thế giới phát sinh một chút kịch biến, ba cái sinh mạng thể này ngược dòng thời gian trở về đào móc đế thành. Thậm chí thương thiên đều có thể tạo nên thế giới thuộc về mình, mà vô cùng cường đại, nếu không thì không thể nào diễn biến phát triển vũ khí thời gian mới. Thời gian thiên môn không có tình cảm, nhưng có thể dự cảm đến nguy cơ. Nguy cơ này không chỉ là nguy hiểm, mà là đại nguy cơ của hệ thống thế giới. Ba sinh mạng thể cưỡng ép ngược dòng thời không, định trụ thời gian, không tiếc cái giá va chạm đế thành, nó mục đích hiển nhiên là muốn đào móc sinh mệnh bên trong, táng thiên đỉnh cùng trật tự thiên bia. Dựa theo kế hoạch ban sơ của bọn hắn, đế thành hẳn là phong cấm ở hệ thống thế giới mấy chục vạn năm, cho đến triệt để luyện hóa sinh mệnh, tội thần, này. Nhưng nếu như bây giờ phá hư, không chỉ có đế thành sẽ chân thực xuất hiện, cũng chân thực tồn tại xuống dưới, sinh mệnh bọn hắn đều sẽ biến mất, trực tiếp sinh ra ảnh hưởng tính căn bản đối với thế giới phát triển phía sau. Mà, bọn hắn có thể ngược dòng thời không, khóa chặt nơi này, nhất định là bởi vì bên trong thời gian tương lai, đế thành xuất hiện. Đồng thời phát sinh ảnh hưởng kịch liệt, ảnh hưởng đến một thời đại phát triển. Bây giờ phá hư đế thành, tương đương với cắt đứt thời đại kia, hủy diệt thời đại kia, thời không các loại. Địa vị thời đại kia càng quan trọng, sinh ra va chạm càng khủng bố hơn. Khủng bố đến có khả năng, vạn cổ giai không. Bọn sinh linh này quả thực không để ý thế giới sống chết. Đây là đang nghiêm trọng khiêu chiến 12 pháp tắc hệ thống. Thời gian thiên môn từ từ biến mất. Dung nhập hệ thống thế giới. Ha ha, ha ha ha. Chủ nhân nói không sai. Thiên môn thời kỳ này hoàn toàn sợ vỡ mật. Hắc ma chiến đế lên tiếng cười to, dã man bạo kích thượng thương đế thành. Bên trong mênh mông trăm vạn năm, chủ nhân cần giới nguyên lực lượng thế giới này, cho nên mỗi lần giáng lâm cũng chỉ là hoạt động ở thiên khải, sợ phá hủy thế giới diễn biến tạo thành tổn thương tính hủy diệt. Cho dù lúc trước gặp thiên đế thương lan, cuối cùng cũng dùng thủ đoạn đặc thù hòa tan nó. Mà không dám trực tiếp gạt bỏ. Bên trong trăm vạn năm, bọn hắn điên cuồng cướp bóc nơi này, nhưng lại cẩn thận che chở nơi này. Nhưng bây giờ, không quan trọng, đây là hành động sau cùng của bọn hắn. Chỉ cần trăm vạn năm sau nơi đó đạt được giới nguyên, bọn hắn nơi này lần nữa lấy được sinh mệnh, táng thiên đỉnh, trật tự thiên bia, cùng hai tù phạm đặc thù, nhiệm vụ coi như hoàn thành.
Chương 3215 ngược dòng thời không. Càng quan trọng hơn là, một khi thế giới xuất hiện rối loạn cùng vặn vẹo, vận mệnh thạch vận mệnh thiên môn, nhân quả xiềng xích nhân quả thiên môn, tử vong cánh cửa chết đi, đều sẽ bị cưỡng ép bừng tỉnh, liên tiếp xuất hiện. Bọn hắn có thể cùng mang đi. Ha ha, ha ha ha. Hắc ma chiến đế điên cuồng bạo kích, loại cảm giác không cố kỵ gì này thật sự thoải mái. Nhưng, bọn hắn bên này không cố kỵ gì, đối với hệ thống thiên môn đang yên lặng mà nói không thể nghi ngờ là khiêu khích không thể tiếp nhận. Tùy ý phá hư loại này, phách lối miệt thị loại này, thủ đoạn tính hủy diệt loại này, kích thích thời gian thiên môn sau khi trở lại hệ thống thế giới liên tiếp tỉnh lại cánh cửa vận mệnh, cánh cửa nhân quả, cánh cửa hư không cánh cửa, sinh mệnh, cánh cửa tử vong, cánh cửa yên diệt, cánh cửa ngũ hành, cánh cửa vạn kiếp, cánh cửa cứu thục, cánh cửa hỗn loạn cùng cánh cửa trật tự. Thập nhị thiên vừa mới bởi vì cảm giác tội ác mà ngủ say, muốn trả pháp tắc lại với thế giới môn, tại thời khắc này lục tục thức tỉnh. Thời gian thiên môn khống chế chính là thời gian đại pháp tắc, mà thời gian không thể nghi ngờ là cơ sở thế giới vận chuyển tồn tại, hắn tùy tiện không nên nhúng tay sự vụ thế gian, trước đó bị, sinh mệnh, cổ động mà sinh ra thiên khí, chính là sai lầm, phía sau lại tiếp nhận, sinh mệnh, đề nghị, tạo nên thương thiên, kết quả vẫn tạo thành cục diện mất khống chế. Cho nên, thời gian thiên môn không nên lại nhúng tay. Nhưng bây giờ, có sinh mệnh thể khống chế vũ khí thời gian ngược dòng thời không đến khiêu khích hệ thống thế giới, liên lụy đến loại kịch biến nào đó ở thời gian vô tận phía sau, các mặt đều có liên quan cùng thời gian, cho nên thời gian chủ động liên hệ, tỉnh lại tất cả thiên môn. Thiên môn tập thể trầm mặc, bọn hắn đã phạm vào rất nhiều sai lầm, không thể nào lại cưỡng ép nhúng tay thế giới này, nhất là thời kỳ này. Mặc dù nhận lấy khiêu khích, gặp phải nguy hiểm, nhưng nếu như bọn hắn cưỡng ép ra tay, quá độ trấn áp cùng can thiệp, thế tất sinh ra trùng kích không cần thiết đối với thời đại này. Trùng kích này cũng sinh ra kéo dài ảnh hưởng đối với thế giới tiếp theo, càng là về sau, ảnh hưởng càng lớn. Ví dụ như, hình dạng mặt đất nào đó thay đổi liền có thể ảnh hưởng đến bộ tộc nào đó di chuyển, bọn hắn không có di chuyển đến nơi đây liền sẽ không sinh ra liên lụy cùng tự nhiên nơi này, càng sẽ không dây dưa cùng bộ lạc sinh ra nơi này, quá trình phát triển cùng sinh tồn sẽ xuất hiện thay đổi, sự thay đổi này sẽ còn tiếp tục phóng đại ở bên trong mấy vạn năm phía sau, chớ nói chi mười mấy vạn năm, mấy trăm ngàn năm. Ví dụ như, cường giả nào đó chết rồi, lúc sau vốn hẳn nên có người cùng hắn có liên lụy đến cũng liền không có liên hệ, thậm chí có hài tử cũng không có hài tử, cũng không có một loạt người và sự việc phía sau. Ví dụ như, ác thú nào đó đáng chết bị phóng xuất ra, tất thôn vệ số lượng lớn cường giả, nguy hại lãnh địa một phương, thậm chí trở thành bá chủ, tiếp tục ảnh hưởng, cũng tiếp tục tổn hại, số lượng lớn kỳ chân dị thú có khả năng sinh ra trong thời gian tương lai đều có thể sớm tuyệt chủng. Cho nên, sau khi bọn hắn nghĩ sâu tính kỹ, cùng nhau quyết định, liên hợp xuất kích, giam cầm ba sinh mạng thể ở chỗ này. Không cưỡng ép thanh lý, chỉ là trấn áp. Sau đó, do cánh cửa thời gian, cánh cửa hư không, cánh cửa nhân quả, dọc theo phương hướng dòng thời không trôi, tìm kiếm thời kỳ cực kỳ quan trọng khi thế giới diễn biến cuối cùng, cũng chính là kịch biến có liên quan trực tiếp đến ba sinh linh đột nhiên giáng lâm, cưỡng ép ảnh hưởng kịch biến nơi đó đang phát sinh. Để tránh cho thời không cũ mới sinh ra xung đột. Hắc ma chiến đế đang đánh vui tay sướng chân, đột nhiên. Không gian thiên địa ba động, vạn đạo mê quang vẩy xuống, thế giới đứng im xuất hiện vặn vẹo kỳ diệu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tinh linh chiến đế, hắc ám sinh linh cũng bắt đầu cảnh giác. Mê quang vẩy xuống phế tích vạn dặm, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lộng lẫy, cho đến khi hoàn toàn che mất mảnh chiến khu này. Các ngươi muốn làm gì? Hắc ma chiến đế có thể sáng tối phát giác ra được pháp tắc toàn thân ba động vô cùng, ánh sáng thần bí giống như vô số xiềng xích sâu chuỗi đến trên người hắn. Bọn hắn muốn nhúng tay. Tinh linh chiến đế cảnh giác, thời đại này không phải là thời điểm thiên môn phong bế quy ẩn sao? Thiên môn lại còn muốn nhúng tay, là bởi vì chạm tới giới hạn thấp nhất của bọn hắn. Hắc ma, chống cự. Thập nhị thiên môn không dám trấn áp quá độ, ngươi không có nguy hiểm. Nhưng ngươi có thể lợi dụng cơ hội bọn hắn kích phát 12 đại pháp tắc, tăng cường thực lực mình, tiếp tục dung chuyển đế thành. Hắc ám tử linh làm ra phán đoán chuẩn xác. Bọn hắn không ra tay, ngươi có thể tiếp tục dung chuyển đế thành, cuối cùng phá vỡ. Bọn hắn cưỡng ép nhúng tay, ngươi trở nên mạnh hơn, cũng tăng lên dung chuyển đế thành. Thập nhị thiên môn, đến đây. Hắc ma chiến đế hét lớn, mãnh liệt đong đưa chiến khu, tiếp tục khởi xướng bạo kích thượng thương đế thành. Thập nhị thiên môn liên hợp trấn áp,
nhưng không phải đang áp chế Hắc Ma Đế Quân, mà vững chắc thế giới khoảng thời gian này, tận lực tránh cho trùng kích đến thời không trước sau, sau đó. Dọc theo thời không hướng về xa xôi cuối cùng tìm kiếm căn nguyên chuyện phát triển. Thiên Khải Chiến Trường. Thiên Hậu, Hồng Hoang Thiên Long, Tiểu Kim Hầu liên thủ trấn áp nữ tử thần bí cùng hỗn độn cự bằng. Mặc dù Thiên Hậu hiện ra ưu thế, nhưng khó mà chân chính hủy diệt nữ tử thần bí. Hắc Ma Đế Quân cùng Thôn Thiên Ma Đế cùng ma quái nơi đó giết đến hừng hực khí thế, ma quái bởi vì hai vị đế quân tự bạo bị thương nặng, lại bởi vì ba viên tinh cầu sụp đổ, cắt đứt nơi phát ra năng lượng, thực lực đại tổn. Hắc Ma Đế Quân mượn dùng lực lượng Khương Phàm nổi điên áp chế, Thôn Thiên Ma Đế thì tiếp tục không ngừng thôn vệ năng lượng nóng nảy vũ trụ chiến trường, càng đánh càng mạnh. Đông Hoàng Như Ảnh cùng Kiều Vô Hối bị Cự Long bảy màu cùng ba đầu bạch hổ vây bắt, tình cảnh vô cùng gian nan. Cứ việc Đông Hoàng càn chạy tới nơi này, liên hợp Đông Hoàng Như Ảnh phối hợp Kiều Vô Hối, vẫn rất khó nghịch chuyển cục diện. Chương 3216 tình hình các nơi. Khương Thương muốn tìm kiếm Hồng Võ Đế Quân biến mất, lại bị lão nhân khô gầy khống chế Hắc Thạch Tế Đàn tự mình ngăn lại. Các nơi chiến trường bạo động năng lượng đều vô cùng khủng bố, cho nên cách lẫn nhau 20-30 vạn dặm xa. Sau khi Thái Hư Cổ Long, Hồng Hoang Thiên Long cùng Đại Vương chuyển rời đến Thiên Hậu nơi đó liền rời khỏi xa xa chiến trường Thiên Hậu, đi tới gần chiến trường của Hắc Ma Đế Quân cùng Thôn Thiên Ma Đế nơi đó. Nhưng, hắn cách rất xa cảm nhận được bầu không khí nơi đó táo bạo. Hắc Ma Đế Quân cuồng bạo, quái vật hung tàn, Thôn Thiên Ma Đế thôn phệ, nhấc lên minh mông 10 vạn dặm chiến đấu triều dâng, lấy thương thế rách dưới của Thái Hư Cổ Long bây giờ, đừng nói tham chiến, tới gần cũng khó khăn. Thái Hư Cổ Long tránh ra thật xa, chạy tới chiến trường càng xa xôi. Cự linh chiến trường vậy mà không có. Long đế cùng ngao hồn khí tức vậy mà không có. Là đồng quy vô tận sao? Chiến tranh thảm liệt để hắn sợ hãi vừa đau buồn. Cứ việc chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn có mấy phần may mắn, dù sao bọn hắn đều là đế, nhưng... hiện thực tàn khốc như vậy, không dám tưởng tượng tình cảnh chung quy vẫn đã phát sinh. Thái Hư Cổ Long rất khó chịu. Sinh ra ở Long tộc Đại Lục, trưởng thành tại Long tộc Đại Lục, Long tộc cường hãn đã thấm vào trong lòng hắn, chảy xuôi trong máu, hắn chưa từng nghĩ tới Long tộc sẽ có thời khắc bi tình như vậy. Giờ khắc này, hắn thậm chí nghĩ đến chiến tử tại vũ trụ chiến trường. Giờ khắc này, hắn thậm chí nghĩ đến tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này. Thái Hư Cổ Long lao nhanh tại thâm không, lách qua chiến trường Hắc Ma Đế Quân nơi đó, tìm kiếm chiến trường Kiều Vô Hối cùng Khương Thương. Nơi đó có thiên khung pháp tắc của Khương Thương, cũng có hư không pháp tắc của Đông Hoàng Như Ảnh, cho nên trên chiến trường có rất nhiều đạo ngấn không gian cùng không gian chiều cường, hắn có thể phát huy tác dụng tốt hơn. Cho dù là chiến tử, nơi đó cũng lộ ra có ý nghĩa một chút. Hồng Võ Đế Quân. Thái Hư Cổ Long đột nhiên gặp Hồng Võ Đế Quân đang phóng tới từ trong thâm không. Hồng Võ Đế Quân dừng lại, sau khi thể hiện dãy giụa kịch liệt, khôi phục bình tĩnh. Mà xung quanh hắn bạo động tự nhiên chiều dâng sáng chói, che giấu bộ dáng thay đổi. Sao ngươi ở đây? Một tiểu kim hầu chi viện thiên hậu an bài ta gấp rút tiếp viện những nơi khác. Ngươi đây là muốn đi đâu? Chiến trường chúng ta nơi đó chuẩn bị kết thúc, đế quân an bài ta gấp rút tiếp viện chiến trường thiên hậu. Âm thanh Hồng Võ Đế Quân bởi vì ý thức kháng cự mà trở nên trầm thấp khàn khàn, nhưng Thái Hư Cổ Long cùng Hồng Võ Đế Quân không có gặp nhau, chưa quen thuộc giọng nói của hắn. Không mẫn cảm, huống chi, chiến tranh thảm liệt như vậy, bị thương cùng mỏi mệt đều là nên có, âm thanh có chút thay đổi cũng rất bình thường. Ồ, Thái Hư Cổ Long nhìn về phương xa, nhìn còn rất kịch liệt. Nhưng khoảng cách quá xa, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy cường quang tiếp tục bắn nổ, không nhìn thấy tình huống cụ thể. Nơi đó sắp kết thúc rồi, người dẫn ta gấp rút tiếp viện chiến trường Thiên Hậu. Thiên Hậu nơi đó hẳn là không nguy hiểm. Chúng ta muốn khóa chặt thắng cục, nhanh. Người dẫn ta tiếp cận chiến trường, ta dùng tự nhiên sát tiễn phối hợp ở xa. Nơi đó hỗn độn cự bằng rất mạnh, có khả năng ảnh hưởng đến sức mạnh tự nhiên. Thái Hư Cổ Long mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn nhắc lên năng lượng hư không, chở Hồng Võ Đế Quân, một lần nữa trở về chiến trường của Thiên Hậu. Sao ngươi lại bị thương thành như thế này rồi? Hồng Võ Đế Quân rơi xuống trên khung xương rách dưới của Thái Hư Cổ Long, trong đôi mắt lóe lên hắc quang. Thái Hư Cổ Long diễn biến hư không chiều cường, chạy tới chiến trường, Thiên Hậu. Đừng nói nữa, quái vật màu lam đột nhiên nổ, uy lực quá kinh khủng, nếu như nổ ở bên trong thế giới, một đại lục phạm vi trăm vạn dặm đều có thể triệt để biến thành phế tích. Sao hắn lại nổ?
Hồng Võ Đế Quân mở ra hai tay, ngưng tụ lại sức mạnh tự nhiên. Không biết, quá đột nhiên, cũng không biết đó là cái quái gì, nổ tung không xong, hơn mấy ngàn vạn lần bạo tạc, suýt chút nữa bọn người thiên hậu đều bị nổ chết. Hồng Võ Đế Quân, người có thể dùng tự nhiên diễn biến sinh cơ, điều trị thương thế bên dưới cho ta hay không? Thương thế Thái Hư Cổ Long thật sự quá nặng, toàn thân máu thịt be bét, bạch cốt xâm xâm, đau đớn không chịu nổi. Ta tiêu hao rất lớn, vẫn nên để dành năng lượng dùng đến trên chiến trường. Sức mạnh tự nhiên trong hai tay Hồng Võ Đế Quân càng ngày càng bành trướng, giống như kéo lên hai tiểu thế giới, kịch liệt xoay tròn, cường quang vạn trượng, bên trong dần dần xuất hiện cảnh tượng sơn hà. Thái Hư Cổ Long không có quá nhiều kiên trì, nhấc lên hư không chiều cường, kéo dài vượt qua không gian, đi chiến trường thiên hậu. Hồng Võ Đế Quân diễn biến toàn bộ tinh thần, yên lặng ngưng tụ tiểu thế giới. Ta lại trở về, ta mang theo Hồng Võ Đế Quân trở về. Thái Hư Cổ Long ngóng về chiến trường thiên hậu nơi xa xăm, ngẩng đầu phát ra tiếng long ngâm to rõ. Chú ý ẩn nấp, tốc độ phải nhanh, chờ ta sau khi phát xạ, ngươi lập tức mang ta theo vào. Nhớ kỹ, là lập tức theo vào, dùng tốc độ nhanh nhất của ngươi. Cơ hội, rất có thể chỉ có lần này, chúng ta muốn phát huy ra ưu thế tập kích. Hồng Võ Đế Quân dẫn dắt hai tiểu thế giới, va chạm trong lòng bàn tay, biến thành tự nhiên cung tiễn, chỉ chiến trường phía xa. Tiểu Kim Hầu đang phát cuồng bạo kích, lớn đến kinh khủng chiến khu như có thể xé rách tinh thần, toàn thân sôi trào hỗn độn chiều dâng diễn biến ra vô biên vô tận hỗn độn lôi đình, hỗn độn liệt diễm, hỗn độn chân khí các loại. Có thiên hậu đứng trên vai hắn, chống cự lại xâm nhập ý thức cứu thuộc quyền trượng mang tới, hắn không cố kỵ gì, không ngừng liên tục bạo kích. Hồng Hoang Thiên Long theo sát ở phía sau, không ngừng bôn tập đồng thời cũng đang tìm kiếm cơ hội trật tự thiên bia cắm vào bên trong hỗn độn cự bằng. Đại vương càng lướt ngang ở hai bên, bất cứ lúc nào chuẩn bị phòng ngự đả kích chí mạng của nữ tử thần bí. Giống giống. Tiểu Kim Hầu luân động ngũ hành côn, đánh ra cảnh tượng thần bí ầm ầm sóng dậy, nhấc lên uy thế khủng bố thế giới sụp đổ. Chương 3217 nghịch loạn sinh tử 1. Nương theo tiếng vang giống như long trời lở đất, hỗn độn chiều dâng xung quanh hỗn độn cự bằng kịch liệt oanh động, giống như mênh mông hải dương đột nhiên nổ tung. Va chạm mãnh liệt khủng bố đến cực hạn. Cưỡng bức vén lui hỗn độn cự bằng. Hồng Hoang Thiên Long chấn động hai cánh, cuồng phong gào thét, tốc độ kinh người, chiến trường hỗn loạn, bạo loạn năng lượng, toàn bộ quy về có thứ tự, trải rộng ra một đầu đại đạo thông suốt, hắn điên cuồng gào thét trùng kích, đuổi giết hỗn độn cự bằng. Hỗn độn mặt ngoài hỗn độn cự bằng đang mất khống chế, chính là cơ hội tuyệt hảo xen kẽ. Thiên hậu tung hoành nhảy lên, rơi xuống trên lưng Hồng Hoang Thiên Long, vung vẩy nhân quả thiên đồ, cắt đứt tất cả liên hệ nhân quả. Đánh thẳng vào cứu thuộc quyền trượng của nữ tử thần bí, để tránh cứu thuộc quyền trượng quấy nhiễu Hồng Hoang Thiên Long. Đại vương theo sát phía sau, sôi trào lên chiều dâng ngập trời, khống chế bốn tấm chắn to lớn, nghiêm phòng nữ tử thần bí tập kích. Nữ tử thần bí kinh mà không loạn, vững vàng khống chế hỗn độn cự bằng, kích phát thiên luân đánh ra từng đạo tuyệt thế mê quang, diễn biến khí thế xuất thế giới sụp đổ, tinh hà tiêu tan tuyệt vọng, nhấc lên sóng lớn vạn trượng, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng. Ngăn cản trật tự thiên bia của Hồng Hoang Thiên Long. Hồng Hoang Thiên Long bị chiều dâng bao phủ, như đặt mình vào giữa thiên địa sụp đổ, trầm luân trong phế tích tuyệt vọng, cảm giác sợ hãi ấy thẩm thấu linh hồn, để hắn ngạt thở sợ hãi, nhưng hồng mông bộc phát ánh sáng, uy lực trật tự cuồn cuộn, trấn áp hỗn loạn, diễn biến trật tự, muốn chữa trị vô tận hỗn loạn. Ngắn ngủi dây dưa, Hồng Hoang Thiên Long cưỡng ép đột phá đến trước mặt hỗn độn cự bằng, nhưng trải qua hủy diệt chiều dâng trùng kích, đã không còn bao nhiêu sức lực. Nữ tử thần bí thản nhiên liếc mắt Hồng Hoang Thiên Long trước mặt, khống chế hỗn độn cự bằng muốn rút lui. Nhưng đúng vào lúc này, một mảnh cường quang vạch phá thâm không, rung động thâm không, phá vỡ còn chiều cường bạo động chiến trường, thẳng đến nữ tử thần bí. Tự nhiên sát tiễn, thiên hậu cùng Hồng Hoang Thiên Long, lập tức đã đoán được thân phận của cỗ cường hãn năng lượng này. Thiên hậu, giết, ta là Hồng Võ. Theo sát cường quang lao nhanh, phương xa truyền đến hò hét hùng hồn. Là Hồng Võ Đế Quân. Sao hắn tới nơi này? Tuy nhiên, tới quá đúng thời điểm. Hồng Hoang Thiên Long không có suy nghĩ nhiều, mắt thấy nữ tử thần bí bị đánh bay, hắn trong chốc lát thiêu đốt tiềm lực, huyết nhục khô quát, thực lực tăng vọt. Đây cơ hồ là phản xạ có điều kiện trong huyết chiến lâu dài lắng đọng xuống, không chần chờ chút nào kích phát tiềm lực, để thế công đang yếu bất tăng vọt mấy lần, trở đi trật tự thiên bia ngang nhiên tiến lên. Tai nạn bạo động giống như thủy triều do thiên luân thả ra biến mất. Mở rộng con đường.
Thiên hậu đứng trên lưng hồng hoang thiên long, diễn biến cực hãn nhân quả thiên đồ, bạo khởi mê quang ngập trời, lại lần nữa trùng kích hỗn độn cự bằng. Ầm ầm. Thời cơ tự nhiên sát tiễn lao tới vô cùng xảo diệu, không chút huyền niệm oanh đến trước mặt nữ tử thần bí, chính diện chặn đánh thiên luân. Nương theo sát tiễn sụp đổ, cường quang chói mắt trong chốc lát nở rộ thâm không, giống như là mặt trời vặn vẹo, cường quang liệt liệt, xua tan hắc ám vô tận, ngay sau đó là bạo tạc như vô tận sơn hà sụp đổ vặn vẹo, mang cho thiên luân trùng kích không có gì sánh kịp. Toàn thân nữ tử thần bí run rẩy, bị vô tình tung bay ra ngoài. Dù là hỗn độn cự bằng phạm vi to lớn, dương cánh ngàn dặm, nhưng phạm vi nàng tháo chạy đạt đến mấy ngàn dặm, cơ hồ muốn biến mất tại cuối cùng chiến trường. Làm tốt lắm. Hồng hoang thiên long cũng lọt vào bạo tạc oanh kích, vảy rồng toàn thân bay lên, lộ ra bạch cốt âm u, nhưng cuồng tính phát tác, gắt gao bắt lấy này cơ hội đột nhiên giáng lâm, tế khởi trật tự thiên bia, đánh tới hướng hỗn độn cự bằng. Hồng võ đế quân, phối hợp đại vương, chặn đánh nàng trở về. Tiểu kim hầu, chuẩn bị diệt sát cự bằng. Thiên hậu diễn biến vô tận mê quang, lập tức thẩm thấu đến trên thân hỗn độn cự bằng. Tiểu kim hầu cuồng vũ ngũ hành côn, huyết mạch toàn thân bạo động, lông vàng dựng thẳng, thực lực kích phát đến cực hạn, một cỗ thế giới đại thế không ngừng liên tục rót vào ngũ hành côn, giống như vung lên một thế giới, đánh tới hỗn độn cự bằng. Tốt tốt tốt, hồng võ đế quân, làm thật xinh đẹp. Thái hư cổ long sôi trào chiến huyết, lên tiếng hét lớn, giờ khắc này nhận lấy khích lệ cực lớn, tốc độ tăng vọt đến cực hạn, giống như dòng lũ không gian lao nhanh trăm dặm, ngàn dặm. Hỗn độn cự bằng kêu rên gầm thét, sôi trào lên hỗn độn chiều cường điên cuồng phản kích. Chết đi. Hồng hoang thiên long cưỡng ép đột tiến, trật tự thiên bia đi tới. Thiên hậu thôi động nhân quả mê quang, chuẩn bị lần nữa cắt đứt nhân quả hỗn độn cự bằng, gạt vết tích bỏ tồn tại, để thực lực hắn hạ xuống đến cực hạn. Để trật tự thiên bia phát huy tác dụng mạnh hơn, để tiểu kim hầu theo vào uy lực càng kinh khủng, tốt nhất là liên hợp oanh sát hỗn độn cự bằng. Nhưng, ngay một khắc này, thiên hậu đột nhiên cảnh giác, đã nhận ra một sự nguy hiểm mãnh liệt. Đây là nhân quả pháp tắc mang tới cảnh giác, từ giờ khắc này trong lúc nổ tung thôi diễn đi ra cường đại nguy hiểm. Ánh mắt thiên hậu bén nhọn nhìn phía nữ tử thần bí tháo chạy đến phương xa, cả người nữ tử quấn cứu thục ánh sáng, nhìn không thấu nhân quả, nhưng đang tiếp tục lui lại, hẳn là uy hiếp không được nơi này. Thiên hậu lại nhìn về phía hỗn độn cự bằng, nhưng năng lượng hỗn độn quá hùng hậu, cũng quấy nhiễu nhân quả thôi diễn. Chẳng lẽ là hỗn độn cự bằng muốn hủy diệt bản thân? Hay có cái gì khác sát chiêu muốn bộc phát? Chờ chút. Thiên hậu bỗng nhiên quay người, trong đôi mắt xiềng xích hoành hành, nhân quả như tinh thần chảy xuôi, tập trung vào hồng võ đế quân đang giết tới. Thái hư cổ long, rút lui. Linh hồn hồng võ đế quân đột nhiên gánh vác hồn châm chấn áp, phát ra gầm thét khàn giọng, nhưng âm thanh còn chưa nói xong, liền bị cưỡng ép áp chế. Có ý gì? Thái hư cổ long đang đầy ngập dậy sóng, bộc phát đến cực hạn theo vào, không hiểu lời quát tháo đột nhiên xuất hiện có ý gì. Kỳ thật, trung quy vẫn là kinh nghiệm không đủ, thời khắc kịch biến, hắn không có lĩnh hội tới thâm ý, tiếp tục bộc phát như trước đó, tiếp tục cực hạn vượt qua không gian. Ầm ầm. Thái hư cổ long mang theo hồng võ đế quân, cưỡng ép cắm vào chiến trường đang kịch biến. Chương 3218 sinh tử nghịch loạn 2. Tiểu nữ tử, nhìn không thấu hả? Hồng võ đế quân phát ra tiếng cười lạnh, bàn chân đột nhiên bộc phát đế uy, răng rắc giòn vang, bay thẳng lên trời, nhưng thái hư cổ long dưới thân như thế nào tiếp nhận bạo kích như vậy, chiến khu bạch cốt xâm xâm vỡ nát tại chỗ, mà hồng võ đế quân vần quanh tự nhiên chiều dâng, như vạn đường biển động cuồng kích bốn phương tám hướng, ngăn cản bất kỳ khả năng quấy nhiễu, phóng lên tận trời mấy trăm dặm. Sau đó, năm đạo hồn châm vô tình xoắn nát linh hồn hồng võ đế quân đau khổ dẫy giụa, hóa thành năm đạo mê vụ, xông vào ngũ hành côn đang dơ cao, đánh tới tiểu kim hầu đang lao về hướng hỗn độn cự bằng. Quá đột ngột, tiểu kim hầu đang bộc phát toàn lực, đang nộ trừng phía trước, căn bản không nghĩ tới sau lưng sẽ xuất hiện nguy hiểm, huống chi còn là đồng bạn. Bất ngờ không đề phòng, hắn cơ hồ không có bất kỳ né tránh, năm đạo hồn kim châm đâm vào da thịt, thẳng tới nội tạng, hồn khí bàng bạc như ức vạn xiềng xích, kịch liệt lan tràn, quấn chặt lấy toàn bộ linh hồn. Giống, ý thức tiểu kim hầu loạn, ngũ hành côn đang vận sức chờ phát động ầm vang rơi xuống. Trước đó tích xúc năng lượng mạnh bao nhiêu, giờ phút này bạo kích uy lực có hung ác bấy nhiêu, chỉ là mục tiêu không phải hỗn độn cự bằng trước mặt, mà là sai chỗ, đánh về phía hồng hoang thiên long cùng thiên hậu trên lưng hắn đang rút lui đi ra bên trong từ hỗn độn cự bằng.
Tiểu Kim Hầu, đúng lúc này. Hồng Hoang Thiên Long đang mãnh liệt vỗ cánh, nhấc lên cuồng phong nhanh chóng lui lại, thế nhưng uy thế tràn ngập đất trời ầm vang rơi xuống, nương theo hỗn độn chiều cường, uy lực thế giới. Thiên Hậu bỗng nhiên ngẩng đầu, không phải Hồng Võ Đế Quân sao? Tiểu Kim Hầu thế nào? Bành! Răng rắc! Ngũ hành côn tráng kiện nặng nề, giống như sơn nhạc kéo dài 200 dặm, nháy mắt va chạm, toàn bộ che mất Hồng Hoang Thiên Long. Hồng Hoang Thiên Long vừa mới thiêu đốt tiềm lực, lại bỏ trật tự thiên bia, bất luận thể chất hay phòng ngự đều là thời khắc suy yếu nhất, kết quả. Không chút huyền niệm, hài cốt sụp đổ, huyết nhục văng tung tóe, chiến khu khổng lồ lập tức chia năm xẻ bảy. Thiên Hậu trên lưng Hồng Hoang Thiên Long cũng rắn rắn chắc chắc tiếp nhận ngũ hành côn bạo kích, giống như toàn bộ thế giới đặt ở trên thân, thân thể gầy gò vỡ vụn tại chỗ. Ầm ầm, ngũ hành côn ầm vang mà xuống, hỗn độn chiều dâng mãnh liệt như cơn lốc gào thét. Hồng Hoang Thiên Long cùng Thiên Hậu vỡ vụn toàn bộ tung bay ra ngoài. Không! Đại Vương bỗng nhiên phanh lại, nhìn lại cục diện đột nhiên bạo động. Giống! Tiểu Kim Hầu ngẩng đầu, gương mặt dữ tợn, đau đớn vặn vẹo, trong hốc mắt nộ trừng chảy ngang nước mắt. Hắc độc! Nữ tử thần bí ở bên ngoài mấy ngàn dặm cưỡng ép ổn định, ngắm nhìn nơi xa đột nhiên phát sinh kịch biến. Tiểu Kim Hầu rõ ràng bị khống chế, mà có thể khống chế thiên địa linh vật. Chỉ có thể là hắc độc hồn châm của Chí Tôn Đại Đế. Đây chính là siêu cấp thiên khí chân chính do Thương Thiên tự tay tế luyện cho hắn. Hống hống hống. Tiểu Kim Hầu đau đớn giãy giụa, điên cuồng nhấc lên, toàn thân hỗn độn chiều dâng giống như đại dương bạo động, trùng kích bốn phương tám hướng. Trong cơ thể càng như luyện lô, điên cuồng trấn áp linh hồn tỏa liên. Nhưng hồn châm chỗ kinh khủng ở chỗ ký sinh, sau khi xông vào trực tiếp xung nhập linh hồn, nếu như ngươi thô bạo cưỡng ép trấn áp, kết quả trấn áp chính là linh hồn mình. Nếu như linh hồn mình bị trấn áp suy yếu, hồn châm dung hợp sẽ trở nên càng mạnh. Giống. Tiểu Kim Hầu kêu thảm, rất nhanh bị khống chế. Ngũ hành côn vừa mới rơi xuống lần nữa gào thét mà lên, rời khỏi tay, hỗn độn cuồn cuộn, cường quang vạn trượng, ngũ hành côn hoành hành thế giới hung hãn đánh tới trật tự thiên bia. Trật tự thiên bia vừa mới ổn định, đang nở rộ cường quang, tụ tập lấy thân thể tàn phế của Hồng Hoang Thiên Long. Ngũ hành côn hoành hành thâm không, kịch liệt nhấc lên, gào thét lên đánh tới trật tự thiên bia. Nương theo bạo động giống như long trời lở đất, trật tự chiều dâng xung quanh trật tự thiên bia ầm vang tán loạn, thân thể tàn phế vừa mới bắt đầu đoàn tụ lần nữa vỡ nát. Giống giống. Tiểu Kim Hầu bay thẳng lên trời, đánh về phía thân thể tàn phế của Thiên Hậu. Hắn gầm thét sắc nhọn, tiếng giống tràn ngập cuồng liệt cùng kêu rên, trong hai mắt nộ trừng khuấy động hắc quang, cũng chảy xuôi huyết lệ. Chiến khu mấy trăm dặm giống như đảo lớn, mọi cử động nhấc lên không gian bạo động, sôi trào lên ánh sáng hỗn độn vô tận, hắn đau đớn cực độ, trong lúc giãy giụa cùng bi phẫn nhấc lên hủy diệt chiều dâng mênh mông ngàn dặm, triệt để che mất thân thể tàn phế của Thiên Hậu cùng nhân quả thiên đồ đang gào thét trải rộng. A a a, người coi lão tử không tồn tại sao? Nữ tử của đoàn trưởng ta, người mẫu thân nó cũng dám đụng. Nương theo tiếng gầm thét bi thương, đại vương nhanh chóng phóng tới. Dứt khoát quyết nhiên xông vào hỗn độn cự chiều, mai rùa toàn thân hắn tất cả đều là vết nứt, bốn mai rùa cự thuẫn rách mướp, trình độ phòng ngự không thể nghi ngờ là hạ xuống đến thấp nhất, nhưng vẫn dứt khoát xông vào chiến trường hủy diệt. Ầm ầm, đại dương mênh mông va chạm hỗn độn chiều dâng, giống như hai cỗ biển động va vào nhau, đinh tai nhức óc, cuồng loạn bạo động. Đại vương cưỡng ép đẩy mai rùa, ngang nhiên tiến lên, chặn đánh lấy hỗn độn chiều dâng bạo động. Tiểu Kim Hầu hét lớn, hận không thể hủy diệt bản thân, nhưng vẫn bị cưỡng ép điều khiển xông vào hỗn độn chiều cường, trọng quyền bạo kích, đánh tới đại vương. Đại vương tế lên một mai rùa, cưỡng ép ngăn cản. Oanh! Mai rùa tăng vọt quy mô, giống như cự nhạc kình thiên, lại bị tàn bạo đánh nát. Tiểu Kim Hầu vượt biển mà đi, tiếp tục bước lên, trọng quyền liên tục bạo động, đảo loạn đại dương mênh mông cùng hỗn độn, tràng diện kinh khủng mang đến áp bách tuyệt vọng. Đại vương cuồng loạn gầm thét. Ngăn cản hết khả năng, nhưng trước đó thôn tinh thú bạo tạc tổn hại hắn quá lớn. Mảnh vỡ thân thể tàn phế của Thiên Hậu giống như thuyền lá lênh đênh dưới mưa to gió lớn, liên tiếp hủy diệt, liên miên vỡ nát, linh hồn đều muốn bị hỗn độn tan rã. Chương 3219 sinh tử nghịch biến 3. Về nhà. Đại vương gào thét một tiếng, huyền minh đại xà sinh sinh rời khỏi chiến khu, tựa như tách rời, một phân thành hai. Đại vương cố nén đau nhức kịch liệt. Khống chế mai rùa bộc phát ra chiều dâng phòng ngự mạnh nhất, cưỡng bức ngăn chặn lại hỗn độn xâm nhập. Lợi dụng cơ hội ngắn ngủi này, huyền minh đại xà hoành hành thâm không, quấn chặt lấy linh hồn Thiên Hậu,
như tia chớp màu đen, va vào nhân quả thiên đồ. Nhân quả thiên đồ chiếu ánh sáng xa vạn trượng, trải rộng ra dòng lũ vạn cổ. Gánh không được. Về nhà. Nước mắt đại vương vẩy chiều dâng, khàn giọng gào thét. Huyền Minh đại xà giam cầm linh hồn thiên hậu, trùng kích nhân quả thiên đồ, gào thét lên rời khỏi chiến trường, đánh về phía hệ thống thế giới xa xôi. Ngăn lại nhân quả thiên đồ. Nữ tử thần bí đang từ nơi xa trở về, đó là thiên khí nàng khát vọng nhất. Nhưng thiên đồ hoành hành thâm không, sinh ra mãnh liệt cộng minh cùng hệ thống pháp tắc thế giới, tốc độ càng lúc càng nhanh, ngay cả thiên khải chiến trường đều dâng lên từng đạo mê quang, nghênh tiếp lấy thiên đồ trở về. Oanh! Tiểu kim hầu cuồng dã bước lên, liên tiếp phá ba cái mai rùa khác, đánh về phía đại vương. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, tiểu kim hầu cưỡng ép thay đổi quỹ tích, không có đánh trên thân đại vương, gương mặt hắn dữ tợn, đau đến không muốn sống, phát ra khản giọng nói nhỏ. Chạy! Ong ong ong! Nam đạo hồn châm lại lần nữa bộc phát, cưỡng ép giam cầm linh hồn tiểu kim hầu nói nhỏ lập tức biến thành đau đớn kêu gào, chiến khu mấy trăm dặm bỗng nhiên đứng dậy, toàn thân bạo khởi hỗn độn. Đại vương mãnh liệt nhấc lên, nương theo đại dương mênh mông mất khống chế gào thét tháo chạy. Mai rùa rách dưới, huyết thủy chảy ngang, trong khe hở mai rùa thậm chí vẩy ra toái cốt cùng nội tạng. Đại tặc, tỉnh táo lại cho ta. Đại vương cuồng dã giãy giụa, cưỡng ép ổn định chiến khu mình, không có thuận thế chạy trốn, mà bia vọt mạnh đi qua phía trật tự thiên xa xa. Ngươi tỉnh lại cho lão tử, tỉnh lại nhanh. Tiểu kim hầu mãnh liệt lắc đầu, ý thức hỗn loạn muốn khống chế ngũ hành côn rời khỏi chiến trường, nhưng vẫn không thể chống đỡ hồn châm tàn phá, trong lúc cực độ không cam lòng cùng sự bi phẫn, ý thức lâm vào lờ mờ, chiến khu bị hồn châm toàn diện khống chế. Đáy mắt hắn tràn đầy huyết lệ phun trào hắc ám, bạo khởi chiến khu đuổi giết đại vương. Nữ tử thần bí điên cuồng đuổi theo hơn nghìn dặm, mắt thấy nhân quả thiên đồ vọt vào hệ thống thế giới, thầm nghĩ tiếc nuối, quay người trở về chiến trường, muốn giam bắt trật tự thiên bia. Nàng cách rất xa đã tế khởi thiên luân, đánh ra sóng chiều tai nạn hủy trời diệt đất, đồng thời giơ cao cứu thục quyền trượng, ảnh hưởng ý thức chiến trường. Đại vương đương nhiên ý thức được nguy hiểm, nhưng vẫn không quan tâm phóng tới, muốn hết khả năng cứu hồng hoang thiên long, di chuyển trật tự thiên bia. Nhưng, thân thể hắn bị trọng thương, làm sao có thể còn dư lực? Theo ngũ hành côn di chuyển, tiểu kim hầu phản kích, thiên luân bộc phát, nhất là cứu thục quyền trượng khống chế, chiến trường kết cục đã nhất định. Hệ thống thế giới, pháp tắc chi nguyên, thời gian, không gian, nhân quả ba tòa thiên môn nhanh chóng lan tràn ở bên trong hệ thống thế giới, bọn chúng thuận thời không lao nhanh, truy tìm lấy nhân quả liên quan, trải qua hồng hoang, viễn cổ, thái cổ, thượng cổ, cận cổ, lịch sử biến thiên huy hoàng trăm vạn năm, thế giới phát triển, đều bị bọn hắn cảm giác huyền diệu. Bọn hắn hơi dừng lại tại mấy thời kỳ đặc thù, chứng kiến thương thiên đổ sát thế giới, cũng nhìn thấy thế giới phản kháng thương thiên. Bọn hắn không có cảm xúc, ý thức được chỉ có nguy cơ. Càng là sau này, nguy cơ càng nghiêm trọng. Bọn hắn nhìn chung tất cả chiến tranh, cũng phân tích ra tình huống đặc biệt, đó chính là thương thiên lúc mạnh lúc yếu, cũng mang ý nghĩa bọn hắn cũng không phải là cùng một người. Thẳng đến cuối cùng, bọn hắn đi tới thời đại này, chứng kiến ngắn ngủi hơn 10 năm kịch biến, đã nhận ra hệ thống thế giới khẩn trương cùng đề phòng. Lại liên tưởng ba sinh mạng thể trước đó giáng lâm đến thời kỳ hồng hoang. Bọn hắn rõ ràng ý thức được, thế giới sinh tử tồn vong ở vào trong trận chiến này. Cho nên, bọn hắn không có can thiệp, chỉ là sinh ra liên quan cùng thiên môn thời đại này. Thời điểm Khương Phàm đang cùng thương thiên giết hừng hực khí thế, hệ thống thiên môn thế giới này bắt đầu thức tỉnh toàn diện. Bọn hắn vẫn không thể trực tiếp nhúng tay, nhưng bọn hắn toàn diện thả ra pháp tắc mình, chuyển giao cho Khương Phàm. Bao gồm thời gian cùng vận mệnh. Khương Phàm trước tiên cảm giác được pháp tắc ba động, mặc dù khoảng cách rất xa xôi, nhưng cảm giác không có vấn đề gì cả. Mà tất cả pháp tắc vận mệnh cùng thời gian diễn sinh toàn diện di chuyển, để Khương Phàm chân chính ý nghĩa hóa thành trưởng khống giả hệ thống pháp tắc, có thể điều động lực lượng pháp tắc toàn bộ thế giới. Nhất là lực lượng vận mệnh. Đó là lực lượng thần bí ảnh hưởng đến toàn bộ sinh linh phát triển cùng trưởng thành, thiên địa vạn linh đều giống như con rối giật dây trong tay. Để cho ngươi hưng thịnh ngươi liền hưng thịnh, để cho ngươi suy bại ngươi liền suy bại, để cho ngươi may mắn ngươi sẽ may mắn, để cho ngươi không may ngươi liền xui xẻo, để cho ngươi gặp được kỳ ngộ ngươi sẽ gặp được kỳ ngộ, để cho ngươi gặp được nguy hiểm ngươi liền gặp được nguy hiểm, để cho ngươi tìm hiểu ra võ pháp ngươi có thể tìm hiểu thấu đáo, không để cho ngươi lĩnh hội, ngươi nhìn chằm chằm 100 năm đều tham không thấu.
Loại pháp tắc huyền diệu khó lường này, quả nhiên không thể nào rơi xuống trong tay sinh mạng thể có ý thức nào đó, nếu không có thể làm cho cả thế giới biến thành đồ chơi trong tay hắn. Hơi thay đổi, chính là liên lụy đến vô số chi nhánh diễn biến, sinh ra vô số nhân quả loạn cục. Ầm ầm, thế giới pháp tắc dung chuyển, vận mệnh thiên môn phóng xuất ra thiên khí phong cấm trăm vạn năm, vận mệnh chi thạch. Vận mệnh chi thạch giống như trái tim bành trướng nhảy nhót, mang theo toàn bộ thế giới ba động, cùng vận mệnh chúng sinh vạn linh, gào thét lên sông về sinh tử lĩnh vực sâu trong vũ trụ. Thương Thiên Mẫn cảm bắt được cỗ ba động mãnh liệt kia. Cánh cửa thời gian cùng cánh cửa vận mệnh thức tỉnh. Chương 3220 sinh tử nghịch biến 4. Chẳng phải 12 cánh cửa pháp tắc toàn bộ chuyển giao đến trên thân người này. Thiên môn chẳng lẽ không sợ lại tạo nên người giết trời thứ hai? Đây là được ăn cả ngã về không? Thế giới cũng không đến mức làm ra cử động mạo hiểm như thế này, nếu như tình huống mất khống chế, thế tất chôn vùi toàn bộ thế giới. Trước khi Thương Thiên đến, rõ ràng thôi diễn qua chiến cuộc, mặc dù rất mơ hồ, nhưng có thể nhìn thấy phương hướng đại khái. Nhưng hiện thực phát triển có khác biệt rất lớn với hắn thôi diễn, chẳng lẽ là bởi vì thế giới hoàn toàn mới này xuất hiện, thay đổi hết thảy. Hay, chi đội thứ hai đi xề thời kỳ hồng hoang trùng kích đảo loạn nhân quả. Các ngươi không thay đổi được kết cục. Thương Thiên ý thức được nguy hiểm, nếu như thế giới thật muốn được ăn cả ngã về không, phân đội thứ hai đều có thể bị vây ở thời kỳ hồng hoang, cũng không cách nào khống chế sinh mệnh. Táng thiên đỉnh cùng trật tự thiên bia, không thể thay đổi chiến trường nơi này. Cho nên, chỉ có thể chính hắn ra tay. Ầm ầm, toàn thân Thương Thiên răng rắc giòn vang, giống như giải trừ một loại phong cấm nào đó, từ trong cơ thể bạo phát ra một cỗ đại uy thế vô cùng kinh khủng, cưỡng ép tung bay Khương Phàm, Dạ An Nhiên cùng Thương Lan. Toàn thân hắn phát sáng, dần dần bắt đầu trong suốt, bên trong lấp lóe cường quang, dãy núi uốn lượn, sông lớn lao nhanh, thậm chí có hình bóng chim thú yêu ma. Hắn như hóa thân thành thế giới hoàn chỉnh, từ nội bộ kích phát ra lực lượng cường đại. Một quyền tuôn ra, không gian đổ sụp, vạn vật tiêu tan, âm dương ngược dòng, như muốn cưỡng ép chấn vỡ sinh tử lĩnh vực. Chấn. Sinh mệnh cùng tử vong vững vàng như thường, hết toàn lực duy trì lấy sinh tử lĩnh vực. Hắn nghiêm túc rồi. Khương Phàm rõ ràng phát giác được thực lực Thương Thiên tăng vọt, nhưng hắn chẳng những không có sợ hãi, ngược lại trở nên phấn khởi, cái này có nghĩa Thương Thiên ý thức được nguy hiểm. Không cần khẩn trương, hắn không phải thế giới. Hắn không thể nào tự diễn biến lực lượng. Trong cơ thể hắn chữ hàng lấy lực lượng. Tiêu hao hắn, kéo dài tiêu hao hắn. Thương Lan, phối hợp ta. Dạ An Nhiên bén nhạy nhìn thấu hư thực của Thương Thiên. Sau khi hóa thân thế giới, tầm mắt cùng cảm giác đã vượt xa thánh linh khác. Nàng quả quyết thét lên ra lệnh Thương Lan tới dung hợp. Thế giới cùng pháp tắc trung dung, tuyệt đối không chỉ là uy lực điệp ra, mà là tăng vọt. Thương Lan chuyển giao Phiêu Miểu Thiên Cung cho Khương Phàm, mình dung nhập trong cơ thể Dạ An Nhiên, thôi động lực lượng thế giới bộc phát toàn diện. Hắn rất có thể là phân thân. Khương Phàm có ngờ vực vô căn cứ to gan. Phân thân đều đã như vậy, chân thân còn cường đại như thế nào? Nhưng này cái không quan trọng, việc cấp bách là giải quyết triệt để Thương Thiên trước mắt. Sinh mệnh cùng tử vong tra xét rõ ràng, Dạ An Nhiên cùng Khương Phàm nói đều đúng, nhưng đều nhìn không phải rất thấu. Đây rất có thể chính là phân thân, là chia ra tới thế giới. Chỉ là thế giới này còn không có chân chính bắt đầu phát triển, chỉ là có được hình dáng cùng cơ sở tương ứng, thông qua hấp thu năng lượng từ Thương Thiên chân chính nơi đó phân liệt để duy trì ổn định. Đây chính là nguyên nhân hắn đến săn giết, Thiên, hắn cần một giới nguyên mới. Ác chiến nơi này tiếp tục thăng cấp. Khương Phàm, Dạ An Nhiên đều đánh rất chật vật, ba phen mấy bận đều như muốn ép không được, sinh tử lĩnh vực tiếp nhận trùng kích nghiêm trọng. Nhưng, theo vận mệnh chi thạch tiếp tục tới gần, trong thân thể Khương Phàm chảy ra vết tích vận mệnh, cũng dần dần diễn biến ra lực lượng vận mệnh. Hắn kích phát vận mệnh, giao phó mình trưởng thành càng mạnh, cũng trùng kích Thương Thiên, tổn hại may mắn của Thương Thiên. Lực lượng vận mệnh rất quỷ dị, thậm chí có chút khi dễ người. Mặc cho ngươi kinh nghiệm phong phú, lực lượng vận mệnh lần lượt đánh tới liền có thể để cho ngươi càng ngày càng không may, xui xẻo sẽ sai lầm. Thời điểm ngươi sai lầm, Khương Phàm bên này ngược lại càng may mắn, cũng có thể càng có thể tóm chặt lấy cơ hội. Trong chiến tranh kịch liệt mà kinh khủng như thế, bất kỳ sai lầm gì đều là chí mạng, bất kỳ may mắn gì đều là bảo mệnh. Thương Thiên bắt đầu còn có thể ổn định, nhưng khi vận mệnh thạch xông vào sinh tử bí cảnh, va chạm Khương Phàm thân thể trong chốc lát, xung quanh Khương Phàm đột nhiên nổ lên ánh sáng huyền diệu, trải rộng ra mênh mông mấy ngàn dặm, lấp kín sinh tử lĩnh vực.
ánh sáng lưu chuyển, chồng chất, bắn ra ba động huyền diệu khó lường, diễn biến ra vận mệnh tế đàn rộng rãi. Sinh cùng tử lĩnh vực, vận mệnh cùng tế tràng. Khương Phàm rốt cuộc cũng có thể kiềm chế thương thiên, lấy sinh tử duy trì mình vĩnh hằng bất diệt, lấy mệnh vận liên lụy tất cả hành động của thương thiên. Tiếp tục áp chế, vận mệnh quấy nhiễu, cường công tiêu hao. Giả An Nhiên thì hoành hành không trở ngại bên trong vận mệnh tế tràng, trọng quyền bạo kích, uy lực thế giới cuồn cuộn đánh ra vạn đạo pháp tắc chấn động. Thương thiên rõ ràng cảm giác được uy lực vận mệnh thẩm phán, chém không đứt, vén không lùi, ánh sáng vận mệnh giống như vô số sợi tơ, lít nha lít nhít quấn chặt lấy hắn. Đây là vận mệnh chi thạch siêu cấp thế giới. Đây là siêu cấp thiên khí sinh ra từ hồng hoang, kéo dài trăm vạn năm. Nếu như là thương thiên chân chính giáng lâm, nhất định có thể áp chế, nhưng hắn chịu ảnh hưởng. Thương thiên không chịu thỏa hiệp, điên cuồng phản kích, lần lượt lật tung Giả An Nhiên, trọng thương Khương Phàm, lần lượt bức lui Khương Phàm, trọng thương Giả An Nhiên, nhưng sinh tử lĩnh vực mãnh liệt lưu chuyển, để Khương Phàm đứng ở thế bất bại, Giả An Nhiên càng là bản thân có thể diễn biến sinh cơ. Thương thiên kỳ thật cũng đang liều tiêu hao cùng Khương Phàm. Liều chính là trước khi mình tiêu hao hết, có thể hao hết năng lượng, sinh mệnh, liều chính là trước khi mình suy yếu, có thể trọng thương Khương Phàm tính thực chất. Nhưng, vận mệnh tế đàn thẩm phán, tiếp tục vặn vẹo vận mệnh của hắn, mà càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng rõ ràng. Hắn bằng vào kinh nghiệm dự phán, không may luôn luôn xuất hiện, hắn bằng vào thực lực bạo kích, ngoài ý muốn luôn luôn nổi lên, thế công hắn nhìn như cường hãn. Lực sát thương tiếp tục hạ xuống. Mà thế công của Khương Phàm và Giả An Nhiên càng ngày càng có thể tinh chuẩn trúng mục tiêu là hắn, thậm chí một ít sai lầm đều có thể đánh bậy đánh bạ đánh vào trên người hắn. Chương 3221 kết thúc 1. Đây cũng không phải là chiến trường công bằng, không phải ai mạnh thì có thể chiến thắng quyết đấu. Nhưng ngay thời khắc quan trọng, nữ tử thần bí trấn áp đại vương cùng Hồng Hoang Thiên Long khống chế lấy hỗn độn cự bằng, đã tới chiến trường nơi này. Khương Phàm lập tức cảnh giác. Nơi xa vậy mà xuất hiện cứu rỗi cùng trật tự hai đại pháp tắc ba động, hướng về nơi này nhanh chóng tới gần, mà có hai cỗ ba động sinh mệnh vô cùng mệt mỏi. Nhưng, cỗ ba động kia khoảng cách mấy ngàn vạn dặm, quá xa vời, không đợi Khương Phàm tra xét rõ ràng, cỗ ba động kia thoáng qua biến mất, sự chú ý của hắn rất nhanh bị thương thiên ngăn chặn. Nữ tử thần bí không có chân chính đến chiến trường, dù sao khoảng cách gần ước vạn dặm, thực sự quá xa. Nàng chỉ khống chế hỗn độn cự bằng chạy về phía trước hơn 10 triệu dặm, mơ hồ có thể phát giác được tình huống nơi đó, sau đó quả quyết rút lui phía sau kéo dài khoảng cách. Thương thiên lại bị khốn trụ. Là thương thiên chủ quan, hay xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi? Thương thiên vừa mới bắt đầu hẳn là muốn kiểm tra thực lực tân thiên. Dù sao vượt qua thâm không mấy chục năm, rốt cuộc cũng đụng phải, không hảo hảo chơi đùa sao có thể. Nhưng, đến bây giờ còn đang chơi. Cũng không phải đơn thuần chơi, mà là gặp được phiền toái. Khương Phàm kia không đơn giản, vậy mà có thể vây khốn thương thiên. Nhưng, thương thiên làm sao có thể bị khốn trụ? Chẳng lẽ có liên quan cùng cỗ uy lực thế giới thần bí trước đó? Có ba động thế giới hoàn toàn mới, có tiểu kim hầu do thiên địa tạo nên, chẳng lẽ nơi này diễn biến ra hệ thống thế giới hoàn toàn mới? Nữ tử thần bí cách rất xa cẩn thận cảm giác. Nàng trước sau chứng kiến thương thiên tố tạo 9 thế giới hoàn toàn mới, sáng lập thương thiên tinh vực, chấn kinh vũ trụ, hết sức quen thuộc đối với thế giới mới ba động. Quả nhiên, thế giới mới. Bên trong sinh tử lĩnh vực có thế giới mới. Năng lượng thế giới vô cùng hùng hậu, giống như diễn biến thời gian đã lâu, nhưng pháp tắc năng lượng vô cùng non nớt. Xảy ra chuyện gì? Trước đó thời điểm gặp được Tôn Bạch Hổ kia, không có nói tới chuyện này. Thời điểm trước đó thôi diễn chiến tranh. Cũng không có dò xét đến bất kỳ vết tích gì. Mà, pháp tắc ba động của Khương Phàm đã mạnh hơn so với vừa mới bắt đầu, lại có loại cảm giác như thương thiên, thật giống như đạt được toàn bộ pháp tắc. Đây là cái gì? Trước khi bọn hắn đến, dự đoán thế giới hệ thống hẳn sẽ liều chết phản kích, cho nên bọn hắn tổ kiến siêu cấp chiến đội, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cục diện sẽ như vậy. Nếu như Khương Phàm đạt được toàn bộ pháp tắc, nếu như nơi đó còn có thế giới mới, thương thiên nguy hiểm. Nữ tử thần bí nhìn lại thế giới hỗn độn cuồn cuộn, theo lý mà nói, phân đội thứ hai hẳn đã đến thời đại hồng hoang, cũng hẳn đã đắc thủ, vì sao còn không thấy đến nơi đây? Chẳng lẽ, nơi đó cũng xuất hiện ngoài ý muốn? Nơi đó nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chẳng khác nào không cách nào nghịch chuyển chiến trường nơi này. Thôn thiên thú cùng cự linh bọn hắn, chẳng khác nào là chân chính tử vong.
T, bọn hắn như thế nào bàn giao với Thương Thiên? Nếu như nơi đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chẳng khác nào triệt để vây ở đó bên trong. Ba vị đại đế cấp chí tôn, bị vây khốn. Gương mặt nữ tử thần bí rốt cuộc cũng hiện vẻ nghiêm trọng. Mặc dù chiến tranh còn chưa kết thúc, thậm chí thoạt nhìn vẫn bọn hắn chiếm ưu thế, nhưng bằng kinh nghiệm của nàng, đã có thể đoán trước đến kết cục. Chỉ cần Thương Thiên nơi đó nhịn không được, bọn hắn ai cũng chạy không thoát. Nếu như không thể kịp thời điều chỉnh chiến lược, bọn hắn sẽ tiếp nhận tổn thất lớn hơn. Bây giờ có hai biện pháp. Đầu tiên, xông vào chiến trường sinh tử, chế tạo cơ hội thoát thân cho Thương Thiên. Cái này hiển nhiên không sáng suốt, không nói trước ở trong đó quá nguy hiểm, chiến đấu cấp thiên đế cũng không phải nàng có thể nhúng tay. Hơi không cẩn thận, nàng mất mạng bên trong sinh tử lĩnh vực. Vì một cái phân thân còn không có thành thục, mình đi góp vào. Quá hoang đường. Huống chi, nếu bây giờ có thể vây khốn Thương Thiên, sau này còn có thể vây khốn. Cho nên, coi như may mắn cứu ra, Khương Phàm khống chế Phiêu Miểu Tiên Cung, bất cứ lúc nào còn có thể ngăn lại. Thứ hai, để Thương Thiên chết, cảnh báo cho Thương Thiên Chúa Tể, để Thương Thiên Chúa Tể điều động phân thân hoàn chỉnh, lần nữa khởi xướng chinh chiến. Bọn hắn tạm thời rút lui, tránh né đến Thiên Nguyên Tinh vực gần đó. Chờ phân thân Thương Thiên đánh tới, lại liên hợp tiến công. Tuy nhiên nàng muốn cân nhắc bảo trụ ba vị trí tôn đại đế thời đại hồng hoang. Nữ tử thần bí nhìn một chút hai tù binh phong ấn trong bụng hỗn độn cự bằng, đưa ánh nhìn về phía những chiến trường khác. Lúc này thiên khải chiến trường, Hắc Ma đế quân bởi vì Khương Phàm đạt được toàn diện pháp tắc, trở nên càng thêm cuồng bạo càng thêm cường đại, thậm chí bắt đầu ngăn chặn quái vật nóng này. Thế công mưa to gió lớn rung động thâm không, cuồng loạn gầm thét nhấc lên vô tận sóng âm bạo động. Siêu cấp chiến trường, mạnh hơn đế quân. Thôn thiên ma đế đều bị chấn động đến khí huyết sôi trào. Nhưng vẫn không gián đoạn khởi xướng tập kích, lợi dụng năng lượng thâm không không ngừng liên tục bổ sung mình, chế tạo cho Hắc Ma đế quân một lần lại một lần cơ hội. Nhưng, đang thời điểm hai đại ma đế muốn tiếp tục mở rộng ưu thế, Tiểu Kim Hầu bị thao túng ngang nhiên giết tới chiến trường. Giống, Tiểu Kim Hầu giữ tợn gầm thét, miệng đầy răng nanh, hỗn độn chiều dâng cuồn cuộn, hắn vượt qua thâm không, đạp tan vũ trụ, luân động ngũ hành côn kéo dài mấy trăm dặm. Đánh ra chiều dâng thế giới lao nhanh, đánh về phía Hắc Ma đế quân cùng Thôn Thiên Ma đế. Con khỉ ở đâu ra? Ăn cái gì lớn lên? Thôn Thiên, ngăn hắn lại cho ta. Hắc Ma đế quân gầm thét, thế công không có bất kỳ dừng lại, toàn thân nhấc lên huyết chú, đánh ra thiên thế kinh khủng, như là hóa thân của Khương Phàm, xung quanh sôi trào vạn đạo pháp tắc, như mấy triệu núi lửa tập thể phun trào, mang thanh thế rung động đối diện đánh lui quái vật ba đầu sáu tay. Lui! Thôn thiên ma đế vừa mới thôn vệ năng lượng tai nạn cuồn cuộn trong lồng ngực, há miệng hét giận dữ, năng lượng mãnh liệt tràn ngập vô tận sóng chiều tai nạn, tiếng oanh minh kịch liệt, vạn đạo cường quang, chặn đánh ngũ hành côn từ trên trời giáng xuống. Chương 3222 kết thúc 2. Ầm ầm, ngũ hành côn va chạm hủy diệt chiều dâng, tiếng vang ù ù, vũ trụ lay động, trong chốc lát đổ xuống ba động khuấy động bốn phương tám hướng, ngay sau đó chính là năng lượng sụp đổ. Tiểu Kim Hầu gầm thét, đè ép ngũ hành côn tiếp tục chìm xuống. Thôn thiên ma đế giống như lỗ đen quay quanh, cũng không ngừng liên tục bạo kích lấy năng lượng đại chiều. Kịch liệt rằng có kéo dài ngắn ngủi vài phút mà thôi, hủy diệt chiều dâng hết sạch sức lực, ngũ hành côn từ trên trời giáng xuống, đánh tới thôn thiên ma đế. Tiểu Kim Hầu chính là do thiên địa tạo nên, mặc dù cảnh giới giống thôn thiên ma đế, nhưng các mặt đều quá mạnh, huống chi ngũ hành côn có thể so với thiên khí. Thôn thiên ma đế bỗng nhiên biến sắc, đây là năng lượng kinh khủng gì? Đơn giản giống như là thế giới thật sự đè ép xuống hắn. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Hắc Ma đế quân giết tới, toàn thân bộc phát minh mông thiên uy, trọng quyền bạo kích, giống như lực lay thương thiên, đối diện xốc lên ngũ hành côn. Nhưng, Tiểu Kim Hầu vậy mà không có nắm ngũ hành côn áp chế, mà là quả quyết bỏ qua, mặc cho gào thét mà đi. Hắn bỗng nhiên bước lên về phía trước, bạo khởi một quyền, hỗn độn vần quanh. Hồng mông bắn ra, không gian trước mặt lọt vào động lại thảm liệt, thời gian lại nhận lấy quấy nhiễu bành trướng. Bành! Hắc Ma đế quân vội vàng không kịp chuẩn bị, giống như bị hành tinh đánh trúng, toàn thân run rẩy, gào thét bay ra ngoài. Thôn thiên ma đế muốn ngăn lại Hắc Ma đế quân, lại bị đối diện va chạm, cùng một chỗ đánh về phía thâm không. Giống! Tiểu Kim Hầu một lần nữa bắt lấy ngũ hành côn, đạp tan thâm không, đuổi giết Hắc Ma đế quân cùng thôn thiên ma đế. Hình thể hắn khổng lồ, nhảy lên chính là mấy trăm dặm,
có thể so với vượt qua không gian. Đây là con khỉ ở đâu ra? Hắc Ma Đế Quân ngẩng đầu lên trời hét lớn, thiên uy bộc phát, một cỗ đại thế bàng bạc rộng rãi nổ tung cuồn cuộn mênh mông mấy ngàn dặm chiến trường. Tiểu Kim Hầu run rẩy toàn thân, giống như bị cửu trọng thiên màn trấn áp, thân thể cao lớn mãnh liệt hạ xuống, đồng thời kịch liệt thu nhỏ, nhưng hắn không giảm cuồng tính, huy động ngũ hành côn cuồng kích Hắc Ma Đế Quân. Biết lão tử là ai chăng? Người mẫu thân nó biết không? Hắc Ma Đế Quân hét lớn, cuồng loạn bộc phát, da thịt phồng lên, chiến huyết sôi trào, tử chú quay quanh toàn thân, ngạnh kháng ngũ hành côn của Tiểu Kim Hầu. Đây cũng là sát thiên chiến đội, mẫu thân nó đều là quái vật móc ra ngoài từ nơi nào. Thôn Thiên Ma Đế ổn định, miệng đầy răng nanh, khàn giọng gầm thét. Hắn nổi giận, thật nổi giận, đường đường là đế quân, vậy mà liên tiếp bị đánh tan, cơ hồ muốn biến thành vật làm nền. Coi như ngươi là sát thiên chiến đội, coi như các ngươi trình chiến thâm không, cũng mẫu thân nó không thể khi dễ người như vậy. Toàn thân hắn huy động 18 cỗ vòng xoáy, giống như 18 lỗ đen tinh cầu bao quanh hắn xoay tròn, hắn bay thẳng lên trời, đuổi giết Tiểu Kim Hầu. Tiểu Kim Hầu kiềm chế Hắc Ma Đế Quân đồng thời quái vật vậy mà không cùng tiến, chỉ nhanh chóng phân liệt, biến thành ba bộ phận, đuổi giết chiến trường càng xa xôi. Không đúng. Thôn Thiên Ma Đế đột nhiên bừng tỉnh, nhưng vừa định muốn chặn lại, toàn thân Tiểu Kim Hầu nổ tung ra hỗn độn chiều dâng kinh khủng, che mất hắn cùng Hắc Ma Đế Quân, triển khai không ngăn cản muốn mạng. Kiều Vô Hối đang cùng Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Càn phối hợp chặn đánh lấy ba đầu bạch hổ cùng cự long bảy màu đánh giết. Bởi vì Đông Hoàng Như Ảnh thân chịu trọng thương, Đông Hoàng Càn lại là thần linh cảnh, bọn hắn duy trì Kiều Vô Hối vô cùng mệt mỏi, ngược lại là ba tôn bạch hổ toàn bộ bạo tẩu, đầu cự long bảy màu máu thịt be bét triệt để điên cuồng. Chuyển cáo Khương Phàm, cống hiến của long tộc không thể xóa nhòa. Thiện đãi long tộc. Đông Hoàng Càn biết mình chỉ có thể đi đến nơi này, không có bất kỳ dấu hiệu gì, lưu lại câu nói liền xuất hiện ở bên cạnh cự long bảy màu. Xuất hiện trong chốc lát, hắn tế hiến hư thiên đồ đằng, lấy thần huyết thần cốt, dẫn nổ đồ đằng, hình thành không gian rối loạn, cưỡng ép cự long bảy màu di chuyển chiến trường. Lấy thực lực của hắn, cho dù bản thân hủy diệt, cũng không giết chết đế quân chân chính, mà còn là long đế cường đại chinh chiến vũ trụ, nhưng hoàn toàn có thể di chuyển cự long bảy màu ra mấy vạn dặm. Không. Đông Hoàng Như Ảnh hét lên thê lương, nhưng tiếp theo bị đám bạch hổ cuồng bạo đánh bay. Cự long bảy màu bất ngờ không đề phòng, thân rồng trọng thương bị oanh huyết nhục văng tung tóe, khó mà ngăn chặn bay lên ra ngoài, xa xa rời khỏi chiến trường. Tuy nhiên, Đông Hoàng Càn cũng không phải làm hy sinh không giá trị, cưỡng ép di chuyển hơn 8 vạn dặm, chính là chiến trường của Khương Thương. Ầm ầm. Cự long bảy màu theo không gian chiều cường nhấc lên ra ngoài. Chiến khu đã sớm rách dưới giống như rút ra từ trong cối xay thịt, rách dưới không còn hình dáng, long huyết phun ra, nhuộm đỏ vũ trụ hắc ám. Nhưng, không chờ hắn tức giận, một cỗ năng lượng giết chóc kinh khủng xâm nhập ý thức, để hắn như rơi vào vô tận vực sâu. Sát lục pháp tắc. Cự long bảy màu bỗng nhiên bừng tỉnh, nhưng đúng vào lúc này, Khương Thương cách nơi này ngoài vạn dặm, không chần chờ chút nào đánh ra liệp thần thương trong tay. Hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là thương khung pháp tắc nhận xúc động, đã nhận ra hư thiên đồ đằng chôn vùi, sau đó nơi đó lại đột nhiên xuất hiện một cỗ sinh mệnh ba động cường hãn. Đồ đằng chôn vùi, hiển nhiên là Đông Hoàng Càn tế hiến. Điên cuồng không quan tâm như vậy, nhất định là ném một vị cường địch nào đó ra ngoài. Cho nên, khung trời phong bạo sôi trào, vần quanh liệp thần thương nhanh chóng tiến lên. Liệp thần thương bạo động thâm không, lôi đình bạo tẩu như giết chóc, hình thành tuyệt vọng chiều dâng như cơn lốc. Tốc độ bản thân liệp thần thương rất nhanh, có thể đánh xuyên qua hư không, hình thành vượt qua cực hạn, huống chi đạt được thương khung pháp tắc vần quanh, càng tăng vọt gấp bội. Cự long bảy màu tránh cũng không thể tránh, phát ra gầm thét uy nghiêm, thiêu đốt long huyết toàn thân, diễn biến chuông lớn long đế. Trong chốc lát, sôi trào cường quang, như vạn long lên trời, một tòa thiên nhạc rất cường đại ầm vang thành hình. Chương 3223 kết thúc 3. Oanh! Liệp thần thương giết tới. Cuồng dã bạo kích Long Đế Trung. Long Đế Trung có thể xưng phòng ngự tuyệt đối, nhưng hắn quá mệt mỏi. Ngắn ngủi rằng co, liệp thần thương phá toái Long Đế Trung, đối diện xuyên qua cự long bảy màu, chiều cường giết chóc kinh khủng tàn phá bừa bãi hài cốt, cơ hồ muốn xuyên qua hắn. Cự long bảy màu nổi giận nhấc lên, tránh thoát liệp thần thương giết chóc. Nhưng, liệp thần thương có ý thức bản thân, tựa như một tôn chiến đế bất diệt, về phía khởi xướng bạo kích kéo dài cự long bảy màu.
Đông Hoàng Càn thành công rời đi Cự Long bảy màu, nhưng đối với Kiều Vô Hối cùng Đông Hoàng Như Ảnh mà nói, ý nghĩa cũng không tính quá lớn. Đối mặt Bạch Hổ bạo tẩu hung tàn, nhất là hai Bạch Hổ cường đại triển khai cốt sực, bọn hắn cố gắng tất cả cũng không tìm thấy cơ hội. Đang trong thời khắc tuyệt vọng, nguy cơ càng lớn giáng lâm. Quái vật ba đầu ngang nhiên giết tới. Một con nhấc lên chiều dâng màu lam, dùng nhiệt độ thấp tuyệt đối băng phong vũ trụ, từ không gian đến năng lượng, toàn bộ bị hạn chế. Năng lượng không gian mạnh nhất của Đông Hoàng Như Ảnh lập tức lọt vào kiềm chế, hư không luyện lô đang ngưng tụ đều mãnh liệt tán loạn. Một con bạo khởi lôi đình vô tận, dùng tốc độ vô cùng xé rách vũ trụ, như vạn cổ lôi tổ bạo kích, đuổi giết Đông Hoàng Như Ảnh. Một con khác thì hóa thân yên diệt hắc động, giống như hắc ám đại mạc che trời mà lên, nuốt về phía biển lửa vô tận liệt diễm, trùng kích Kiều Vô Hối. Ba đầu Bạch Hổ khống chế thời cơ cực tốt, đồng thời gầm thét, đồng thời bạo động, đồng thời bốc cháy lên huyết mạch cường hãn. Sát lục cuồng chiều bạo động, Bạch Hổ huyết mạch nóng hổi, bọn hắn tế lên toàn bộ tràng hạt, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh về phía Đông Hoàng Như Ảnh, về phần Bạch Hổ giáo thì toàn bộ đánh vào lỗ đen, trùng kích Kiều Vô Hối. Xuất kích quả quyết, đả kích tinh chuẩn, tất cả đều là kinh nghiệm chiến tranh lắng đọng. Bành bành bành. Đông Hoàng Như Ảnh đầu tiên lọt vào kiềm chế, lại bị lôi đình bạo kích, ngay sau đó bị tràng hạt dày đặc oanh tạc. Thế công dày đặc mà mãnh liệt, đối với nàng nỏ mạnh hết đà mà nói không thể nghi ngờ là đả kích chí mạng. Cơ hồ không có làm ra phản ứng gì, chiến khu mệt mỏi lập tức lọt vào xoắn nát vô tình. Thời khắc sống còn, nàng cơ hồ theo bản năng nhìn phía vũ trụ thâm không xa xôi, trong đầu lấp lóe bóng dáng của Khương Phàm. Phụ thân, con, chỉ có thể đến chỗ này. Kiều Vô Hối đã đến cực hạn, tại thời khắc kịch biến này, phát ra tiếng gáy to bi thương, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn phóng thích Niết Bàn, đây là Niết Bàn sau cùng, cũng là triệt để phóng thích. Linh hồn tan rã, hồn băng quy pháp, triệt để băng diệt. Nhưng, hắc ám cuồn cuộn, chôn vùi chiều dâng điên cuồng thôn phệ lấy chu tước liệt diễm, kềm chế hắn giờ khắc này Niết Bàn. Trong thời khắc phi diệu này, tam cây giáo bị quả quyết thả ra hoành hành ở bên trong bóng tối vô tận, đánh xuyên qua thân thể của hắn, sát niệm phía trên điên cuồng tàn phá ý thức của hắn, để Kiều Vô Hối đang muốn cưỡng ép chống cự hư vô, phóng thích Niết Bàn lâm vào hỗn loạn tại chỗ, mà hư vô tiếp tục thôn phệ liệt diễm, áp chế Niết Bàn bộc phát. Không đúng, không đúng, không đúng. Khương Thương đột nhiên đã nhận ra thâm không ba động nơi xa không hề tầm thường. Tự nhiên pháp tắc cùng thương khung pháp tắc kết hợp, để hắn vô cùng mẫn cảm đối với các loại năng lượng khác biệt cùng không gian ba động. Bên ngoài mấy vạn dặm, mảnh chiến trường hắn từ đầu đến cuối đang chăm chú đột nhiên xuất hiện ba nguồn năng lượng kinh khủng. Ở đâu ra ba cỗ đế uy? Những chiến trường khác xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi? Chẳng lẽ là Hồng Võ đế quân phá hủy? Trở về, trở về. Khương Thương gọi về Liệp Thần Thương xa xa. Liệp Thần Thương đang điên cuồng áp chế Cự Long bảy màu, nhưng khi Khương Thương kéo dài triệu hoán, vẫn buông tha cơ hội tuyệt sát sau cùng, tránh thoát dây dưa, đuổi đến bên cạnh Khương Thương. Cút ngay! Khương Thương vũ động Liệp Thần Thương, khung trời phong bạo tràn ngập sát lục cuồng chiều, như cơn lốc quét lấy lôi đình, nổ tung mênh mông trăm ngàn dặm phạm vi, bức lui quái vật khô lão. Lão nhân khô gầy khống chế hắc thạch tế đàn, nhấc lên biển động giống như hắc ám chiều cường, chống cự lại Khương Thương bạo kích. Khương Thương quả quyết rút lui, nhưng lão nhân khô gầy rất nhanh đè lại thế công, tiếp tục dây dưa hắn. Khương Thương hận không thể nổ mình, lấy tự nhiên Niết Bàn uy lực bức lui lão nhân, nhưng lão gia hỏa này rõ ràng là dân chuyên nghiệp đùa bỡn linh hồn, mà Niết Bàn hắn là sau khi phóng thích uy lực tự nhiên, do linh hồn đoàn tụ chiến khu, nếu như đến lúc đó bị lão đầu nắm lấy cơ hội, hắn rất có thể bị lão đầu khống chế trong lúc yếu ớt nhất, trực tiếp biến thành con rối. Ta từ bỏ tự nhiên chi nguyên. Tinh linh đế quân bị trọng thương đến hoảng hốt linh hồn vào lúc này cưỡng ép tỉnh táo. Không được, không có tự nhiên chi nguyên, ngài muốn khôi phục có thể so với trùng tu. Khương Thương không phải không nghĩ tới sớm dùng, nhưng đây là mẫu thân linh nguyên của hắn. Bản thân hắn, làm sao điên đều được, nhưng nếu như tinh linh chi nguyên của tinh linh đế quân phế đi, chẳng khác nào mẫu thân hắn triệt để phế đi. Ta chết còn không sợ, còn quan tâm trùng tu, đừng lề mề. Tinh linh đế quân mệt mỏi nói nhỏ. Còn chưa tới một bước kia. Khương Thương còn muốn lại tìm kiếm cơ hội. Đã sớm nên là thế. Nếu như Hồng Võ thật bị khống chế làm việc ác gì, tinh linh đế tộc trăm lần chết cũng không bù được tội nghiệt. Nhanh, bỏ qua tự nhiên chi nguyên của ta. Thoát thân,
đến Như Ảnh nơi đó nhìn xem tình huống. Nhanh đi. Tinh Linh Đế Quân lo lắng thúc giục Khương Thương. Lão già, tiếp chiêu. Khương Thương gầm thét, khung trời phong bạo phối hợp sát lục cuồng chiều, lần nữa bao phủ lão nhân, ngay sau đó sôi trào tự nhiên chiều dâng, diễn biến ra cung tiễn tuyệt thế, chỉ hướng lão nhân đang chống cự giết chóc. Cảnh tượng tự nhiên xung quanh kịch liệt diễn biến, hóa thành bức tranh tuyệt thế, kịch liệt nhấc lên xung quanh hắn, tầng tầng vần quanh ở trước mặt hắn, diễn biến ra tự nhiên sát tiễn. Chương 3224 kết thúc 4. Tuy nhiên lần này, tinh linh chi nguyên của tinh linh đế quân tiến vào bên trong tự nhiên sát tiễn. Tinh linh chi nguyên là tự nhiên chi nguyên của tinh linh đế quân, tương đương với khí hải võ giả, bên trong ẩn chứa khí tức tự nhiên có thể so với trăm vạn dặm tinh linh đại lục. Giờ phút này phối hợp Khương Thương khởi xướng bạo kích, hắc thạch tế đàn cuối cùng bị đánh hung ác tung bay ra ngoài. Khương Thương nhìn hắc thạch tế đàn biến mất trong bạo tạc cuồng chiều, hận không thể đuổi theo loạn đánh một trận. Đây chính là tinh linh chi nguyên bạo tạc, chỉ dùng để bức lui kẻ địch, thật sự là phung phí của trời. Nhanh nhanh nhanh, đừng lề mề, cứu người. Cứu Đông Hoàng Như Ảnh, cứu Kiều Vô Hối. Tinh linh tộc chúng ta không thể làm tội nhân Thương Huyền. Nhanh đi. Nếu như tất yếu, linh hồn của ta cũng tế hiến, dẫn động tự nhiên pháp tắc. Linh hồn tinh linh đế quân hứa hẹn. Khương Thương cắn răng rời khỏi, thẳng đến Đông Hoàng Như Ảnh nơi xa. Nhưng, còn không có chạy ra bao xa, ba tôn bạch hổ, ba tôn quái vật, bổ nhào tới về phía hắn nơi này. Kết thúc. Sắc mặt Khương Thương kịch biến. Bên ngoài mười mấy vạn dặm, Hắc Ma Đế Quân cùng Thôn Thiên Ma Đế đang liên thủ chặn đánh Tiểu Kim Hầu. Hắc Ma Đế Quân nương tựa theo lực bộc phát kéo dài, bắt đầu cưỡng ép áp chế Tiểu Kim Hầu. Tiểu Kim Hầu xác thực rất đặc thù, phối hợp ngũ hành côn đánh ra thế công mạnh hơn đế cảnh bình thường, nhưng thế giới mới bất luận là lịch sử diễn biến, hay phạm vi thế giới, đều kém rất nhiều so với Khương Phàm, cho nên Hắc Ma bộc phát toàn diện, tiếp tục phối hợp cùng Thôn Thiên Ma Đế, vẫn tạo thành áp chế với hắn. Thời khắc mấu chốt, Ngô Chính Nguyên chạy tới nơi này. Tới chậm, nhưng thật thật, bất đắc dĩ. Ngô Chính Nguyên vừa mới bắt đầu muốn tìm cơ hội tham chiến, nhưng đầu tiên là sinh tử lĩnh vực Khương Phàm cùng Thương Thiên va chạm thiên khải, lại là thôn tinh thú bạo tạc, ngay sau đó man hoang đế tổ các loại bạo tạc. Kéo dài năng lượng bao phủ vũ trụ, ba động khủng bố đủ để phá hủy bất kỳ sinh linh không đủ tư cách lại mưu toan nhúng tay. Hắn từ đầu đến giờ, từ đầu đến cuối đang phóng tới trên đường, cũng liên tiếp nhiều lần bị tung bay, suýt nữa lưu vong thâm không. Đường đường cảnh giới siêu thần, vậy mà ba phen mấy bận bị năng lượng ba động làm trọng thương, thật sự là khuất nhục. Cũng may không hề từ bỏ. Sau khi phế đi nửa cái mạng, Ngô Chính Nguyên rốt cuộc cũng chạy tới nơi này, lo lắng la lên. Hắn là Tiểu Kim Hầu, hắn là chiến sủng bên trong thế giới ngũ hành của Dạ An Nhiên. Hắc Ma Đế Quân cưỡng ép lui lại. Dạ An Nhiên, mắt hắn bị mù sao, đánh người một nhà. Ngô Chính Nguyên khàn khàn gào thét. Hắn rõ ràng là bị khống chế. Không nên giết hắn, thử nghiệm thức tỉnh. Giống. Tiểu Kim Hầu thoát khốn, hỗn độn chiều dâng bạo động, như biển động sôi trào, cuồn cuộn vũ trụ, hắn vung lên ngũ hành côn, cuồng dã đuổi giết Hắc Ma Đế Quân. Ngươi nhìn bộ dáng điên cuồng của hắn, ngươi tỉnh lại hắn cho ta nhìn. Hắc Ma Đế Quân giống giận muốn giết qua. Không cần thiết giết hắn, chỉ cần dây dưa kéo lại. Thôn Thiên Ma Đế, chúng ta phối hợp, kiềm chế hắn. Hắc Ma Đế Quân, ngươi gấp rút tiếp viện những chiến trường khác, tìm tới biện pháp giải trừ linh hồn Tiểu Kim Hầu. Ngươi có thể làm sao? Không được cũng phải đi, bọn hắn đều đã chết, ta cũng không muốn sống rời khỏi. Thôn Thiên Ma Đế, giết. Ngô Chính Nguyên vừa đưa ra đề nghị, Tiểu Kim Hầu đột nhiên phanh lại, đau đớn lắc lư đầu, bay thẳng lên trời, xông về càng xa xôi. Nơi đó xảy ra chuyện rồi. Hắc Ma Đế Quân quả quyết đi theo. Mang theo ta, mang theo ta. Ngô Chính Nguyên gầm thét, thật sự chịu đủ cảm giác phiêu đãng trong thâm không. Đường đường siêu thần, chật vật như lá khô, thật sự là sỉ nhục. Thôn Thiên Ma Đế một phát bắt được Ngô Chính Nguyên, theo sát tiến lên. Hành động thất bại, chuẩn bị rút lui. Nữ tử thần bí đi tới chiến trường, tìm tới đến lão nhân khô gầy trên hắc thạch tế đàn. Rút lui, cự linh bọn hắn đâu? Bạch hổ của ta đâu? Điều kiện tiên quyết lão nhân khô gầy có thể thản nhiên tiếp nhận tất cả tổn thất là sau đó Thương Thiên có thể nghịch chuyển thời gian, để hết thảy trở về đến thời điểm sơ khai bắt đầu nhất. Hắn bị nhốt rồi, không thoát thân được. Hệ thống pháp tắc thế giới thức tỉnh toàn diện, đây tuyệt đối không bình thường,
có thể là hắc ma chiến đế nơi đó hành động xảy ra vấn đề. Nữ tử thần bí quanh năm làm bạn với thương thiên chân chính, lại tới nơi này 3 lần, cảm giác rất quen thuộc đối với thế giới pháp tắc toàn diện thức tỉnh. Nàng không thể không làm dự tính xấu nhất. Hắc ma chiến đế đâu, cũng từ bỏ. Lão nhân khô gầy tới đây cũng 3 lần, trước đó cũng rất thuận lợi, cho dù lần 10 vạn năm trước, cũng chỉ là dùng 8 phần thực lực, nhưng bây giờ không chỉ có thôn tinh thú hủy diệt, cự linh chết rồi, ngay cả cự long cùng bạch hổ đều hao tổn hơn phân nửa, đây hoàn toàn không giống dự đoán. Nếu như hắc ma chiến đế 3 người bọn hắn lại tổn thất, bọn hắn như thế nào trở về giao nộp? Ngươi có thể hồi tưởng lịch sử không? Bọn hắn ngược dòng thời không, chẳng khác nào mình vây ở bên trong hệ thống thế giới, trừ phi chính bọn hắn đi ra, chúng ta cứu không được. Hắc ma chiến đế mang theo thời gian thiên toa. Ngươi biết thời gian thiên toa có ý nghĩa gì không? Ngươi có thể mang về. Nữ tử thần bí nói. Ngươi chinh chiến vũ trụ nhiều năm như vậy, không rõ cái gì gọi là dừng tổn hại kịp thời. Nếu thật sự không đi, chúng ta chỉ sợ đều đi không được. Quái vật 3 đầu một lần nữa tổ hợp, đi đến trước mặt bọn hắn. Ngươi là nữ tử của hắn, ngươi như thế này trở về sẽ không nhận trừng phạt, nhưng chúng ta trải qua thảm như vậy bại, thế tất lọt vào trấn áp. Nữ tử thần bí lạnh lùng nói. Ngươi muốn chiến tử, ngươi đang đưa tài nguyên cho hắn, thừa dịp thương thiên ngăn chặn hắn, mau rời khỏi. Đây là mệnh lệnh. Lão nhân khô gầy lạnh lùng nói. Ta chấp hành qua 37 lần hành động tinh vực, chưa bao giờ thất bại một lần. Chương 3225 cuối cùng 1. Nữ tử thần bí nói. Có tù binh, không coi là bại hoàn toàn. Ta cam đoan các ngươi có cơ hội lấy công chuộc tội. Âm thanh lão nhân khô gầy đột nhiên đề cao. Đừng cho rằng ta không biết ngươi. Mục tiêu của ngươi chỉ có mấy món thiên khí. Ngươi đạt được, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Nhưng chúng ta, bại. Nữ tử thần bí đe dọa nhìn lão nhân. Ngươi muốn tiếp tục đánh. Ta có thể cho ngươi cơ hội. Nhưng đừng hy vọng ta lưu lại bồi tiếp. Lão nhân khô gầy vui mừng không sợ, nói. Cho ta lý do rút lui. Nếu không, ta cận kề cái chết không lùi. Nữ tử thần bí nói. Chúng ta không phải rút lui, là tạm thời nghỉ chiến. Lấy phân thân thương thiên tự hủy làm tín hiệu, chờ thương thiên chúa tể đưa tới chiến đội mới, trong lúc này, chúng ta đến thiên nguyên tinh vực chờ đợi. Chỉ cần chúng ta khống chế tù binh trong tay, Khương Phàm cũng không dám xử tử bọn người hắc ma chiến đế. Chờ chúng ta lần nữa trở về, các ngươi không chỉ có thể báo thù, còn có thể giải cứu hắc ma chiến đế. Nếu như khăng khăng muốn tiếp tục chém giết, cuối cùng chúng ta đều sẽ chết. Ai cũng trốn không thoát. Cuối cùng, mang theo tiếc nuối cùng không cam lòng, bọn hắn mang Hồng Hoang Thiên Long, Đại Vương, Kiều Vô Hối, Đông Hoàng Như Ảnh, Hồng Võ Đế Quân không có linh hồn di thể, cùng Tiểu Kim Hầu trở về, biến mất trong vũ trụ mịt mờ. Đối với Thương Thiên, bọn hắn từ bỏ. Thương Thiên đã nhận ra bọn hắn rời xa, biết sứ mệnh của mình, khởi xướng bạo tẩu điên cuồng tấn công, liều chết dây dưa dòng dã sau 5 ngày, đột nhiên ngừng chiến đấu. Lạnh lùng nhìn Khương Phàm trước mặt. Ngươi trốn không thoát, đừng vọng tưởng đàm phán. Khương Phàm đã thấy hy vọng, tuyệt đối không thể lại để cho gia hỏa này thoát khốn, nếu không thất bại trong gang tấc. Dạ An Nhiên cùng Thương Lan Cường Cường phối hợp, trận địa sẵn sàng đón quân địch khóa chặt Thương Thiên. Đây chỉ là bắt đầu. Thương Thiên chậm rãi lắc đầu, lạnh lùng nói. Ta, chỉ là một tên nhỏ nhất bên trong 10 tên. Dựa theo tiêu chuẩn 9 vị khác. Ta còn không có thành thục. 10 tên, Khương Phàm và Dạ An Nhiên âm thầm hồi hộp, đây chẳng phải tương đương thừa nhận suy đoán của bọn họ. Thương Thiên này không phải Thương Thiên chân chính ý nghĩa, không phải Thương Thiên chân chính đều có thể mạnh đến loại trình độ này. Rốt cuộc là đối phương quá mạnh, hay là bọn hắn quá non nớt? Thật đáng tiếc, ta thất bại. Với ta mà nói, đây là sỉ nhục. Nhưng đối với hắn mà nói, ngươi càng đáng giá thôn phệ. Hắn không tiếc cái giá khởi xướng một vòng chinh phạt mới, bắt lấy toàn bộ bọn ngươi. Bên trong thời gian 100 vạn năm trước đó, mỗi vị phân thân tới đều cẩn thận từng ly từng tí, tận lực không phá hư vận chuyển pháp tắc nơi này, vì chính là hấp thu giới nguyên, tẩm bổ phân thân nơi đó. Nhưng bây giờ, ngươi và nàng đặc thù, mang ý nghĩa hắn sẽ có cơ hội hoàn thành bố cục siêu cấp tinh vực, cho nên, hắn không chỉ sẽ đến, sẽ còn không cố kỵ gì. Ngươi và nàng đều là thịt cá trên thớt gỗ, đợi làm thịt mà thôi. Thế giới của ngươi sẽ vạn cổ dai không, toàn diện sụp đổ, thế giới của nàng, chuyển rời đến Thương Thiên tinh vực, trở thành một cái bên trong hệ thống tinh vực. Thương Thiên vừa dứt lời,
không có cho Khương Phàm bất kỳ phản ứng nào cùng cơ hội hỏi thăm, mở ra hai tay. Thả mình ra. Giờ khắc này phóng thích, không có chút gì do dự. Giờ khắc này phóng thích là năng lượng pháp tắc trong thân thể sụp đổ. Sinh mệnh cùng tử vong đau khổ kiên trì sinh tử lĩnh vực rốt cuộc cũng thảm tao phá hủy tại thời khắc này. Pháp tắc ấn ký của Khương Phàm lọt vào trùng kích chí mạng, toàn bộ dập tắt, bình tĩnh lại. Khí tức hỗn độn toàn thân Dạ An Nhiên bị đuổi tản ra hầu như không còn, pháp tắc bên trong toàn bộ rối loạn, tựa như một viên tinh cầu đột nhiên dập tắt ánh sáng, lâm vào tĩnh mịch. Sụp đổ đưa tới hỗn loạn, trùng kích phạm vi đạt tới ngàn vạn dặm, không chỉ để thâm không minh mông triệt để rối loạn, sóng xung kích cường liệt càng cuồn cuộn ức vạn dặm, không chỉ có đánh tới mấy người Hắc Ma Đế quân đang đuổi tới nơi này, còn liên lụy Thiên Khải chiến trường, thậm chí dẫn phát hư vô cùng hỗn độn kịch liệt ba động thế giới xung quanh. Bạo tạc đầu nguồn tạo thành lỗ đen, kịch liệt xoay tròn, tiếp tục nhấc lên, phạm vi càng lúc càng lớn, như có thể cuốn vào tất cả xung quanh, phá hủy. Gạt bỏ. Nữ tử thần bí vừa mới rút lui mấy ngàn vạn dặm, cũng bị ba động bao phủ, gào thét sôi trào đánh về phía thâm không xa xôi. Cho dù bọn hắn đều chuẩn bị kỹ càng, thời khắc chờ đợi bị xung kích, vẫn bị cỗ chiều dâng chấn đến trọng thương, mất khống chế nhấc lên, theo gợn sóng chiều dâng lưu vong thâm không. Thẳng đến sau mười mấy ngày, bạo tạc nhấc lên gợn sóng mới bắt đầu có xu thế bình tĩnh. Bọn hắn máu me khắp người đứng bên trong thâm không, nhìn lại phương hướng thế giới. Đây không phải phân thân thương thiên đầu tiên lọt vào hủy diệt, nhưng tại chiến trường, tổ thế giới, này, đây không thể nghi ngờ là lần đầu tiên thất bại. Ngay cả thôn tinh thú cùng cự linh đều đã chết. Hai vị kia là chiến thú cùng thiên vệ thương thiên tự mình bồi dưỡng. Còn có Hắc Ma chiến đế, tinh linh chiến đế cùng Hắc Ám chiến đế bị vây ở hồng hoang. Đều là cấp bậc chí tôn đại đế. Trận chiến này, hẳn là một lần thảm thiết nhất sau khi thương thiên tinh vực cơ bản thành hình. Nữ tử thần bí không có bi thống, cũng không có tức giận. Dù sao thế giới này chung quy vẫn là tinh cầu, cấp 6, lại có thiên ti vạn lũ liên hệ cùng thương thiên, lần này tương đương với hệ thống thế giới liều chết phản kích, nhất định sẽ rất khốc liệt. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu thương thiên đều phái tới thôn tinh thú cùng cự linh. Chương 3226 cuối cùng 2. Phân thân chết rồi, chúa tể nên nhận được tin tức, cũng biết hành động thất bại, không biết hắn sẽ điều động mấy viên tinh cầu tới. Chỉ mong có thể mau chóng đuổi tới. Khương Phàm tiếp quản toàn bộ pháp tắc thế giới, nhất định sẽ tấn mãnh trưởng thành. Nơi đó lại có thế giới đế cấp mới, cũng sẽ không ngừng mạnh lên. Nữ tử thần bí thì thào khẽ nói, khống chế hỗn độn cự bằng tiếp tục đi đường. Ngươi biết vị trí thiên nguyên tinh vực, dùng tốc độ cao nhất đi đường cho ta, một khắc đều không cần ngừng, trong vòng 3 năm, nhất định phải đuổi tới. Hỗn độn cự bằng ý thức vẫn rất hỗn loạn, nhưng đương nhiên nhớ kỹ tinh vực đặc thù kia, hình thể nó nhanh chóng rút về đến chừng trăm dặm, chờ nữ tử thần bí, quái vật ba đầu, lão nhân khô gầy còn có 3 tôn bạch hổ may mắn còn sống sót, một tôn cự long đi thiên nguyên tinh vực. Mặc dù hình thể ngàn dặm dương cánh có tốc độ càng nhanh, nhưng hình thể khủng bố tiêu hao thực sự quá kinh khủng, bây giờ hắn cũng muốn tới cực hạn, trước còn lại đến hình thể bình thường trăm dặm, luyện hóa hồng hoang thiên long, tiểu kim hầu các loại trấn áp bên trong thân thể, hấp thu năng lượng, bảo đảm có thể di chuyển bình thường. Dù sao từ nơi này đến thiên nguyên tinh vực phải tới 1 tỷ dặm khoảng cách. Năm kỷ nguyên 31 tháng 6. Thập châu thập tam hải toàn bộ đắm chìm bên trong bầu không khí ngột ngạt, vạn ức sinh linh nhìn lên khung trời. Từ ngày mùng 7 tháng 6 thiên khải đột nhiên rơi xuống, đè sập 9 tầng thiên mạc, lại dẫn phát không gian thế giới bạo động phạm vi lớn, bọn hắn liền đều biết thiên khải chiến tranh. Bạo phát. Từ đó về sau, thế giới pháp tắc kịch liệt ba động, dẫn phát khung trời gợn sóng, thiên địa rúng động, vô tận sơn hạ oanh minh, dương minh mông cuồn cuộn, linh hồn của bọn hắn cùng sinh tử đều như bị ảnh hưởng thần bí. Cái này đều mang ý nghĩa chiến tranh bộc phát, pháp tắc toàn bộ thế giới cũng đang giúp trợ thái hoàng thiên của bọn hắn. Thẳng đến nửa tháng sau, thế giới mãnh liệt lắc lư, như là long trời lở đất, đại địa tách rời, vết nứt cuồng dã lan tràn, dung nham cuồn cuộn, hà triều ngược dòng, thậm chí đại dương mênh mông biển động cuồn cuộn. Ức vạn sinh linh sợ hãi tuyệt vọng, coi là thế giới muốn sụp đổ, chúng sinh muốn hủy diệt. Bọn hắn thậm chí có thể thấy rõ không gian bên ngoài thế giới hư vô vặn vẹo, hỗn độn chiều dâng cuồn cuộn, thậm chí thấy được tinh không sáng chói. Mãnh liệt lắc lư xưa nay chưa từng có kéo dài đến hơn 10 ngày, tai nạn càng kéo dài hơn 10 ngày, tạo thành thương vong cùng tổn thất khó mà đánh giá, rất nhiều người đều điên cuồng trong lúc tai nạn buông xuống,
ở bên trong bầu không khí tuyệt vọng khi thế giới tận thế bao phủ mà điên cuồng phát tiết cùng phóng thích. Ngay cả các cường giả bên trong đế thành đều đắm chìm trong tuyệt vọng cùng khủng hoảng, không rảnh bận tâm hỗn loạn phía ngoài. Tuy nhiên, thế giới lắc lư nửa tháng, vậy mà từ từ ngừng, cửu trọng thiên màn dần dần chữa trị, hệ thống thế giới dần dần bình phục, tai nạn các nơi cũng bắt đầu nhanh chóng biến mất. Kết thúc rồi à? Đám người các nơi theo tai nạn biến mất, cũng khôi phục lý trí và bình tĩnh, nhao nhao ngước nhìn khung trời, chờ đợi kết quả. Bọn hắn không biết tình huống nơi đó, cũng tưởng tượng không đến chiến tranh thảm liệt, bọn hắn có thể làm chỉ là chờ đợi. Chỉ là, phần chờ đợi này, kéo dài quá lâu quá lâu. 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Đám người các nơi trên thế giới cơ bản có thể phán định, chiến tranh đã kết thúc. Nhưng, mọi người bên trong Thượng Thương Đế Thành cũng rất nhiều người đều ngồi liệt trên mặt đất, hoảng hốt nhìn lên bầu trời, vẻ mặt bi thương, hai mắt đẫm lệ mông lung. Khương Phàm đâu? Bọn người Khương Phàm đâu? Nếu chiến tranh đã kết thúc, vì sao chậm chạp không về? Nếu chậm chạp không về, chỉ có thể giữ nhiều lành ít. Bọn hắn bắt đầu còn ôm mấy phần hy vọng, hẳn là bị thương nặng, cần điều dưỡng. Nhưng, 3 tháng trôi qua, bầu trời bình tĩnh không lay động, 4 tháng đi qua, tai nạn bên trong phạm vi thế giới toàn bộ biến mất, 5 tháng đi qua, các nơi trên thế giới cũng bắt đầu một lần nữa tỏa ra sự sống, mọi người cũng bắt đầu bận rộn sinh kế. Bên trong đế thành, càng ngày càng nhiều người sụp đổ, càng ngày càng nhiều người tuyệt vọng. Chẳng lẽ, bại? Chẳng lẽ, chết rồi? Khương Phàm nói qua, nếu như thắng, hắn sẽ trở về, thế giới sẽ yên ổn, nếu như bại, hắn sẽ không lại xuất hiện, thế giới sẽ tiếp nhận chút cực khổ, nhưng cũng sẽ đi hướng yên ổn. Bọn hắn lần nữa hồi tưởng lại trước đó thế giới nhắc lên tiếp tục nửa tháng, một ý nghĩ không như nguyện trước đó xuất hiện trong đầu, cũng không dám suy đoán, bắt đầu càng ngày càng nhiều người liên tưởng. Chẳng lẽ, Khương Phàm kéo lấy Thương Thiên Đồng Quy Vô Tận? Vũ trụ thâm không? Hắc Ma Đế Quân, Thôn Thiên Ma Đế, Khương Thương, Ngô Chính Nguyên, từ đầu đến cuối dừng tại biên giới lỗ đen. Bọn hắn rất muốn đến bên trong dò xét tình huống, nhưng căn bản không dám tới gần, cỗ lực lượng xé rách quỷ dị như bất cứ lúc nào cũng có thể chôn vùi bọn hắn. Sắc mặt của bọn hắn đều âm trầm dọa người, bởi vì lúc trước đã vòng quanh Thiên Khải chiến trường tìm 3 lần, trừ Vạn Độc Huyết Long cùng Bát Hoang Tuyệt Diễm từ đầu đến cuối đều không có cơ hội tham chiến, nhưng cũng bị năng lượng tác động đến trọng thương ra, không còn có tìm thấy những người khác. Thiên Hậu, Đông Hoàng Như Ảnh, Hồng Hoang Thiên Long, Kiều Vô Hối, Lý Dần, Hồng Võ Đế Quân, Đại Vương, Long Đế, Ngao Hồn, Bạch Tai, Đông Hoàng Toại cũng không có bóng dáng. Bọn hắn biết Man Hoàng Đế Tổ, Thái Sơ Đế Quân cùng Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại đều đã chết, những người khác đâu? Chẳng lẽ đều đã chết? Hoặc là, bị bắt? Bọn hắn thậm chí đang mong đợi, bọn người Thiên Hậu toàn bộ bị bắt, chí ít. Chí ít, còn có hy vọng. Chương 3227 ngược dòng. Bài tựa. Mộng cổ hồng hoang trăm vạn năm, đến dòm vũ trụ minh mông. Gào lên đau xót thâm không 3000 niệm, đắc đạo vạn pháp quy tông. Ngóng nhìn, bồn ba, tìm kiếm, hắn ngạo nghễ thẳng tiến, báo thủ Thương Thiên chiến trường. Hành khúc, chiến hỏa, chiến huyết, hắn đóng đô thiên nguyên, gầm thét thâm không bỉ ngạn. Khi thâm không xa xôi đưa tới tuyên ngôn chiến tranh, khi vô tận hỗn loạn tạo nên chúa tể hoàn toàn mới, tinh vực thiên nguyên tập trung dòng lũ vũ trụ. Khi ngoài ý muốn gặp nhau phát động số mệnh va chạm, khi vạn long lên trời kêu gọi chúa tể cô độc, sinh mệnh cấm khu truyền đến hò hét vĩnh hằng. Hắn, Khương Phàm, người báo thù đi ra từ bên trong vũ trụ hoang mạc hắn, Thương Thiên, bất bại giả cao ngạo bên trong vô hạn chiến tranh, hắn, Tần Mệnh, người lưu lạc cô độc bên trong thâm không vô tận. Một mảnh vũ trụ chiến trường minh mông cùng điên cuồng, một trận chinh phạt cùng cứu rỗi huyết sắc đại mạc, màu sắc sặc sỡ, thần bí huyền diệu. Nhiệt huyết như liệt diễm sôi trào, kích tình như sóng lớn mãnh liệt, dục vọng như vực sâu vĩnh viễn không có điểm dừng. Vô hạn vũ trụ, ai là vạn cổ kiêu hùng, vô tận chiến trường, ai có thể vĩnh hằng bất hủ. Sâu trong lỗ đen, Khương Phàm và Dạ An Nhiên đều giống như pho tượng bị vỡ nát, phiêu đãng trong bóng đêm không một tiếng động. Bọn hắn đều là trực diện với Thương Thiên, cho nên đứng chịu mũi sào tiếp nhận cái trận bạo động hủy diệt kia. Thương Thiên sụp đổ không chỉ năng lượng bạo động, càng là trùng kích hệ thống pháp tắc đối với bọn hắn, đây mới thực sự là chí mạng. Không chỉ là bọn hắn, Phiêu Miểu Thiên Cung, Táng Thiên Đỉnh, Sinh Mệnh Thạch đều bị thương nặng, phiêu đãng trong bóng đêm.
Ngay cả sinh mệnh cùng tử vong đều bởi vì toàn diện gắn bó với sinh tử lĩnh vực mà cũng lọt vào xé rách, sau đó biến thành vô số mảnh vỡ, bị lỗ đen thôn phệ. Hòa tan. Cho đến khi bạo tạc kết thúc vào nửa năm sau, mảnh vỡ, sinh mệnh, dần dần ngưng tụ, miễn cưỡng chắp vá ra hình dáng trước đó, dấu ấn sinh mệnh ngoài thân thể rách dưới của Khương Phàm cũng theo đó mà thức tỉnh. Mặc dù sinh mệnh nữ đế bị thương nặng, suy yếu đến cực hạn, nhưng vẫn không ngừng di chuyển khí tức sinh mệnh đến trên người Khương Phàm. Không lâu sau đó, hồn tia theo tử vong bị tách rời cũng dần tụ tập lại, ấn ký tử vong trên người Khương Phàm cũng thức tỉnh vào bất cứ lúc nào. Sinh tử pháp tắc va chạm kịch liệt, từ từ kích phát tiềm lực trong Khương Phàm. Thân thể tàn phá của Khương Phàm từ từ nổi lên ánh sáng sinh mệnh, cũng dần dần bắt đầu chữa trị, kéo dài, cho đến khi khôi phục ý thức. Đến tận đây, khoảng cách thương thiên sụp đổ đã qua hơn 9 tháng. Đau đớn cứu vớt và thức tỉnh dài dằng dặc. Hắn không phải thương thiên, đây là có chuyện gì? Ý thức Khương Phàm hỗn loạn, ấn ký pháp tắc toàn thân lấp lóe lúc sáng lúc tối, giống như là triệt để cắt đứt liên lạc cùng thế giới. Hắn có thể sinh ra liên hệ cùng thế giới này, nói rõ trên người hắn có ấn ký thế giới này. Nhưng hắn còn nói mình không phải, còn nói tình huống giống nhau có 9 kẻ, chỉ có một khả năng, đó là phân thân. Rất có thể thương thiên thật sự còn càng cường đại hơn so với suy đoán. Sinh mệnh vốn cho rằng trận chiến này chỉ là kết thúc, không nghĩ tới càng kinh khủng mới chỉ thật sự bắt đầu. Một phân thân chưa thành thục là có thể bọn hắn áp chế đến trình độ như vậy, khó có thể tưởng tượng phân thân những càng mạnh khác tới sẽ là kết quả gì, nếu như thương thiên thật sự tới đây thì sẽ thế nào chứ? Ngươi thế nào? Khương Phàm cảm giác hắc ám xung quanh. Tiêu hao quá lớn, tổn thương nghiêm trọng, khả năng ta cần thời gian rất lâu để khôi phục. Sinh mệnh không chỉ đang duy trì sinh tử lĩnh vực, càng đang kéo dài 13 lần chữa trị Khương Phàm trong chiến tranh, đã đến cực hạn, lại bị thương thiên xung kích, bị lỗ đen dung luyện, mặc dù không nói nàng suy yếu giống như thời điểm vừa mới thoát khốn, cũng không khác biệt gì nhiều. Khương Phàm gian nan bước lên trong lỗ đen, tìm được vận mệnh thạch, phiêu miểu thiên cung, còn có táng thiên đỉnh, dần dần kích phát ấn ký pháp tắc của mình, khôi phục tinh khí thần. Cuối cùng, hắn tìm được Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên tái nhợt, giống như một bộ thi thể, phiêu đãng trong bóng đêm. Xuyên thấu qua thân thể dò xét nội bộ, thế giới mới xem như đã triệt để hủy đi, mặt đất sụt lún, phá thành mảnh nhỏ, đại dương mênh mông lại bình tĩnh không lay động, giữa đất trời không còn tươi mát xinh đẹp, mà là hỗn độn như xương, giống như một hành tinh chết. Nếu như không phải năm viên ngũ hành linh nguyên kia còn đang tỏa ra hào quang nhỏ yếu, cơ hồ nàng có thể nói là đã chết rồi. Khương Phàm ôm lấy Dạ An Nhiên, ngồi trên phiêu miểu thiên cung, rời khỏi khu lỗ đen kéo dài mấy ngàn vạn dặm. Phiêu miểu thiên cung nhận trùng kích kịch liệt, còn lâu mới có được sự cường thịnh như trước đó. Chỉ là rời khỏi lỗ đen mà thôi, lại yên lặng tung bay hơn một tháng. Hắc Ma Đế Quân nhìn thấy Khương Phàm đi ra đều âm thầm thở phào, chỉ là thể hiện đều lộ ra thương cảm. Khương Phàm nhìn thấy chỉ có mấy người bọn hắn, thể hiện suy yếu uể oải lập tức biến đổi, huyết dịch cả người đều giống như ngừng chảy lại. Những người khác đâu? Đều đã chết sao? Khương Phàm lập tức cảm giác tình huống của bọn người thiên hậu, nhưng ấn ký pháp tắc toàn thân lại ảm đạm, cái gì cũng đều tra không được, hắn thoáng chậm chậm, khống chế phiêu miểu thiên cung chạy tới chiến trường thiên khải. Khi khoảng cách rút ngắn, ấn ký pháp tắc thoáng khôi phục, nhưng nhận trùng kích quá mạnh, liên hệ kém xa một phần vạn trước đó. Thiên hậu còn đấy. Hắn phát hiện ra tung tích của thiên hậu. Hồn phách thiên hậu bị nhân quả thiên đồ bao viên, phiêu đãng trong vực sâu pháp tắc. Nhưng, trừ thiên hậu, vậy mà không có tra được những người khác. Bọn hắn còn sống không? Khương Phàm cứ việc cố gắng khống chế, nhưng thanh âm vẫn mang theo từng tia rung động. Hắn còn muốn tiếp tục dò xét, nhưng cảm xúc lại kịch liệt ba động, gây nên hỗn loạn cho ấn ký pháp tắc. Không biết, Hắc Ma Đế Quân nhún vai, lại bị Thôn Thiên Ma Đế đẩy một cái thật mạnh, không hỏi ngươi. Chương 3228 Trấn Áp Hồng Hoang 1. Kiều Vô Hối nắm trong diệt pháp tắc tay bất, dù sao cũng hơi liên hệ cùng ta, ta có thể mơ hồ cảm nhận được hắn, nhưng những người khác. Sinh mệnh lắc đầu, nàng quá mệt mỏi, mà khoảng cách lại quá xa xôi. Ai? Hắc Ma Đế Quân thở dài, liền muốn há mồm, Thôn Thiên Ma Đế lại đẩy hắn một tay, không biết đừng nói. Ngươi đẩy ta làm gì? Hắc Ma Đế Quân nổi giận, nói. Tiểu Kim Hầu còn sống, chúng ta đều thấy được, cái này còn không thể nói. Thôn Thiên Ma Đế nói. Tiểu Kim Hầu bị khống chế, lúc ấy tập kích chúng ta,
chúng ta thật vất vả mới ổn định, Tiểu Kim Hầu đã rời khỏi, chiến đấu cũng kết thúc. Khương Thương nói, Hồng Võ Đế Quân cũng bị khống chế, suýt chút nữa đã giết Tinh Linh Đế Quân. Lúc ấy ta thoát khỏi dây dưa với lão già kia, muốn đi cứu bọn người Kiều Vô Hối, nhưng... đám bạch hổ kia lại nhào tới. Lúc này, Tử Vong, đột nhiên rời khỏi, xông về Thiên Khải chiến trường. Phát hiện cái gì rồi? Bọn người Khương Phàm lập tức đi theo sát qua. Trong phế tích Thiên Khải, một đoàn bóng đen mông lung đang mệt mỏi phiêu đãng. Chợt nhìn giống như là làn khói đen, lúc nào cũng có thể phiêu tán, nhưng vẫn cứ mãi chiếm cứ ở nơi đó, như ẩn như hiện. Tử Vong, đến đấy dẫn bóng đen đi ra, tra xét rõ ràng, nói. Là linh hồn Thái Hư Cổ Long. Mệnh thật to lớn. Hắc Ma Đế Quân nhíu mày, gia hỏa này lại bị chết. Khương Phàm nhìn về phía sinh mệnh lắc đầu, quá mệt mỏi, bây giờ không có dư thừa năng lượng phục sinh yêu thú thần cấp. Khương Phàm đưa linh hồn Thái Hư Cổ Long vào Phiêu Miểu Thiên Cung, hỏi. Ngươi có thể cảm nhận được vị trí Kiều Vô Hối không? Sinh mệnh vẫn lắc đầu. Ta chỉ có thể mơ hồ cảm giác được hắn còn sống, nhưng vị trí cụ thể. Ta quá mệt mỏi, xác định không được. Ngươi có thể hỏi một chút cô nương này, nàng có thể cảm giác được vị trí Tiểu Kim Hầu kia hay không? Ngươi cũng có thể chờ sau khi mình khôi phục, lại cẩn thận cảm giác. Tuy nhiên, ta đoán chừng đám người kia hẳn là sẽ tận lực phong tỏa khí tức của Kiều Vô Hối cùng Tiểu Kim Hầu, ngăn cách dò xét. Chờ sau khi ngươi cùng Dạ An Nhiên khôi phục, chỉ sợ bọn hắn đã xâm nhập vũ trụ. Đều theo ta đi, đuổi. Khương Phàm hít sâu một hơi, không lo được suy yếu hay đau đớn. Sinh mệnh tranh thủ thời gian ngăn lại. Chờ một chút, ngươi rất rõ ràng tình huống của ngươi, nếu như rời khỏi phạm vi thế giới, thực lực sẽ nhanh chóng suy yếu. Đến lúc đó xem như đuổi kịp, cũng là tự chui đầu vào lưới. Khương Phàm nói, bây giờ không đuổi, chẳng lẽ chờ bọn hắn về thế giới của bọn hắn? Ta còn có cơ hội gì? Sinh mệnh nói, không phải ta nói không đuổi, ít nhất là phải chờ ngươi khôi phục. Bây giờ ngươi đi qua, không chỉ có tốc độ chậm, mà còn là tự chui đầu vào lưới. Sau khi khôi phục lại đuổi, không chỉ có tốc độ càng nhanh, đuổi kịp càng có thể vây khốn. Ta biết ngươi rất gấp, nhưng bọn hắn tới đây bỏ ra mấy chục năm, trở về càng là phải kể tới 10 năm. Ngươi không thiếu 2-3 năm dưỡng bệnh này. Lúc này, thời gian thiên môn, nhân quả thiên môn, hư không thiên môn, đều tại lúc Thiên Khải rộng mở, cùng sinh mệnh và tử vong sinh ra liên hệ. Sau khi sinh mệnh cùng tử vong yên lặng cảm giác, nói cho Khương Phàm. Còn có một chi đội ngũ, ngược dòng đến 100 vạn năm trước, bây giờ đã bị vây khốn. Đáp án ngươi muốn, có lẽ là ở chỗ này. Hồng Hoang hậu kỳ. Hắc Ma chiến đế liên thủ tinh linh chiến đế, tiếp tục bạo kích đế thành. Đế thành rơi xuống từ bên trong hệ thống thế giới, nhận lấy va chạm thảm liệt. Tường thành oanh minh, bò đầy vết nứt, như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Kiến trúc trong tường thành đều lọt vào trùng kích kéo dài, liên tiếp sụp đổ, ngay cả một ít pháp trận phong cấm cũng nhận trình độ tổn thương khác biệt. Đến đây, giam cầm ta à? Một đám phế vật, đường đường là tinh cầu cấp 6, bị các ngươi chơi phế đi. Hắc Ma chiến đế phách lối gào thét, toàn thân bộc phát sóng chiều hủy trời diệt đất, giống như là man ngưu nổi điên, hung ác đụng chạm lấy cánh cửa lớn ở phía đông đế thành. Đừng nói nhảm, mau chóng phá vỡ đế thành. Tinh linh chiến đế có dự cảm không tốt. Mặc dù thiên môn không dám ra tay, nhưng an tĩnh kéo dài như thế này cũng không bình thường. Sợ cái gì, thời gian thiên toa của chúng ta là chúa tể tạo thành, so với thời gian thiên môn ở nơi này đều mạnh hơn. Hắc Ma chiến đế hét lớn, ma khí ngập trời, chiến huyết sôi trào, toàn thân hắn giống như là quấn quanh lấy hàng tỷ tia lôi đình, hung ác đụng phải đế thành. Đế thành mãnh liệt lắc lư, liên lụy địa tầng đều đứt gãy. Vết nứt mặt ngoài lần nữa mở rộng ra mười mấy đầu. Tử Linh, chuẩn bị sẵn sàng. Chờ ta phá vỡ nơi này, người bắt, sinh mệnh, cho ta, hấp thu hết ngay trước mặt thập nhị thiên môn, ha ha. Hắc Ma chiến đế bay lên nhấc lên, rơi xuống ngoài trăm dặm, hét lớn vài tiếng, lần nữa khởi xướng trùng kích. Cẩn thận! Tinh linh chiến đế nhắc nhở Hắc Ám Tử Linh, hắn nhìn quanh không gian mông lung, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Giam cầm ở nơi này rõ ràng đang mạnh lên, thậm chí sinh ra ảnh hưởng đối với bọn hắn. Hắn vẫn kết luận thập nhị thiên môn không dám làm ẩu ở thời đại này, dù sao nơi này cũng là thời kỳ thế giới diễn biến ban đầu, nếu như tạo thành bất cứ ngoài ý muốn gì cũng đều sẽ gây nên thời gian sụp đổ vô tận sau này, cuối cùng dẫn phát hậu quả khó mà lường được. Nhưng,
thập nhị thiên môn thật sự sẽ thờ ơ, cũng không thể nào. Chẳng lẽ, thập nhị thiên môn liên hệ cùng trăm vạn năm sau rồi? Nhắc nhở nơi đó trợ giúp Khương Phàm. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng không có ý nghĩa gì. Lấy thực lực của Thương Thiên, đủ để trấn áp tên tân thiên kia, bọn thôn tinh thú càng có thể quét ngang chiến trường thiên khải. Ầm ầm, nương theo tiếng vang mãnh liệt, toàn bộ cửa thành phía đông Thượng Thương Đế Thành đều lõm vào, tường thành xung quanh đều vỡ nát với diện tích lớn. Một đế thành nho nhỏ, không chịu nổi một kích, vậy mà còn phong ấn bản thân, ta không hiểu rõ rốt cuộc các ngươi đang suy nghĩ gì. Ha ha, ha ha ha. Chương 3229 trấn áp hồng hoang 2. Hắc ma chiến đế lên tiếng cười to, tận tình phát tiết khí thế buông thả trong mình. Nhưng, cười cười, thể hiện cuồng nhiệt lại từ từ cứng ở trên mặt. Tinh linh chiến đế, hắc ám tử linh lập tức cảnh giác. Giữa không gian bị mê quang bao phủ vậy mà lại xuất hiện gợn sóng có quy luật, gợn sóng càng ngày càng mạnh, tựa như mặt biển bình tĩnh đầu tiên là nổi lên sóng cả, sau đó biến thành mưa to gió lớn. Phía trên đế thành, số lượng lớn mê quang từ bên trong gợn sóng gào thét đi ra, như lôi đình quấn quýt nhau, tạo thành một con đường. Con đường lộng lẫy mà thần bí, giống như là xuyên qua hoang cổ, liên tiếp đến tương lai. Thời gian thiên tòa trấn áp thời đại này cũng đều xuất hiện ba động vi diệu. Cẩn thận! Tinh linh chiến đế cùng hắc ám tử linh lập tức vò tới bên cạnh hắc ma chiến đế. Đó là vật gì? Thể hiện phách lối trên mặt hắc ma chiến đế dần dần cứng đờ. Con đường như ngân hà lao nhanh, trở đi mấy bóng dáng mông lung, đã tới Thượng Thương Đế Thành. Khương Phàm thân quấn thời không pháp tắc, dọc theo dòng sông lịch sử ngược dòng mà đi, xuất hiện ở cái thời kỳ này giam cầm bị. Mặc dù không phải, thiên, thời đại này, nhưng thập nhị thiên môn nơi này đồng thời rời đi lực lượng pháp tắc, nguyên thủy mà mênh mông, giao phó cho hắn quyền trưởng khống tuyệt đối ở thời đại này. Ngươi là ai? Hắc ma chiến đế làm thiên nô hậu đại, có thể rõ ràng phát giác được pháp tắc ba động, trong lòng cũng dần có phán đoán, lại kháng cự không thể tin được. Ta là Thái Hoàng Thiên, nhận thập nhị thiên môn ủy thác, chặn đánh chiến đội sát thiên tại thiên khải chiến trường. Bọn hắn, bại. Toàn thân Khương Phàm nở rộ cường quang, tạo thành liên hệ cùng ánh sáng pháp tắc trong thiên địa, khí tức càng ngày càng cường đại, uy thế càng ngày càng kinh khủng. Như là chúa tể giữa thế gian, quan sát sâu kiến trước đế thành. Không thể nào. Hắc ma chiến đế bỗng nhiên biến sắc. Tinh linh chiến đế cùng hắc ám tử linh cũng hơi biến sắc, nhìn chằm chằm nam tử thần bí trên không trung. Cái nguồn khí tức này, mạnh hơn so với những gì bọn hắn mong muốn. Hắn sao có thể ngược dòng thời không về tới đây? Chẳng lẽ hắn đã tiếp quản thời gian pháp tắc rồi? Thời gian cùng vận mệnh là pháp tắc đặc thù nhất bên trong hệ thống thế giới, há có thể tùy tiện giao cho trên tay Tân Thiên? Từ sau khi Thương Thiên thế giới này ra đời, trong trăm vạn năm cũng chưa bao giờ chuyển giao cho bất kỳ một Tân Thiên nào. Ta có mấy cái nghi vấn, cần phải có người cho ta đáp án. Khương Phàm quan sát hắc ma chiến đế cùng tinh linh chiến đế. Bất luận là cảnh giới ba động hay là khí thế, đều mạnh hơn rất nhiều so với hắc ma đế quân lúc rời khỏi cùng tinh linh đế quân, xem ra thế giới Thương Thiên rất chiếu cố hai cường tộc mang đi năm đó, hai tên này cũng đều là thống lĩnh đương thời nơi đó. Các ngươi có thể chủ động trả lời, cũng có thể bị ta vơ vét ký ức. Nơi này là thế giới của ta, sinh tử của các ngươi hoàn toàn do ta khống chế. Giọng Khương Phàm lạnh nhạt bình tĩnh, lại tràn ngập uy thế không thể nghi ngờ. Hắc ma chiến đế cùng tinh linh chiến đế cứ việc không phải sinh ra ở thế giới này, nhưng tổ mạch lại đến từ nơi này, cho nên là đã tiếp nhận đến áp bách cực lớn. Nếu như không phải thân kinh bách chiến, thực lực đủ mạnh, rất có thể giờ khắc này đều đã muốn quỳ xuống. Phô trương thanh thế, sao ngươi lại có thể thắng? Chỉ bằng Tân Thiên ngươi đây, chỉ bằng tiểu tử lông còn chưa mọc đủ ngươi đây. Hắc ma chiến đế hét lớn, tuyệt đối không tin tưởng chiến đội sát thiên sẽ thất bại. Phải biết đội ngũ bọn hắn phái ra lần này tuyệt đối là mạnh nhất trăm vạn năm qua, ngay cả thôn tinh thú đều tới, chính là đề phòng thế giới này sau khi phát giác được nguy cơ lại đi lên liều chết phản kích. Lấy ra chứng cứ, tinh linh chiến đế cảnh giác, nhưng cũng không phải hoàn toàn tin tưởng. Ta tự mình tới vậy. Khương Phàm không tiếp tục để ý tới, mà là xếp bằng ở trên bầu trời, thông qua nhân quả pháp tắc cùng cứu rỗi pháp tắc, ngược dòng tìm hiểu quá khứ của bọn hắn, dò xét lấy ý thức của bọn hắn. Hắn đang làm gì? Hắc ma chiến đế nắm chặt hai tay, ma khí cuồn cuộn. Tiểu tử, đừng có đùa mánh khóe. Có bản lĩnh thì xuống đây,
ta để cho ngươi kiến thức thực lực của ta, tân thiên ngươi đây còn không cường đại bằng thiên nô ta. Trước mặt Khương Phàm dần dần trải rộng ra hình ảnh thần bí, đó là quỹ tích hình ảnh cùng nhân quả diễn biến trong ý thức ba vị chiến đế. Hắn đang dò xét chúng ta, vận dụng thời gian thiên toa. Hắc ma chiến đế muốn phản kích, nhưng thập nhị thiên môn đã hoàn toàn này giam cầm thời không, ngăn cách hết thảy liên hệ của bọn hắn cùng phía ngoài. Mặc dù thời gian thiên toa của bọn hắn rất mạnh, nhưng cũng mạnh không bằng thập nhị thiên môn liên hợp hành động. Khương Phàm đờ nác đắm chìm trong ý thức của bọn hắn, cảm nhận, dò xét lấy. Bọn cảnh giới của hắn rất mạnh, cũng lập tức ngồi xếp bằng ở tại chỗ, bắt đầu cưỡng ép phong bế ý thức. Khương Phàm lặp đi lặp lại dò xét đều khó mà xâm nhập, nhưng 12 pháp tắc toàn bộ giao hòa đến trên người hắn, nhân quả thiên đồ, vận mệnh thần thạch và các loại thiên khí thời đại này cũng bắt đầu xuất hiện vờn ở xung quanh Khương Phàm, phối hợp với hắn dò xét. Chịu đựng, phong bế ý thức trong sâu nhất. Tuyệt đối không thể để hắn nhìn trộm bí mật của chúng ta. Vẻ mặt của bọn Hắc Ma chiến đế dần trở nên nghiêm trọng, điên cuồng chống cự, cơ hồ muốn triệt để phong ấn mình lại. Toàn thân Khương Phàm vẩy xuống mê quang đầy trời, bao phủ bọn hắn, như tích thủy thạch xuyên, như mưa phùn nhuận vật, từ từ. Khương Phàm dung nhập vào trong ý thức của bọn hắn, hành tẩu bên trong nhân quả của bọn hắn, như là hóa thân thành ba người bọn hắn, trải qua quá trình sinh ra, trưởng thành, cùng nhận biết đối với thế giới kia của riêng phần bọn hắn. Mặc dù bọn hắn đang cưỡng ép phong bế một ít ý thức, nhưng đầy đủ để Khương Phàm nhìn trộm tình hình đại khái. Một cái hệ thống tinh vực rộng rãi vô biên, ầm ầm sóng dậy, đang dần dần trải rộng ra trong trí óc của hắn. Chương 3237 Đại tinh vực. Tinh không mênh mông, viễn siêu hơn những gì Khương Phàm nghĩ, số lượng tinh thần nhiều, càng làm cho người ta sợ hãi thán phục. Trong vũ trụ mịt mờ, tồn tại số lượng tinh thần khó mà tính toán. Dựa theo đẳng cấp công nhận, chia làm tinh cầu cấp 1 đến tinh cầu cấp 7. Tinh cầu cấp 1 là thiên thạch có đường kính vượt qua vạn dặm. Có chút là mảnh vỡ sau khi thế giới cỡ lớn sụp đổ, lưu lạc thâm không. Có chút thì là thiên thạch cỡ nhỏ va chạm dây dưa vào nhau cùng nhau hình thành thiên thạch vạn dặm. Loại tinh cầu này, trong vũ trụ mịt mờ có thể thấy được ở khắp nơi, số lượng càng là khó mà đánh giá. Có chút thậm chí đường kính có thể đạt tới 10 vạn dặm. Những thiên thạch này không có sinh mệnh, càng không có năng lượng, có chút cô độc lang thang trong thâm không, có chút dẫn dắt lẫn nhau, dây dưa thành mây thiên thạch. Tinh cầu cấp 2 là tinh cầu nguyên tố sơ cấp nhất. Có chút thiên thạch trong quá trình lang thang dài dằng dặc, ngoài ý muốn diễn biến ra tinh hạch, trong tinh hạch ẩn chứa lực lượng nguyên tố. Loại thiên thạch này, bộ phận là từ mảnh vỡ thế giới nguyên nứt toác ra tới, bản thân liền ẩn chứa một ít tài nguyên. Bộ phận là nhận đè ép va chạm, kích phát ra năng lượng nguyên thủy. Bộ phận là thời điểm ngang qua một ít tinh cầu, bị hấp thu năng lượng nơi đó, tóm lại là đủ loại nguyên nhân. Dưới cơ duyên xảo hợp một lần nữa diễn biến ra tinh hạch. Loại tinh cầu này rời khỏi phạm trù thiên thạch, bắt đầu trưởng thành, bị định nghĩa là cấp 2 tinh cầu. Loại tinh cầu này số lượng không nhiều, trong mấy vạn viên thiên thạch mới có một viên. Tinh cầu cấp 3 thì là do tinh cầu cấp 2 trưởng thành mà thành. Lực lượng nguyên tố trải qua thời gian tích lũy diễn biến vô tận, bắt đầu từ tinh hạch lan tràn đến toàn bộ tinh cầu, cuối cùng biến thành tinh thần đặc thù. Ví dụ như ba tinh cầu trong tay quái vật kéo lấy, lôi đình tinh cầu, băng phong tinh cầu, thôn phệ tinh cầu. Loại tinh cầu này, đã vô cùng hiếm thấy, phần lớn năng lượng của tinh cầu cấp 3 tồn tại ở mặt ngoài, nhưng cực ít bộ phận tinh cầu, thì sẽ triệt để biến thành nguyên tố thể. Tựa như ba viên trong tay quái vật. Triệt để nguyên tố hóa tinh thần, có được năng lượng cực kỳ khủng bố, mà hình thể càng lớn, năng lượng càng khủng bố hơn. Tinh cầu cấp 4, thì là hỗn độn tinh cầu. Hoàn toàn khác với phương thức hình thành như thiên thạch. Loại tinh cầu này đều là do lực lượng hỗn độn thần bí tụ tập lại, đồng thời phát sinh diễn biến, trải qua tháng năm dài đằng đẵng, cuối cùng tạo thành hình dáng thế giới. Nhưng, tinh cầu như thế này hình thành, vô cùng yếu ớt. Thậm chí có thể chính diễn biến thành tinh cầu hay không, còn phải xem quá trình diễn biến thuận lợi không. Có chút hỗn độn tinh cầu vừa mới bắt đầu diễn biến hình dáng thế giới cũng bởi vì năng lượng không ổn định mà nhanh chóng sụp đổ. Có chút cũng bắt đầu thành hình, cũng sẽ phát sinh nghịch biến kỳ diệu, bị nổ tung thành vô số thiên thạch, có chút thì là trong quá trình diễn biến lại bị thiên thạch va chạm. Cho nên loại tinh cầu này cực không ổn định, cũng vô cùng nguy hiểm. Hỗn độn tinh cầu xuất hiện vô cùng thần bí, không có ai biết sẽ xuất hiện ở nơi đó, cũng không người nào biết có thể diễn biến thành công hay không,
càng không có người nào dám nhúng tay quá trình diễn biến của nó, nếu không chắc chắn sẽ sụp đổ. Tinh cầu cấp 5, thì là sinh mệnh tinh cầu, cũng là tinh cầu chân chính. Đây là thời kỳ hỗn độn tinh cầu thành công vượt qua nguy hiểm, bắn ra ánh sáng hồng mông, hỗn độn kích phát ra hệ thống pháp tắc giữa thế gian. Sau đó pháp tắc vận chuyển, âm dương diễn biến, sinh mệnh sinh ra. Loại tinh cầu này là kỳ tích của vũ trụ. Trình độ hiếm thấy càng không cần nói cũng biết, mà nói không chừng còn ẩn nấp ở cấm khu thâm không nào đó. Tinh cầu cấp 6 là siêu cấp tinh cầu. Loại tinh cầu này từ năng lượng hỗn độn tụ tập sơ kỳ, quy mô đã vô cùng khổng lồ, đường kính từ mấy chục vạn dặm đến mấy trăm vạn dặm không giống nhau. Bởi vì sơ kỳ hỗn độn càng lớn, năng lượng càng khủng bố hơn, cũng càng không ổn định, cho nên hỗn độn như thế này rất khó hình thành hệ thống thế giới ổn định, xem như diễn biến ra hồng mông, pháp tắc đều sẽ vô cùng dữ dằn, đừng nghĩ đến việc để thế giới vận chuyển bình thường. Phổ biến chính là sơ kỳ đã sụp đổ, biến thành vô số thiên thạch, lưu lạc thâm không. Nhưng, nếu quả như thật sự thành công, nhất định sẽ trở thành kỳ tích vĩ đại nhất trong vũ trụ. Loại tinh cầu này sau khi vượt qua sinh mệnh diễn biến tiền kỳ trong thời gian vô tận, cũng sẽ xuất hiện sinh mạng thể cường hãn. Ví dụ như chỗ tinh cầu của bọn người Khương Phàm, chính là siêu cấp tinh cầu. Mặt ngoài là đại lục rộng lớn, đại dương mênh mông. Sau khi đã trải qua gần ngàn vạn sinh mệnh diễn biến, cuối cùng tạo thành nhân tộc, yêu tộc, linh tộc và các loại siêu cấp tộc đàn, lập tức mở ra cái gọi là thời đại hồng hoang. Tinh cầu cấp 6 cũng sẽ phân loại. Bởi vì mới bắt đầu sinh ra phạm vi càng lớn, hỗn độn càng mạnh, tỷ lệ thành công càng nhỏ, cho nên sau khi cuối cùng thành hình, phạm vi thế giới có lớn có nhỏ. Phạm vi càng lớn, năng lượng càng mạnh, pháp tắc càng mạnh, cuối cùng diễn biến đi ra số lượng cường giả càng mạnh. Một ít tinh cầu cấp 6, người mạnh nhất đều là thần cấp, một ít chỉ có thể dung nạp một đế cấp, số rất ít có thể chứa đựng 10 cái, mà đột phá được 10 cái thì là siêu cấp tinh cầu cấp cao nhất, ví dụ như bọn người Khương Phàm. Dựa theo phân loại lớn nhỏ, tinh cầu cấp 6 chia làm thần cấp, đế cấp, đại đế cấp, cùng thiên đế cấp. Thiên đế cấp tinh cầu, chính là chỗ tinh cầu của Khương Phàm, đưa mắt nhìn khắp vũ trụ mịt mờ, phượng mao lân giác, trăm tỷ dặm vũ trụ cũng tìm kiếm không đến một cái. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Thương Thương không ngừng đến đây nơi này đi săn, muốn thu hoạch giới nguyên. Giới nguyên nơi này, quá quý, giá quá lại quý giá. Tinh cầu cấp 7, tinh cầu cấp chúa tể. Sâu trong vũ trụ tồn tại tinh cầu thiên đế cấp to lớn hơn xa so với bất cứ tinh cầu nào, thậm chí phạm vi có thể hơn gấp 10 lần, đạt tới loại tinh cầu hơn thiên đế cấp này là đi với danh xưng kỳ tích vĩ đại nhất vũ trụ. Loại tinh cầu này, chính là tinh cầu cấp 7. Nhưng, tinh cầu thiên đế cấp 6 cơ hồ là cực hạn tự nhiên thai nghén. Phạm vi hỗn độn sơ kỳ tụ tập không thể lại lớn, cho dù là tụ tập thật, cũng không thể lại thuận lợi diễn biến ra thế giới. Đương nhiên không bài trừ trường hợp đặc biệt, dù sao vũ trụ mênh mông, cơ số vô cùng lớn. Chương 3231 thông tin quan trọng. Cho nên tinh cầu cấp chúa tể, đều không phải là tự nhiên diễn biến bình thường, mà là tinh cầu cấp 6 thăng hoa, đột phá một ít không cùng xiềng xích cấm kỵ, hoặc là một ít sinh linh khai phách đặc thù, có được khả năng vô hạn. Ví dụ như, Thương Thiên đã từng rời khỏi thế giới này. Mục đích lúc trước thập nhị thiên môn tạo nên hắn, là trấn thủ thế giới, quản khống thế giới. Mặc dù hắn thu được lực lượng vô hạn, nhưng tương tự bị lại trói buộc tại nơi này. Mà hắn biết rõ, một khi thế giới thật sự đi hướng chính quy, thế giới này cũng sẽ không cần người quản lý như hắn nữa. Cho nên, tại một khắc hắn tỉnh ngộ ra kết cục này của mình thì đã cưỡng ép nổi lên, chủ động cướp đoạt thiên khí do thiên môn thai nghén, rời khỏi hệ thống thế giới, bước chân ra vũ trụ mênh mông, bắt đầu hành trình của mình. Hắn rất may mắn, rời khỏi thế giới không được mấy năm đã gặp thôn tinh thú, sau đó thì cưỡi nó hoành hành vũ trụ, chứng kiến vô số thiên thạch, số lượng lớn tinh cầu, cũng đang tìm kiếm lấy tinh cầu nguyên tố rèn luyện bản thân, cũng gặp túc địch cả đời hắn, một nam tử vác lấy thiên đao, giơ cao mặt trời, kéo lấy địa ngục, cô độc hành tẩu trong đêm tối vô tận. Khi thế giới tạo nên mới Thượng Thương, mang theo số lượng lớn thần ma đế quân đến đây truy sát, hắn đã thôn phệ rất nhiều tinh cầu nguyên tố, trở nên vô cùng cường đại. Trận chiến kia, vô cùng thảm liệt, hắn cơ hồ bị gạt bỏ. Nhưng hắn kiên trì được, cũng tại sau khi thôn phệ giới nguyên Thượng Thương, manh động sáng tạo thế giới trong suy nghĩ mình. Huy hoàng trăm vạn năm trôi qua, Thượng Thương trải qua vô số chiến tranh, bị qua cực khổ vô tận, cũng đã trải qua số lượng lớn thất bại, cuối cùng. Hắn diễn biến ra tinh cầu của chính mình,
cũng tiếp tục phát triển đến tinh vực cấp chúa tể. Vì để chống lại cường địch số mệnh kia, hắn đang không ngừng trưởng thành, đồng thời trước trước sau sau chia ra số lượng lớn phân thân, tạo nên càng nhiều tinh cầu, chủ hoạch kiến lập siêu cấp tinh vực thuộc về mình. Những phân thân này hoành hành trong vũ trụ, tìm kiếm tinh cầu cấp 6 thu hoạch giới nguyên, cũng bí mật đi tới đi lui hành tinh mẫu thân bao phủ trong mây thiên thạch vô tận này, cướp đoạt giới nguyên. Giữa mấy chục vạn năm, rất nhiều phân thân vẫn lạc, thế giới chủ hoạch kiến lập cũng có một số bộ phận sụp đổ, nhưng cho tới bây giờ, tinh vực của hắn đã cơ bản thành hình, tinh cầu thiên đế cấp bao quanh lấy hắn đã đạt đến 9 viên. Dựa theo kế hoạch của hắn, chỉ cần có thể tạo ra viên thứ 10, siêu cấp tinh vực của hắn sẽ triệt để vững chắc. Mặc kệ là những quái vật trong cấm khu vũ trụ kia, hay là cường địch số mệnh, đều chân chính tán thành hắn tồn tại. Khương Phàm đắm chìm bên trong ý thức thế giới, dung nạp cùng thích ứng lấy, vũ trụ quan, hoàn toàn mới, mặc dù đã phát triển đến vấn đề thế giới, nhưng khả năng vẫn cảm nhận được rung động đối với vũ trụ mênh mông to lớn và vô hạn. Thương thiên, càng kinh khủng hơn so với những gì hắn mong muốn. Khương Phàm thừa nhận mình thiển cận. Một nam tử tại thời kỳ hồng hoang, đạt được toàn thể thập nhị thiên môn tán thành, cũng giao phó sứ mệnh tiếp quản thế giới, nhất định cực kỳ cường hãn, lại thiên phú tuyệt luân, các mặt đều có 102. Một nam tử sau khi tiếp quản thế giới, dám can đảm khiêu chiến thập nhị thiên môn tạo nên hắn, cũng bỏ qua nơi này, ngạo nghễ rời khỏi, tìm kiếm vũ trụ vô tận, cũng nhất định là một cường giả trong tâm tràn ngập dã tâm cùng điên cuồng. Trăm vạn năm, nếu như thương thiên chỉ dừng lại tại cấp độ chinh chiến giết chóc này, không thể nghi ngờ là thẹn với danh hào của hắn. Nhưng, thương thiên lại còn sáng tạo ra tinh vực thuộc về mình, cũng diễn biến ra 9 siêu cấp tinh cầu, những siêu cấp tinh cầu này cũng đều là phân thân của hắn tạo nên. Đây coi như là cái gì? Tạo vật chủ sao? Còn có vị túc địch thần bí kia, còn có cấm khu vũ trụ kinh khủng, còn có bất hủ giả bên trong hắc ám vô tận, vân vân. Đủ loại kiểu dáng tin tức phức tạp mà mới lạ, đều tràn vào trong đầu, tiếp tục để hắn rung động. Ta chịu đủ. Ngươi, tiểu tử nhỏ bé như cọng lông, cũng xứng tiếp quản thế giới này, cũng xứng nhìn trộm thương thiên tinh vực. Bản đế nhìn thấy ngươi đã muốn đánh ngươi. Hắc ma chiến đế nổi giận bay lên không, phát động phản kích, nhưng bất luận như thế nào phát tiết, đều không đụng tới Khương Phàm mảy may. Khương Phàm mở ra đôi mắt thâm thúy, quan sát ba tôn đế quân phía dưới. Thương thiên cùng thế giới này vẫn tồn tại một ít liên hệ vi diệu, cho nên cố ý phóng xuất ra kích thích mãnh liệt, khích lệ thế giới này liều chết phản kích, cũng bởi vậy phái ra siêu cấp chiến đội của hắn. Thiên khải chiến trường, thôn tinh thú, cự linh, quái vật, lão nhân, đều là tồn tại chúa tể trong tinh cầu chí tôn cấp. Tương đương với đế cảnh đỉnh phong. Hắc ma chiến đế, tinh linh chiến đế, hắc ám tử linh, cũng đều là cấp bậc này. Cường giả như vậy cho dù trong tinh cầu chúa tể của thương thiên cũng chỉ có 15 người, đều là phụ tá đắc lực chân chính của thương thiên, siêu cấp chiến binh uy hiếp vũ trụ. Có thể mượn thiên khí các ngươi dùng một lát. Đáy mắt Khương Phàm bắn ra chiến ý cường thịnh. Kẻ địch mặc dù cường đại, nhưng Khương Phàm hắn tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Vũ trụ, tinh vực, sinh mệnh cấm khu. Trong thế giới Khương Phàm ta không có hai chữ e ngại. Oanh, thiên môn oanh minh, pháp tắc chấn động, mê quang giữa thiên địa tăng vọt đến cực hạn, lấy đế thành làm trung tâm, biến thành quang ảnh thế giới. Sinh mệnh chi thạch, nhân quả thiên đồ, thời gian thiên toa, phiêu miểu thiên cung, táng thiên đỉnh, tử vong cùng trật tự thiên bia lần lượt xuất hiện ở xung quanh Khương Phàm. Tinh linh chiến đế cùng hắc ám tử linh rốt cuộc cũng ý thức được vấn đề, thập nhị thiên môn thế giới này không phải đều rất cẩn thận sao, vì sao tùy tiện liền giao ra thiên khí. Chẳng lẽ, thiên khải chiến trường trăm vạn năm sau, thất bại. Đến đây, hắc ma chiến đế hét lớn, hướng Khương Phàm phát khởi tuyên chiến. Không cần giày vò, tinh linh chiến đế ngăn cản hắn. Hắn hẳn là hiểu rõ đến tình huống vũ trụ, cũng biết chúa tể cường đại. Chúng ta đánh không lại hắn, hắn cũng sẽ không giết chúng ta, cuộc chiến này đánh nhau không có ý nghĩa. Chúng ta tiếp nhận trấn áp, chờ chúa tể tới. Chúa tể tự mình tới, ngươi suy nghĩ nhiều, hắn càng không xứng. Hắc ám tử linh hừ lạnh. Chúa tể đang thừa nhận áp lực chúa tể khác, sẽ không tùy tiện rời khỏi, nhưng chỉ cần điều động 2-3 vị phân thân, đủ giải quyết nơi này. Chúng ta tiếp nhận trấn áp, chờ đợi trò hay trình diễn. Khương Phàm mang theo thời gian thiên toa từ thương thiên thế giới trở lại thiên khải chiến trường. Chương 3232 ta muốn thôn thiên. Thập nhị thiên môn thời đại này đang lơ lửng ở trên không, chờ đợi Khương Phàm trở về.
Thương Thiên chân chính đã sáng lập tinh vực cấp chúa tể tại vũ trụ thâm không, còn chia ra số lượng lớn phân thân, sáng lập thế giới hoàn toàn mới. Tùy tiện một thế giới thì không kém bao nhiêu tình huống chúng ta nơi này. Khương Phàm hiểu rõ tình huống của mình, sau khi tập hợp giải thích cặn kẽ cho thiên môn. Thập nhị thiên môn tập thể trầm mặc, thật lâu không có bất kỳ ba động gì. Sinh mệnh cùng tử vong đều đắm chìm trong đó, khó mà tiếp nhận vũ trụ quan thật lớn như vậy. Càng khó có thể hơn tưởng tượng người bọn hắn đã từng tạo nên quản lý bây giờ đã trở thành vũ trụ một tồn tại cấp chúa tể nào đó. Trăm vạn năm tới xâm lược, vậy mà đều chỉ là phân thân. Đây không phải chênh lệch thực lực, đơn giản chính là chênh lệch vấn đề ý thức. Ta không biết như thế phân liệt hình thành thế giới phải chăng có vững chắc, lại không phải nương theo tai họa ngầm khác, nhưng từ trước mắt đến xem, trình độ bọn hắn cường hãn đã tạo thành nghiền ép đối với chúng ta. Ta biết các ngươi rất khó tiếp nhận, nhưng đây đã là sự thật. Vũ trụ mênh mông không chỉ có chúng ta, còn có càng nhiều tinh vực, rất nhiều sinh mạng thể, còn nhiều cấm khu cùng bí cảnh. Thế giới này của chúng ta sở dĩ có thể độc lập tồn tại là bởi vì xung quanh ức vạn dặm phạm vi bao quanh mấy trăm tầng mây thiên thạch, tồn tại rất nhiều lỗ đen cấm khu đổ sụp, cô lập khí tức thế giới. Sau khi Khương Phàm nói xong, vẫn ngắm nhìn các thiên môn xung quanh, nói thẳng. Chúng ta bây giờ có hai con đường có thể đi. Con đường đầu tiên, chờ chết. Chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của Thương Thiên. Thương Thiên 10 phần coi trọng chuẩn bị tạo nên thế giới thứ 10, không tiếc phái ra một nửa đại đế chí tôn cấp dưới trướng. Cân nhắc đến việc hắn cần lưu lại cường giả trấn thủ, ứng phó nguy cơ khác, đội hình lần này cơ hồ là cực hạn hắn có thể phái ra. Thương Thiên tuyệt đối không tiếp nhận lần thất bại này, còn là thảm bại tại hành tinh mẫu thân của hắn. Bọn hắn mang đi bọn người thiên hậu, mà không phải giết, hẳn là hiểu rõ rất sâu nơi này, sau đó ngóc đầu trở lại. Một khi đến ngày đó, ta không muốn nói ủ rũ mà nói, nhưng chúng ta không có chút uy lực chống đỡ nào. Thập nhị thiên môn đều từ bên trong mạch suy nghĩ trước đó chuyển rời đến trên người hắn. Sinh mệnh cùng tử vong đều nhìn Khương Phàm, chờ chết. Tuyệt đối không thể nào. Bọn hắn không thể nào cho phép thế giới cứ như vậy từ bỏ chống lại, biến thành trại chăn nuôi. Huống chi, Thương Thiên đã hấp thu đầy đủ tài nguyên từ nơi này, từ lần này tập kích đến xem, hoàn toàn không có ý định để thế giới lại diễn biến bình thường. Con đường thứ hai, phản kích. Muốn phản kích, nhất định phải chủ động xuất kích, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Nhưng cường giả chúng ta nơi này đến nơi đó chỉ có thể là tự chui đầu vào lưới, trừ phi ta cùng Giả An Nhiên tự mình đi qua. Nhưng đây lại gặp phải hai vấn đề. Đầu tiên, nếu như ta rời khỏi thế giới quá xa, thực lực nhất định suy yếu, bởi vì ta mượn dùng lực lượng của các ngươi. Cái thứ hai, nếu như ta rời khỏi, Thương Thiên lại điều động người giết trở lại, thế giới này không có chút uy lực chống đỡ nào. Ta từ Hồng Hoang hậu kỳ trở về, ta trầm tư suy nghĩ, nghĩ đến một điều đặc biệt chú ý. Khương Phàm nói đến đây, lại trầm mặc lại, nhìn về hướng thập nhị thiên môn. Thập nhị thiên môn chờ đợi hắn tiếp tục, sinh mệnh cùng tử vong cũng biết Khương Phàm khẳng định có ý tưởng gì. Khương Phàm có chút nghiêm nghị, thản nhiên nói. Mời các ngươi từ bỏ ý thức, triệt để dung hợp cùng ta. Ta không còn mượn dùng pháp tắc, mà là tập hợp thể pháp tắc chân chính. Ta chính là thế giới này chính là ta. Ánh mắt sinh mệnh cùng tử vong nhìn về phía Khương Phàm đột nhiên trở nên lăng lệ. Đây chính là biện pháp. Thôn vệ thập nhị thiên môn. Thương Thiên lúc ấy cũng chỉ cướp đi thiên khí, hắn lại muốn thập nhị thiên môn toàn bộ dung hợp. Thập nhị thiên môn rõ ràng xuất hiện gợn sóng, ảnh hưởng đến liên hệ giữa bọn hắn cùng Khương Phàm. Khương Phàm có thể cảm giác được ấn ký thân thể xuất hiện vặn vẹo, giống như bất cứ lúc nào có thể tách ra liên hệ tất cả pháp tắc, thậm chí có thể hủy diệt hắn, nhưng hắn không để ý đến, nếu nói ra, thì trực tiếp nói cho cùng. Đối với thế giới tồn tại đặc thù, ta có cái nhìn của ta. Hoặc là, thế giới hoàn toàn dựa theo diễn biến quy củ, tự do phát triển. Tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ hình thái ý thức can thiệp, mặc kệ trải qua sinh ra, trưởng thành, hưng thịnh, diễn biến, mặc kệ trải qua các loại kịch biến, náo động, tàn lụi. Cho dù là chúng sinh phản phệ, mưu toan tiếp quản pháp tắc, cũng đừng kháng cự, đây đều là lịch trình tất nhiên do tự nhiên diễn biến, thậm chí là giai đoạn nào đó nhất định sẽ xuất hiện. Nếu như độ không qua giai đoạn này, thế giới tự nhiên sẽ sụp đổ ở trong hỗn loạn, nếu như vượt qua, có lẽ sẽ là một tân sinh. Hoặc là, toàn bộ thế giới hoàn toàn có một ý thức chủ tính chung quản lý, tuyệt đối không thể xuất hiện càng nhiều ý thức thể liên hợp khống chế. Ví dụ như tình huống thập nhị thiên môn hiện tại,
nói thật dễ nghe, liên hệ lẫn nhau, kiềm chế lẫn nhau, nhưng nói khó nghe chút, chính là từng người tự chiến. Nếu như là một ý thức thể quản lý, toàn bộ thế giới tất cả phát triển, đều hoàn toàn do nó khống chế. Xuất hiện tai họa ngầm, tiến hành điều tiết khống chế, xuất hiện sai lầm, tiến hành uốn nắn, phát triển quá độ, tiến hành áp chế, gặp được nguy cơ, nhanh chóng tăng cường lực lượng thế giới, tiến hành toàn diện phản kháng. Giống với Thương Thiên cùng thế giới xung quanh hắn. Khương Phàm vừa dứt lời liền bị sinh mệnh phản bác. Có phải ngươi thời điểm nhìn trộm ý thức, nhận lấy Thương Thiên thế giới ảnh hưởng hay không? Ngươi truy tìm quỹ tích bọn hắn phát triển, dò xét tiến trình thế giới diễn biến, tự nhiên mà vậy đắm chìm ở bên trong, cho rằng đó là chính xác. Khương Phàm nói, thời điểm ta vừa mới sinh ra loại ý nghĩ này, xác thực cũng chất vấn qua, đây rốt cuộc là ý tưởng thật sự của ta, hay nhận lấy ảnh hưởng. Nói thật, ta không chắc chắn lắm. Nhưng thế giới này phát triển đến hoàn cảnh bây giờ, các ngươi hẳn là chịu trách nhiệm tương ứng. Thập nhị thiên môn mới đầu chỉ là pháp tắc hệ thống cụ thể hóa hình thái, lại bởi vì tính đặc thù của cánh cửa sinh mệnh, diễn biến ra sinh mạng thể, nếu như ngươi trực tiếp tiếp quản tất cả thiên môn, khống chế toàn bộ pháp tắc vận chuyển, thế giới rất có thể sẽ dựa theo ý thức của ngươi trưởng thành, phát triển, diễn biến, mặc dù có thể sẽ xuất hiện một ít nguy cơ khác, nhưng toàn bộ thế giới đều thuộc về ngươi, ngươi có thể tiến hành uốn nắn cùng sửa chữa. Chương 3233 thâm không chi niệm. Nhưng ngươi hết lần này đến lần khác không có. Ta không thể nói ngươi lúc đó quyết định là chính xác hay sai lầm, nhưng một khắc khi 12 tòa thiên môn toàn bộ sinh ra ý thức này, toàn bộ thế giới đã bị chôn xuống nguy cơ. Các ngươi rõ ràng lý niệm, không can thiệp, khống chế, nhưng vẫn bởi vì ý thức tồn tại, không giờ khác nào không can thiệp thế giới. Các ngươi bởi vì khống chế pháp tắc khác biệt, ý thức phương hướng hoàn toàn khác biệt, đến mức thái độ đối đãi mọi chuyện không giống nhau, để can thiệp trở nên vặn vẹo, trở nên hỗn loạn. Cho nên, các ngươi như là đã dùng hành động thực tế của mình, đã chứng minh thế giới dưới sự khống chế của thập nhị thiên môn không thể nào khỏe mạnh phát triển, diễn biến bình thường, vì sao không tìm kiếm con đường khác, tất cả pháp tắc đều giao cho một ý thức thể, khống chế thế giới tuyệt đối. Khương Phàm bình tĩnh đưa ra giải thích, nhất là quan điểm cuối cùng, cục diện bây giờ, chính là kết cục thập nhị thiên môn khống chế thế giới. Mà kết cục này, hiển nhiên là thất bại, nguy hiểm. Sinh mệnh yên lặng nhìn Khương Phàm, thể hiện nghiêm trọng dần dần phức tạp. Thập nhị thiên môn kéo dài trầm mặc, cũng nắm trong tay ấn ký trên người Khương Phàm, bất cứ lúc nào chuẩn bị rút về. Nhưng, bọn hắn chưa từng có độ mâu thuẫn về đề nghị của Khương Phàm, mà đang chăm chú tự hỏi. Đã trải qua sự kiện Thương Thiên lúc trước, thập nhị thiên môn vô cùng cảnh giác đối với người quản lý. Nhưng, bất luận là trước kia hay bây giờ, tư duy hình thức của bọn hắn từ đầu đến cuối đều là, thời điểm thế giới đương thời gặp được chúng sinh khiêu khích, tạo nên ra một người quản lý, tập kết toàn bộ lực lượng bọn hắn, chủ tính chung quản lý, duy trì phát triển, đợi sau khi bình ổn, lại để cho người quản lý biến mất, bọn hắn cũng quy ẩn. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới để bọn hắn trực tiếp lại triệt để biến mất, tất cả pháp tắc chân chính lộn xộn đến bên trong một ý thức thể, để nó thay thế thiên môn hệ thống, vĩnh viễn nắm thế giới trong tay. Đề nghị của Khương Phàm vừa nghe qua thật có tính xâm lược cực mạnh, là muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết, là muốn hoàn toàn chiếm lấy toàn bộ thế giới. Toàn bộ thế giới đều sẽ biến thành lãnh địa tư nhân của Khương Phàm, pháp tắc vận chuyển, vận mệnh chúng sinh, vạn vật phát triển, đều do hắn tùy tiện khống chế, thậm chí là đùa bỡn. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm, càng là cực độ mạo hiểm. Nhưng, thập nhị thiên môn là pháp tắc hóa thân, không có cái gọi là cảm xúc, chỉ có tư duy hình thức, cho nên bọn hắn không tồn tức giận, chỉ là đang ước định tính hợp lý của đề nghị này. Sau khi Khương Phàm nói xong không nhiều lời thêm, lưu cho thập nhị thiên môn từ từ suy nghĩ, hoặc là thôi diễn. Nếu như triệt để giải trừ nguy cơ Thương Thiên, bọn hắn đại hoạch toàn thắng, thế giới khôi phục ổn định, thập nhị thiên môn có thể sẽ không tiếp nhận đề nghị của hắn, thà rằng để hắn biến mất, cũng sẽ không để mình biến mất. Dù sao bọn hắn là pháp tắc hệ thống tạo nên, tôn sùng chính là phối hợp lẫn nhau cùng kiềm chế lẫn nhau, tuyệt đối không thể toàn bộ pháp tắc cùng thế giới đều giao trong tay một ý thức thể. Như thế có thể là hưng thịnh, cũng có thể là tai nạn. Huống chi, Khương Phàm ý thức thể này thể là cuồng nhân chiến tranh. Nhưng, bây giờ nguy cơ Thương Thiên chẳng những không có giải trừ, ngược lại nguy hiểm hơn, thế giới này lúc nào cũng có thể bị tan rã, bị phá hủy. Hắc Ma Đế Quân ở bên cạnh yên lặng chờ đợi, thể hiện trở nên cực kỳ phức tạp. Gia hỏa này thành thiên còn chưa đủ, lại còn muốn dung hợp tất cả pháp tắc.
nếu như thập nhị thiên môn thật đồng ý, Khương Phàm tương đương với linh hồn cùng ý thức của thế giới, tất cả trong này đều do hắn trưởng khống. Hắn muốn sửa hình dạng mặt đất biến thành hình dạng thế nào thì sẽ thay đổi như thế ấy, muốn làm sao điều phối năng lượng thì sẽ làm sao điều phối. Muốn cho ai còn sống liền để ai còn sống, muốn cho ai mạnh lên liền để ai mạnh lên. Muốn cho ai may mắn liền có thể để ai may mắn, muốn cho ai không may liền mẫu thân nó 10 đời 10 kiếp gặp cực khổ tra tấn. Quả thực là, quá khủng bố. Không thể nào gây vào. Sau này, không thể nào chọc cái đồ chơi này. Sau khi thập nhị thiên môn riêng phần mình dựa theo phương thức tư duy của bản thân mình hoàn thành thôi diễn, giữa lẫn nhau sinh ra va chạm vi diệu, bắt đầu cùng nhau thôi diễn kết quả. Phần này thôi diễn không chỉ dính đến tính khả thi, tính nguy hiểm khi giao phó tất cả pháp tắc cho một ý thức thể, cũng bao gồm bình phán tất cả ngôn ngữ hành động đối với Khương Phàm kiếp trước kiếp này, càng dính đến nguy cơ thương thiên thế giới mang tới. Giống như Khương Phàm nghĩ, nếu như thế giới an định, bọn hắn tuyệt đối sẽ không giao thế giới vào tay một ý thức thể quật khởi từ trong chiến tranh. Nhưng, bây giờ thế giới đang gặp nguy cơ chưa từng có, thế giới nhất định phải làm ra phản kích, mà muốn phản kích, nhất định phải chủ động xuất kích, cho nên Khương Phàm nhất định phải càng mạnh. Muốn Khương Phàm trở nên mạnh hơn, còn có thể tùy ý chinh chiến tinh vực, chỉ có thể giao toàn bộ thế giới cho hắn. Cuối cùng, thập nhị thiên môn cùng nhau đưa ra sóng ý thức, truyền đến sinh mệnh nơi đó. Sinh mệnh nhắm lại mắt, mặc dù đã dự liệu được, nhưng không nghĩ tới thiên môn thật cứ như vậy làm ra quyết định. Đây rốt cuộc là thôi diễn kết quả, hay thập nhị thiên môn sinh ra áy náy đối với thế giới. Chính như Khương Phàm nói, thập nhị thiên môn từng người tự chiến, chôn xuống hạt giống hỗn loạn cho thế giới. Sinh mệnh rất coi trọng Khương Phàm, đây là không hề nghi ngờ. Nhưng, nàng xem trọng là Khương Phàm ở tác dụng tại thời kỳ chiến tranh, tính cách cùng năng lực như thế này xác thực thích hợp chiến tranh, nhưng thật thích hợp phát triển thế giới sao? Tử vong cho sinh mệnh một lời khuyên. Thế giới này gặp phải hai lựa chọn, một cái là chờ đợi hủy diệt, một cái là buông tay đánh cược một lần. Cái trước, người khẳng định không cam tâm. Dù sao thập nhị thiên môn quyết định sai lầm, vô tình hay cố ý can thiệp, tạo thành cục diện bây giờ, cho thập nhị thiên môn thức tỉnh ý thức, chính là ngươi. Ngươi cần bổ cứu, thập nhị thiên môn đều cần bổ cứu. Ngươi cũng có thể làm, là chuộc tội. Chương 3234 dung hợp, ta tức thế giới 1. Cái sau, nếu muốn thả tay đánh cược một lần, cũng đừng có lại lo lắng trùng điệp. Ngươi phải rõ ràng, chỉ cần Khương Phàm tiếp quản thế giới, mang theo thế giới bước ra khu an toàn, đi hướng vũ trụ mênh mông, chiến tranh từ đầu đến cuối nương theo thế giới này. Hoặc là, Khương Phàm mang theo thế giới khai sáng chúa tể tinh vực mới trong chiến tranh vô tận, địa vị ngang nhau cùng thương thiên, hoặc là, Khương Phàm mang theo thế giới vùng vẫy dẫy chết bên trong triệt để hủy diệt. Sinh mệnh nhận xúc động, đúng vậy, Khương Phàm thích hợp chiến tranh, mà thế giới này chỉ cần muốn phản kháng liền lâm vào chiến tranh vô tận. Hoặc là, hủy diệt trong chiến tranh. Hoặc chính là trùng sinh trong chiến tranh. Thập nhị thiên môn nguyện ý dung hợp. Sinh mệnh thay thế thiên môn, thể hiện thái độ. Nàng không nên xuất hiện tình cảm lại xuất hiện mê mang cùng hoảng hốt hiếm thấy. Có cái gì muốn nhắc nhở? Cảm xúc Khương Phàm cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Đối với hắn mà nói, đây không phải chuyện gì đáng ăn mừng, mà chỉ là chuẩn bị sơ kỳ cho chiến tranh, là bước đầu tiên muốn khởi xướng phản kích. Cho dù thập nhị thiên môn không đồng ý, hắn cũng sẽ dùng phương thức của hắn, dần dần dung hợp tất cả thiên môn. Đối với thế giới này, người không thể nào cố tình làm bậy. Ta sẽ tận tâm tận lực bảo vệ thế giới này. Thập nhị thiên môn chỉ cố tình làm bậy, là người không thể phá hỏng tiến trình lịch sử trước đó, không thể nào căn cứ ý nguyện mình cưỡng ép thay đổi bất cứ chuyện gì. Người đã tiếp quản hệ thống pháp tắc thế giới, hẳn rõ ràng nhất cái gì gọi là dắt một phát động toàn thân. Thế giới phát triển mênh mông mà phức tạp, giữa lẫn nhau tồn tại liên hệ mật thiết. Bất kỳ cái gì đã phát sinh bị cưỡng ép thay đổi, đối với lúc ấy cùng đến thời không tiếp theo đều sẽ sinh ra ảnh hưởng không thể lường được. Sinh mệnh cùng tử vong đều nhìn về Khương Phàm, lời này ý tứ rất rõ ràng, chính là nhắc nhở Khương Phàm không cần tự tiện phục sinh một ít người đã chết. Khương Phàm trầm mặc, đôi mắt thâm thúy rõ ràng lắc lư gợn sóng. Thập nhị thiên môn không phải cố ý đối nghịch với ngươi, là vì suy nghĩ cho thế giới phát triển cùng diễn biến. Nếu như chuyện đầu tiên ngươi làm sau khi tiếp quản thế giới là cưỡng ép phục sinh một ít người, không chỉ là nghịch loạn cả lịch sử trước đó, càng trùng kích kịch liệt cho đến tất cả chuyện sinh ra tiếp theo sau, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cuộc chiến sát thiên lần này, càng là khiêu khích sinh mệnh pháp tắc, tử vong pháp tắc, vận mệnh pháp tắc,
nhân quả pháp tắc, chạm đến hỗn loạn cùng trật tự pháp tắc. Dưới tình huống tất cả pháp tắc đều ngưng tụ tới trên người ngươi, một khi rất nhiều pháp tắc phát sinh hỗn loạn, chính là pháp tắc toàn diện dung chuyển, đối với thế giới là tai nạn khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn là tạo ra thế giới pháp tắc, bọn hắn cần phụ trách đối với pháp tắc thế giới, xin ngươi hiểu tình cảnh của bọn hắn, điều kiện tiên quyết bọn hắn nguyện ý giao pháp tắc cho ngươi chính là ngươi có thể tuyên thệ tuân theo pháp tắc, bảo vệ pháp tắc, không thể nào tùy ý làm bậy. Bọn hắn bảo vệ thế giới trăm vạn năm, mặc dù tận tâm tận lực, nhưng cũng lưu lại rất nhiều tai họa ngầm, tạo thành hậu quả hôm nay. Bọn hắn thật không hy vọng ngươi dẫm lên vết xe đổ, mới bắt đầu tiếp quản thế giới bước đầu tiên liền gây nên pháp tắc hỗn loạn, chôn xuống mầm tai họa càng kinh khủng cho tương lai. Sinh mệnh trân trọng nhắc nhở Khương Phàm, mặc dù biết đây là điều kiện tàn khốc dành cho Khương Phàm, nhưng thế giới hoàn toàn mới khởi đầu hoàn toàn mới, nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh pháp tắc vận chuyển, nhất là sau khi toàn bộ pháp tắc giao hòa rốt cuộc một chỗ, nếu như vừa mới bắt đầu đã cố tình làm bậy, thập nhị thiên môn tuyệt đối không yên tâm giao thế giới cho hắn. Khương Phàm nhìn lên thâm không, nhìn năng lượng còn đang bạo động, trong lòng hiện ra bi thương nồng đậm. Không thể nào phục sinh. Trước đó không thể nào, bây giờ cũng không thể. Đệ tử của hắn, chết rồi. Bằng hữu của hắn, cũng đều chết hết. Nếu như hắn bất lực, cũng có thể tiếp nhận, nhưng hắn rõ ràng tiếp quản pháp tắc, muốn chấp chưởng toàn bộ thế giới, có năng lực lại không thể. Lên lương hắn như thế nào trải qua, như thế nào chịu nổi ánh mắt khát vọng của người thân bằng hữu. Sinh mệnh nói, ngươi nhất định phải hướng thập nhị thiên môn tuyên thệ, ngươi càng phải làm ra thỏa hiệp cùng tâm mình nội, nếu không. Thế giới không thể nào giao cho ngươi, thập nhị thiên môn tình nguyện đứng ở sau lưng ngươi, cũng sẽ không dung nhập vào trong thân thể của ngươi. Tử vong nhắc nhở, ngươi quật khởi từ trong chiến tranh, làm việc không cố kỵ gì, ngươi từ trong thù hận đi tới, sống kiềm chế đau đớn. Ngươi ở trong mắt thập nhị thiên môn, càng nguy hiểm hơn thương thiên. Nếu như không phải tình thế bây giờ bức bách, bọn hắn tuyệt đối không thể làm ra thỏa hiệp như vậy. Nếu thập nhị thiên môn đều nguyện ý hòa tan mình, hướng đến thế giới tương lai, hướng đến thế giới chúng sinh thỏa hiệp, ngươi vì sao không thể vì thế giới, hướng mình thỏa hiệp? Nếu như ngươi khăng khăng muốn cứu vớt người thân bằng hữu đã từng chết đi của ngươi, ở trong mắt thập nhị thiên môn, ngươi cũng không phải vì thế giới mà chiến, mà là vì tư tâm của mình. Bọn hắn muốn hòa tan mình, bọn hắn muốn giao thế giới cho ngươi, bọn hắn không nhìn thấy sau đó, bọn hắn chỉ hy vọng tại thời khắc cuối cùng, đạt được một sự an tâm. Ánh mắt Khương Phàm lắc lư, từng điểm óng ánh dồn lại, sau đó hóa thành nước mắt chảy xuống gương mặt. Không có cuồng loạn gầm thét, không có bi thương thút thít, hắn chỉ yên lặng nhìn thâm không, nhìn năng lượng bạo động. Ở trong đó có Bạch Tai, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, Lý Dần. Đó là bằng hữu kiếp trước kiếp này của hắn, đó là thuộc cấp trung thành của hắn, đó là đệ tử hắn đối đãi như thân tử. Bọn hắn đang thảo luận cái gì? Hắc Ma Đế Quân, Thôn Thiên Ma Đế mấy người nhìn lên thâm không. Thập nhị thiên môn phiêu miểu mông lung, dẫn dắt vô tận pháp tắc ánh sáng, tạo thành quang ảnh thế giới thần bí, vây quanh Khương Phàm ở bên trong. Bọn hắn không nghe được nói chuyện bên trong, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Khương Phàm. Hẳn là đang thương lượng như thế nào truy kích sát thiên chiến đội. Khương Thương ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, khiêng liệp thần thương, lạnh lùng ngắm nhìn thâm không. Lão Kiều rơi xuống trong tay đám người kia, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, tinh linh đế quân. Chỉ còn hồn nguyên, có thể so với trùng tu, hồng võ đế quân, ở bên trong tù khốn dài đến ngàn năm của hắn, thỉnh thoảng sẽ truyền lời vào, chỉ đạo hắn tu luyện võ đạo, vậy mà. Chết rồi. Chương 3235 dung hợp, ta tức thế giới 2. Đều đã 10 tháng, sớm không biết chạy đến nơi nào. Khương Phàm bây giờ còn không có khôi phục, chờ khôi phục lại đuổi theo, không biết là lúc nào. Vũ trụ mịt mờ, làm sao tìm kiếm. Hắc Ma Đế Quân lắc đầu thở dài, so với dự đoán, toàn quân bị diệt, đồng quy vu tận, trước khi chiến đấu, tình huống bọn hắn bây giờ tương đương với, đại hoạch toàn thắng, nhưng... Tạo hóa trêu ngươi, đánh nửa ngày lại là đánh một cái phân thân, còn là phân thân không có phát dục không thành thục, đây thật sự là đủ buồn nôn. Đứa nhỏ này, số khổ. Thôn Thiên Ma Đế cũng nhịn không được lắc đầu, đứa nhỏ này kiếp trước kiếp này giống như không có thuận lợi qua, càng không chân chính giản xếp qua. Nhìn như đúc thành lấy truyền kỳ bất bại, nhưng mỗi trận truyền kỳ đúc thành, đều là khiêu chiến thứ điều không thể, muốn khiêu chiến điều không thể, lại gian nan cùng đau đớn cỡ nào. Mà, lần một lần hai coi như xong, ba lần năm lần cũng có thể nhịn, Khương Phàm nơi này quả thực không dứt.
hắn kiếp trước, trải qua coi như phóng khoáng, mặc dù cũng nương theo vùng vẫy dẫy chết, hướng chết mà sinh, nhưng tối thiểu tâm hắn thái tốt, khát, bú sữa mẫu thân, mệt mỏi, kiếm sữa, đi ngủ, bú sữa. Gạch nối. Lan. Thôn Thiên Ma Đế trợn trắng mắt, hắn từng theo chung đụng Hắc Ma Đế tộc, mặc dù đều là đầu không bình thường, nhưng cũng không có không bình thường như tên này. Ngươi xem một chút hắn kiếp này, mang theo thù hận trùng sinh, cũng sinh hoạt trong thù hận, bên cạnh tất cả đều là nữ tử, hết lần này tới lần khác giả vờ chính đáng, không biết phát tiết, cho nên trải qua vừa mệt vừa khổ. Hắc Ma Đế quân tự mình nói. Ngô Chính Uyên nghe được nhíu chặt mày, thoáng dịch chuyển khỏi ra chút khoảng cách. Mạch não gia hỏa này thật sự không giống như người bình thường, bây giờ rõ ràng là thời khắc bi thương khó chịu, vấn đề nan giải là suy nghĩ như thế nào truy tung, hắn ngược lại bàn về vấn đề sinh lý của Khương Phàm. Tuy nhiên, hắn thật sự khâm phục Khương Phàm, thoạt nhìn như không có chuyện gì có thể đè sập hắn, nhưng muốn nhắc đến những áp bách cùng trách nhiệm kia, cần ý chí cùng tinh thần cỡ nào. Hắn cũng thật sự mệt mỏi hoảng thay Khương Phàm, chinh chiến cùng cực khổ dài đến mấy chục năm, giống như không có chân chính thanh nhàn qua. Mà bây giờ, không biết Khương Phàm có chịu đựng được, không biết chuyện gì có thể để Khương Phàm lộ ra nụ cười. Khương Phàm trong thâm không ngóng nhìn rất lâu, sắc mặt trở nên rất bình tĩnh, chỉ là phần bình tĩnh kia để cho người ta khó mà suy nghĩ. Ta tiếp nhận điều kiện của thập nhị thiên môn, thế giới mới, khởi đầu mới, ta tôn trọng tất cả pháp tắc, cũng tất bảo vệ pháp tắc. 12 pháp tắc tương thông cùng ý thức Khương Phàm, sau khi cẩn thận cảm giác, cuối cùng liên hợp thôi diễn thế giới tương lai. Chỉ là dính đến đại thế vũ trụ, cùng vô tận nhân tố không biết, tương lai bọn hắn thôi diễn mông lung mơ hồ, một mảnh hỗn độn. Sinh mệnh cùng tử vong trao đổi ánh mắt, đồng thời rút lui phía sau, rời khỏi ngọn nguồn pháp tắc. Thập nhị thiên môn liên tiếp hiển hiện hình thái chân thực, nguy nga như thiên nhạc, đứng ngạo nghễ trong thế giới hỗn độn, uy nghiêm như thiên đế, quan sát chúng sinh vạn vật. Thiên môn lắc lư kịch liệt, khiên động thế giới pháp tắc toàn diện hiển hiện, dung chuyển hình dáng thế giới nổi sóng chập trùng. Bọn hắn phát ra hò hét sau cùng, xin lỗi về khoảng thời gian mấy triệu năm qua, là cầu nguyện cho tương lai thế giới. Bọn hắn ngưng tụ ấn ký thiên môn, lạc ấn trên người Khương Phàm, thời khắc nhắc nhở di ngôn của bọn họ cho Khương Phàm, nhớ kỹ pháp tắc hệ thống không chịu được khiêu khích. Sau đó, bọn hắn điều động pháp tắc hệ thống riêng phần mình đại biểu đại, hóa thành dòng lũ lao nhanh, đánh tới thân thể Khương Phàm. Từ vận mệnh, đến nhân quả, đến thời gian, đến hư không, lại đến sinh mệnh cùng tử vong, chôn vùi cùng ngũ hành, vạn kiếp cùng cứu rỗi, hỗn loạn cùng trật tự. 12 đại pháp tắc hệ thống dẫn dắt tất cả pháp tắc diễn sinh, quét sạch vạn đạo pháp tắc toàn bộ thế giới, triệt triệt để dung nhập vào trong thân thể Khương Phàm. 12 pháp tắc phóng thích pháp tắc đồng thời tiếp tục gia cố lấy thiên môn ấn ký, nhưng ấn ký này không có ước thúc, cũng không có ảnh hưởng, chỉ là di ngôn sau cùng của bọn hắn đối với Khương Phàm, cũng là chúc phúc thật sâu cho Khương Phàm cùng thế giới. Toàn thân Khương Phàm phát sáng, kịch liệt nhúc nhích, đối với toàn bộ pháp tắc tiến hành tiếp nhận. Dung hợp. Hợp quy tắc, thế giới này không giống với như thế giới bản thân giả an nhiên thai nghén, nơi này là hỗn độn rành rụm, hồng mông khải phán, hoàn toàn là thế giới kỳ tích do vũ trụ vận chuyển cùng phát triển tạo nên, cho nên Khương Phàm chân chính tiếp quản pháp tắc, chẳng khác nào chân chính nắm thế giới trong tay. Hắn đã là pháp tắc, lại là thế giới. Pháp tắc chiếm cứ trong ý thức của hắn, thế giới vận chuyển bên trong thân thể của hắn. Đây là đang làm gì? Vẻ mặt Hắc Ma Đế quân cùng Thôn Thiên Ma Đế đầy rung động, khó có thể tin được mà nhìn vạn đạo pháp tắc như lôi chiều mênh mông, từ bên trong thế giới hỗn độn tuôn trào ra, liên miên bất tuyệt xông vào thân thể Khương Phàm, lại từ trong thân thể Khương Phàm xé rách mà ra, hướng về mênh mông thế giới khởi xướng trùng kích. Giống như thập nhị thiên môn đang trấn áp Khương Phàm, đang hủy diệt Khương Phàm. Thập nhị thiên môn toàn thể tế hiến, thành toàn Khương Phàm. Sinh mệnh xuất hiện ở bên cạnh họ. Chứng kiến truyền kỳ chân chính sinh ra. Tế hiến, có ý gì? Ánh mắt Hắc Ma Đế quân sáng rực nhìn chằm chằm sinh mệnh. Theo Khương Phàm dung hợp, hắn vậy mà mơ hồ cảm giác được pháp tắc chảy xuôi, huyết dịch khắp người cùng ấn ký cũng bắt đầu nóng bỏng. Thập nhị thiên môn là 12 pháp tắc hệ thống diễn hóa, cũng là đầu nguồn 12 pháp tắc hệ thống, bọn hắn dẫn dắt vạn đạo pháp tắc, đến dung hợp vào trong thân thể. Khương Phàm từ nay về sau, Khương Phàm không chỉ là mượn dùng pháp tắc, mà là triệt để hóa thân thành pháp tắc. Khương Phàm chính là vạn đạo pháp tắc tập hợp thể, hắn toàn diện tiếp quản toàn bộ thế giới đều sẽ bởi vì ý thức Khương Phàm mà tồn tại.
Sinh mệnh nhìn lên thâm không, yên lặng cầu nguyện lựa chọn lần này là đang cứu vớt thế giới, mà không phải đẩy thế giới về hướng vực sâu vạn trượng. Hắc Ma Đế Quân, Thôn Thiên Ma Đế, Khương Thương mấy người đều trừng to mắt, khó có thể tin được mà nhìn Sinh mệnh, xác thực mà nói. Hẳn là, không hiểu rõ lắm. Sinh mệnh nói, từ nay về sau, thế giới chính là Khương Phàm chính là thế giới. Tựa như Dạ An Nhiên, thế giới sẽ ở trong thân thể của hắn. Bọn hắn chính là thế giới hình người. Chương 3236 quay về đế thành. Thôn Thiên Ma Đế hít vào ngụm khí lạnh. Đường sông là huyết quản của hắn, địa tầng là hài cốt của hắn, bầu trời là da của hắn. Vạn đạo pháp tắc, chính là ý thức của hắn. Sinh mệnh nói, có thể hiểu như vậy. Hắc Ma Đế Quân hít vào ngụm khí lạnh. Chúng ta tính là gì? Bọ chét trên người hắn. Ngươi nha, trên thân còn có bọ chét. Ngươi không thể ví von mình bình thường một chút à? Thôn Thiên Ma Đế vừa muốn sợ hãi thán phục, kết quả bị hắn nói một câu phá hỏng. Khương Thương khó có thể tin. 12 pháp tắc thế nào đồng ý? Cái này chẳng phải để bọn hắn tập thể chịu chết. Sinh mệnh nói. Vì thế giới, Khương Phàm muốn chủ động xuất kích, cũng chỉ có thể dung hợp thế giới, hóa thân thế giới, rời khỏi mảnh thâm không này, lao tới chiến trường Thương Thiên. Vạn đạo pháp tắc mênh mông phức tạp, toàn diện dung hợp không chỉ có dính đến trước mắt, càng dính đến trước kia. Không chỉ là thời gian trăm vạn năm, càng kéo dài đến ức vạn năm hỗn độn diễn biến, thế giới thành hình, cùng sinh mệnh tiền kỳ hiển hóa. Cũng chính là bởi vì thế giới này là diễn biến tự nhiên, cho nên thời gian càng dài rằng giặc càng mênh mông hơn, cũng càng vững chắc càng cường thịnh. Khương Phàm không dám nhúng tay điều tiết khống chế, chỉ có thể tiếp nhận toàn bộ. Hắn yên lặng dung hợp pháp tắc, tựa như đã trải qua từ hỗn độn ngưng tụ đến bây giờ tất cả. Cuối cùng, Khương Phàm trải qua tiếp tục giao hòa dài đến trăm ngày, hoàn thành pháp tắc giao hòa sơ bộ. Muốn chân chính toàn diện khống chế, dung hội xuyên suốt vận chuyển, còn cần hắn kéo dài lĩnh hội ở phía sau, không ngừng giao hòa. Nhưng dù vậy, ý thức của hắn vẫn có thể làm đến vô hạn phát tán, bao quát các ngõ ngách thế giới, không chỉ có thể nhìn thấy tất cả hình dạng mặt đất, tất cả sinh linh, còn có thể thao túng diễn biến nơi đó, cảm giác ý thức chúng sinh, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cơ duyên và luân hồi, nhìn thấy kiếp trước kiếp này. Toàn bộ thế giới với hắn mà nói, không có bất kỳ bí mật gì, lại có thể tùy tiện điều tiết khống chế. Nhưng càng là như vậy, hắn càng có thể hiểu pháp tắc vận chuyển nghiêm mật, bất kỳ tùy ý điều chỉnh gì đều có thể dẫn phát hậu quả nghiêm trọng. Người có thể cứu vớt người hy sinh không? Hắc Ma Đế Quân nhìn thấy Khương Phàm mở mắt ra, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Từ nay về sau, đây cũng không phải là người, là thế giới. Quá mẹ nó thần kỳ. Thôn Thiên Ma Đế nghiêm túc nhìn Khương Phàm, người hy sinh, còn có thể sống về sao? Thật có thể nghịch chuyển sinh tử. Ta không thể nào tùy ý làm bậy, nhất là người liên lụy đến cuộc chiến tranh này. Khương Phàm thản nhiên trả lời. Không phải ngươi không gì làm không được sao? Hắc Ma Đế Quân khẽ nhíu mày, đây không phải là sau khi dung hợp pháp tắc thì không còn tình cảm như sinh linh bình thường đó chứ? Bọn người Lý Dần là đế quân, thân tử hồn diệt, tìm không thấy bất cứ dấu vết gì. Ngươi ngược dòng tìm hiểu về phía trước, không phải có vết tích sao? Ta có thể điều tiết khống chế chuyện từ nay về sau, không thể thay đổi chuyện trước đó. Nếu không, bất kỳ tiền kỳ thay đổi gì, đều có thể trực tiếp ảnh hưởng đến trận chiến tranh này. Mà trận chiến tranh này nếu như xuất hiện thay đổi, ta không thể đuổi đi Thương Thiên, càng không thể tiếp quản thế giới, tất cả chuyện phát sinh bây giờ đều có thể sụp đổ. Bọn hắn cứ như vậy chết rồi. Thôn Thiên Ma Đế tiếc nuối lắc đầu. Khương Thương biết không có đơn giản như vậy. Chuyện trước lúc này, nếu như cưỡng ép thay đổi, thế tất liên lụy đến cục diện bây giờ, thậm chí dẫn đến cuộc chiến sát thiên toàn diện thảm bại, bao gồm cả hắn cùng Hắc Ma Đế Quân đều có thể chết, Khương Phàm cũng không thể tiếp quản thế giới. Ta không thể thay đổi đã từng, chỉ có thể điều tiết khống chế sau này. Khương Phàm yên lặng lặp lại câu. Đối với loại tình huống này, hắn không thể nghi ngờ là người đau đớn nhất so với tất cả. Rõ ràng có thể nhìn lại lịch sử, nhìn thấy sinh mệnh tươi sống của bọn hắn, lại chỉ có thể nhìn. Nhìn mà thôi. Hắc Ma Đế Quân nhún nhún vai, thật nghĩ rằng Khương Phàm không gì làm không được. Như thế không chỉ có thể cứu sống chết người, còn có thể chuyển rời bọn người thiên hậu từ dĩ vãng trong lịch sử đến nơi này. Như thế này người giết trời mang đi hồng hoang thiên long chẳng phải sẽ biến mất. Người giết trời đang tra tấn thiên long, siêu, không có, đi đâu rồi, về nhà sao? Người muốn làm thế nào?
Thôn Thiên Ma Đế biết Khương Phàm đang chất chứa lửa giận. Dù sao bị bắt cóc chính là những người thân nhất như Hồng Hoang Thiên Long. Truy tung sát thiên chiến đội, nếu như có thể đuổi kịp tự nhiên tốt nhất, nếu như đuổi không kịp, tìm túc địch của Thương Thiên, Tu La Tinh Vực. Tu La, Tinh Vực. Hắn là túc địch của Thương Thiên tới trăm vạn năm, cũng là tinh vực cường giả Thương Thiên kiêng kỵ nhất. Hắn đang lang thang khắp vũ trụ, bảo vệ những tinh cầu sinh mệnh hỗn độn sơ kỳ, là thủ hộ giả duy nhất bên trong chúa tể vũ trụ. Khương Phàm thông qua trí nhớ của bọn người Hắc Ma Chiến Đế hiểu rõ rất nhiều chuyện, nhưng liên quan tới vị chúa tể thần bí kia, cũng không có rất nhiều tin tức tính thực chất. Kỷ nguyên, tháng 6 năm 32, Khương Phàm khống chế thế giới xâm nhập vũ trụ, dùng tốc độ cao nhất truy tung sát thiên chiến đội. Đồng thời mời ra nhân quả thiên đồ từ bên trong hệ thống thế giới, thả ra linh hồn thiên hậu ngủ say bên trong, sau đó ngưng tụ thân hình, mang theo mấy người Hắc Ma Đế quân trở về đế thành. Thượng Thương Đế Thành. Chờ đợi dài đến 13 tháng, để bầu không khí trong này từ khẩn trương đến sợ hãi, từ đến mê mang biến thành tuyệt vọng. Tu La cô độc ngồi bên trên đỉnh Chu Tước Cung cung, cả ngày lẫn đêm nhìn lên bầu trời, đôi mắt đã từng sáng tỏ thâm thúy từ từ trở nên trống rỗng. Đan Hoàng ngồi trước luyện thiên đỉnh, yên lặng luyện đan dược. Một ngày, một lần, dược liệu không ngừng bay vào luyện lô, nhưng không có một viên thành hình. Hướng Vãn Tình thì khóa mình trong phòng, từ chối bất kỳ người nào làm bạn. Nàng quỳ trên mặt đất, ôm cánh tay cúi đầu, từng lần một cầu nguyện, từng lần một khóc lóc kể lể, thân thể ngày càng gầy gò, hai mắt sưng đỏ không chịu nổi. Tịch Nhan quanh quẩn một chỗ tại luân hồi thâm không. Vô số lần hô hoán, tử vong, muốn biết tình huống thật sự trên thiên khải. Kiều Hinh cô độc ngồi quỳ trước cửa điện, thân ở trong điện, mặt hướng ngoài điện, hai tay nâng ở trước người, môi đỏ nỉ non. Từ ngày Khương Phàm đi đến thiên khải bắt đầu, nàng đã quỳ gối ở nơi này, cái quỳ này đã là gần 2 năm dài đằng đẵng. Chương 3237 phân phó. Khương Diễm, Khương Qua, Khương Quỳ, Triệu Thời Việt, đều cố nén bi thống, bình tĩnh trầm mặc quản lý đế thành. Khương Hồng Võ, Lý Quân Giao, bọn người Hàn Ngạo đều ở trong đế thành, mặc dù đã tuyệt vọng, lại đều không hề rời khỏi, không phải cô độc ngồi tại một nơi nào đó trầm mặc, chính là hoảng hốt nhìn lên bầu trời, mặc dù biết nơi đó đã kết thúc, kết cục đã nhất định, nhưng bọn hắn chính vẫn muốn. Chờ một chút, đối với bọn hắn mà nói, thời gian trôi qua dài rằng giặc mà dày vò, chờ đợi lại là đau đớn cùng mê mang. Nhưng đối với người bình thường mà nói, không có một mực đắm chìm trong sự ngột ngạt. Đối với bọn hắn mà nói, thiên khải chiến trường tiếp tục an tĩnh, nói rõ nguy cơ đã giải trừ, bọn hắn hoàn toàn có thể tiếp tục cuộc sống bình thường. Ở vào vạn thế thần triều sâu trong Thương Huyền Đại Lục, không thể nghi ngờ là hạch tâm lịch sử thế giới từ nay về sau rất dài một đoạn thời kỳ, mọi cử động có thể ảnh hưởng cách cục thế giới, cho nên nơi đó nhất định là an bình nhất, cũng nhất định tràn đầy kỳ ngộ. Từ thiên khải chiến tranh kết thúc ngắn ngủi mấy tháng bắt đầu, dân chúng Thương Huyền giống như thủy triều tuôn về hướng vạn thế thần triều, rất nhiều tộc người từ đại lục khác cùng hải vực mênh mông tràn vào Thương Huyền. Làm trung tâm thần triều, Thượng Thương Đế Thành nhanh chóng náo nhiệt lên, nhân khẩu tràn vào tăng vọt gấp bội. Cũng may Đế Thành đã hoàn thành xây dựng lại, hoàn toàn dựa theo tư tưởng ban sơ của Khương Phàm, chia làm nội thành cùng ngoại thành hai bộ phận. Nội thành lấy Chu Tước Đế Cung làm chủ, Đan Hoàng Cung làm phụ. Ba tòa thần hoàng cung phân xung quanh đế cung. Hiện lên hình tam giác bảo vệ đế cung, bảo vệ đế tộc. Thiên Võ Điện thì trực tiếp thiết lập trong Đan Hoàng Cung, cung cấp bảo vệ cần thiết. Ngoài ra, khu nội thành còn thiết trí Tu La Chiến Cung, chuyên thuộc về Tu La. Khu ngoại thành chia làm Đông Tây Nam Bắc 4 khu. Ngũ Hành Học Viện trấn thủ Đông Khu, Quân Võ Viện trấn thủ Tây Khu. Nam Khu là Chu Thiên Thần Điện, Bắc Khu thì giao cho Hướng Gia. Bởi vì người tràn vào thật sự quá nhiều. Ngoại thành không thể không tiến hành quản chế khắc nghiệt các hạng, nội thành càng tạm thời từ chối bất kỳ nhân khẩu ngoại lai nào tiến vào. Nhưng bất kể biện pháp gì đều không ngăn cản được mọi người hướng tới cùng nhiệt tình đối với đế thành. Chậm rãi, xung quanh đế thành xuất hiện số lượng lớn khu quần cư, mỗi khu quần cư đều là người các nơi tụ tập mà đến, mỗi ngày đều đang gia tăng, mỗi ngày đều đang suy nghĩ đến như thế nào trà trộn vào đế thành, như thế nào tạo liên quan cùng người phụ trách khu ngoại thành. Ngũ Hành Học Viện, Quân Võ Viện, Chu Thiên Thần Điện, cùng Hướng Gia không thể nghi ngờ trở thành mục tiêu để tất cả mọi người nịnh nọt. Dù đám người phụ trách Ngũ Hành Học Viện thật sự không có tâm tình, nhưng cũng không thể không nhịn tức giận cùng bực bội, triển khai tiếp đãi cùng khảo sát.